Đô thị cực phẩm y thần. Diệp thần. Tập 149. Còn không có, nhưng, cũng kém không xa. Hạ Nhược Tuyết trong mắt uy nghiêm, khua kiếm chém thẳng Viêm Thiên Long thần, trên thân kiếm quấn vòng quanh từng luồng luân hồi tinh diễm lửa mang, khí thế long trời lở đất, đơn giản là muốn nướng vũ trụ tinh hà, hiện ra vô cùng nóng rực hung uy. Diệp thần ngưng thần vừa thấy, nhất thời liền phát hiện, Hạ Nhược Tuyết trên người luân hồi tinh diễm khí tức, còn không phải là nhất viên mãn cảnh giới, chỉ là một chút xíu tàn lực mà thôi. Hiển nhiên, Hạ Nhược Tuyết còn không có luyện hóa thành công, nhưng đã chóc ra một chút luân hồi tinh diễm năng lượng, hóa cho mình dùng. Chỉ là một chút luân hồi tinh diễm năng lượng mà thôi, liền bạo phát ra ngập trời thần uy. Đúng phiến hư không, nhiệt độ kịch liệt tăng vọt. Sơn Hà Nhật Nguyệt, tựa như đều phải bị nấu sôi. Hạ Nhược Tuyết một kiếm này, như luyện ngục nham thạch nóng chảy, thế không thể đỡ. Cái này vốn không phải nàng cảnh giới này có thể dẫn động dị tượng, nhưng nàng nhưng làm được. Có thể gặp luân hồi tinh diễm khủng bố. À, luân hồi tinh diễm, ngươi lại có thể dung hợp luân hồi tinh diễm một chút hơi thở. Viêm Thiên Long thần thanh âm lại đang run rẩy. Luân hồi tinh diễm là thiên địa thần hỏa, căn nguyên ở thượng giới nữ hoàng trong cơ thể. Loại cấp bậc này thần hỏa, một chút xíu năng lượng, đều đủ để đốt nứt ra chư thiên, tận diệt hết thảy, hắn cũng phải kính sợ vạn phần. Vị kia thượng giới nữ hoàng có thể bất tử bất diệt, thanh xuân vĩnh trú, dung chuyển thiên hạ, cái này luân hồi tinh diễm là một phần chia nguyên nhân à. Tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ lại bị một cái thần quốc cô gái nắm giữ. Phốc xích, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Viêm Thiên Long thần gặp phải Hạ Nhược Tuyết kiếm chém. Hàm chứa luân hồi lực lượng và tinh diễm hơi thở một kiếm, hung hăng phá vỡ hắn vảy rồng máu thịt, sâu đạt xương cốt, cơ hồ phải đem xương cũng nướng thành than. Cái này luân hồi tinh diễm năng lượng, chân thực quá kinh khủng, coi như Viêm Thiên Long thần thân xác cường hãn, vậy không đỡ được. Hắn thân rồng trên, nhất thời xuất hiện một đạo sâu đậm kiếm tổn thương. Coi là các ngươi may mắn. Viêm Thiên Long thần cắn răng, thần long bãi vĩ, biến dạng hư không. Nhanh chóng phi độn đi. Nếu như hắn dây dưa tiếp nữa, Diệp thần và Hạ Nhược Tuyết dưới sự liên thủ, hắn không có phần thắng. Coi như đem hết toàn lực, vận dụng thiên thần toàn bộ lá bài tẩy, chém chết hai người, hắn khẳng định vậy muốn trả một cái giá thật là lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Tuyết tỷ tỷ thật là lợi hại. Tinh linh phiêu bay tới, thanh âm ngạc nhiên mừng rỡ. Hạ Nhược Tuyết đắng chát cười một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Một chút đỏ bừng máu tràn ra. Luân hồi tinh diễm cuối cùng quá mức mạnh mẽ, bây giờ nàng thi triển, giá quá lớn. Thế nào? Diệp thần vội vàng đỡ nàng, ân cần hỏi. Luân hồi tinh diễm, ta còn không có luyện hóa thành công. Hạ Nhược Tuyết chán dịn ra đổ mồ hôi, luân hồi tinh diễm còn bị nàng áp chế ở bụng bên trong, mới vừa chóc liền một chút năng lượng, thuận lợi đánh lui Viêm Thiên Long thần. Nhưng hiện tại, còn chưa tới ăn mừng thời điểm. Bởi vì, nàng cũng chưa hoàn toàn luyện hóa thành công. Chỉ có hoàn toàn luyện hóa luân hồi tinh diễm, nàng mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh, nắm giữ vô thượng lửa trời thần uy. Nhược Tuyết, vậy ngươi luyện hóa, ta vì ngươi hộ pháp. Diệp thần kéo Hạ Nhược Tuyết cánh tay, đỡ nàng đi tới trên bong. Tỏa ra ánh nắng sáng sớm, Hạ Nhược Tuyết ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, tiếp tục luyện hóa luân hồi tinh diễm. Bây giờ là cuối cùng, chống đỡ thêm chút thời gian, là được đại công cáo thành. Mà Diệp thần, thì bảo vệ ở Hạ Nhược Tuyết bên cạnh, mình vậy yên lặng điều tức hồi khí, khôi phục hao tổn linh lực. Diệp thần ca ca, người cũng không biết mới vừa có nhiều nguy hiểm. Tinh linh trôi giạt đến Diệp thần trước mặt, díu dít, đem mới vừa ở Cửu Thiên Thần Long Điện bên trong sự tình phát sinh, từng cái nói cho Diệp thần. Thượng giới tôn tộc, nữ hoàng chí tôn, tuyển cơ. Diệp thần nghe tinh linh lời nói, ánh mắt nhất thời dấy lên lửa giận ngập trời. Chẳng biết tại sao, hắn nghe được thượng giới và nữ hoàng tin tức lúc đó, linh hồn chỗ sâu, thì có mãi mãi oán niệm, xen lẫn núi lửa vậy tức giận, ngang nhiên xông lên đầu. Cái này cái gì thượng giới nữ hoàng, ta kiếp trước là không phải là cùng nàng có cái gì ân oán. Chẳng lẽ đời trước đem mình rơi xuống cô gái chính là vậy thượng giới nữ hoàng? Diệp thần con ngươi ngưng trọng. Ý định giết người tràn ra. Hắn cảm nhận được, sâu trong nội tâm tức giận oán hận,
là kiếp trước lưu lại hơi thở. Thôi, bất kể như thế nào, cái này cái gì Tuyền Cơ, lại dám tổn thương Nhược Tuyết, ta tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Thần nắm quyền một cái, hạ Nhược Tuyết chịu đựng lớn như vậy hung hiểm, tất cả đều là cái đó Tuyền Cơ tạo thành. Nếu như không phải là nàng, hạ Nhược Tuyết có thể đã sớm luyện hóa luân hồi tinh diễm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, cái này Tuyền Cơ là thượng giới tôn tộc, có cực kỳ thực lực kinh khủng, dù là trọng thương, cũng không phải ta có thể chiến thắng. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, hắn vậy rất biết mình thực lực. Đối mặt Viêm Thiên Long Thần, còn có sức đánh một trận. Nhưng nếu như đụng phải Tuyền Cơ, không có bất kỳ phần thắng. Dẫu sao, cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Coi như thời khắc này Tuyền Cơ, đã bị Già Thiên Ma Đế trọng thương, nhưng cũng không phải hắn có thể dung chuyển. Thôi, rời đi trước nơi đây, cuối cùng có một ngày, lão tử muốn cho nàng tan thành mây khói. Diệp Thần cắn răng, điều khiển phi thuyền nhanh chóng rời đi. Việc cần kíp, trước thoát khỏi nơi đây, để cho Hạ Nhược Tuyết vượt qua cửa ải khó. Còn như trả thù, ngược lại không cần gấp nhất thời. Diệp Thần rất biết mình tiềm lực, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, cái gì Thiên Đạo Cung, cái gì Tuyền Cơ, hắn cũng có thể một lần hành động tiêu diệt. Thậm chí, cuối cùng có một ngày, hắn có thể giết tới thượng giới đi. Thời gian, hiện tại hắn cần nhất, là lớn lên thời gian. Vảy rồng phi thuyền ở trong hư không qua lại, gợn sóng không sợ hãi, nhanh chóng chạy trốn xa rời đi. Cùng lúc đó, Viêm Thiên Long Thần chạy khỏi sau đó, vốn dự định rời đi Cửu Thiên Thần Long Điện, hỏa tốc trở lại Thiên Đạo Cung, nhưng ở nửa đường, bị một đạo mang một chút máu bóng đẹp ngăn trở. Chính là Tuyền Cơ. Tuyền Cơ đại nhân. Viêm Thiên Long Thần kêu gọi một tiếng, nhưng gặp Tuyền Cơ hơi thở cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Rất hiển nhiên, thượng giới nữ hoàng mang cho nàng lực lượng, đã hoàn toàn tiêu tán. Thậm chí nàng bị cắn trả. Bất quá, không tính là quá tệ cao, coi như mang thương, ở Cửu Thiên Thần Long Điện, nàng vậy có đầy đủ quyền phát biểu. Tuyền Cơ đại nhân, ngươi. Đúng rồi, vậy cái huyết long, đã chết rồi sao? Viêm Thiên Long Thần chú ý đặt câu hỏi, hắn quan tâm nhất chính là huyết long sống chết. Dẫu sao, máu huyết mạch của rồng áp chế, để cho hắn vô cùng không thoải mái. Hắn chỉ muốn thấy được huyết long chết. Mới vừa ở Cửu Thiên Thần Long Điện, huyết long đã bị Tuyền Cơ đánh thành trọng thương, mắt xem thì phải toi mạng, chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Không có, Già Thiên Ma Đế tới. Tuyền Cơ thanh âm trầm thấp, mang một cổ mỏi mệt. Hiện tại mi tâm của nàng đế uy dấu vết, đã hoàn toàn biến mất, hiện tại trạng thái nàng, tuyệt đối không phải Già Thiên Ma Đế địch thủ. Cho nên, nàng chuẩn bị về trước thượng giới, đem việc này bẩm báo. Để cho nữ hoàng tự mình định đoạt. Chỉ là hiện tại nữ hoàng phân phó sự việc, nàng toàn bộ làm hư hại, nếu như bị nữ hoàng biết, nàng chết như thế nào cũng không biết. Già Thiên Ma Đế hạ xuống. Viêm Thiên Long Thần ánh mắt co rúm một cái, không nghĩ tới lại xảy ra này cùng biến cố. Người bên kia như thế nào? Tội kia nữ, có thể đã phục tội. Người người bên dưới đâu? Tuyền Cơ ánh mắt hàn như vậy, thấy Viêm Thiên Long Thần chỉ có một thân một mình, nhất thời có loại dự cảm bất tường. Nếu như Hạ Nhược Tuyết phục tội bị giết, nàng ở nữ hoàng trước mặt, vậy coi là có chút giao phó. Nhưng nếu như bị Hạ Nhược Tuyết chạy, vậy thì phiền toái. Tuyền Cơ đại nhân, cái này. Viêm Thiên Long Thần cười khổ, liền đem Diệp Thần hạ xuống, lấy vô địch thần uy, giết chết gia trưởng lão, cuối cùng Hạ Nhược Tuyết còn chóc liền một chút luân hồi tinh diễm năng lượng, hung hăng đem hắn chém bị thương sự việc, đơn giản nói một lần. Cái gì, tội kia nữ lại còn không chết, thậm chí có thể vận dụng luân hồi tinh diễm. Tuyền Cơ thật sâu nổi giận, không ngờ tới Viêm Thiên Long Thần bên này, vậy xảy ra bất ngờ. Luân hồi tinh diễm là nữ hoàng tôn thượng vật. Chư thiên vạn giới, không có bất kỳ người có tư cách chấm mút, tội kia nữ lại có thể chóc liền một chút tinh diễm năng lượng, bốc lên độc nữ hoàng thiên uy, chết vạn lần không chuộc. Tuyền Cơ hai tròng mắt ác liệt, bộc phát ra vô cùng tàn bạo sát ý. Tuyền Cơ đại nhân, vậy ngươi muốn? Viêm Thiên Long Thần run một cái, cho tới bây giờ không gặp qua Tuyền Cơ tức giận như vậy hình dáng. Bọn họ chạy đi nơi nào? Ta muốn đích thân ra tay. Chu diệt Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, nếu bị bọn họ chạy, ta
ta như thế nào theo nữ hoàng tôn thượng giao phó. Tuyền Cơ răng cắn chặt, trên mình ý định giết người càng ngày càng đậm hơn. Tuyền Cơ đại nhân, người thương thế tựa hồ không nhẹ, không bằng cùng thương thế sau khi khỏi hẳn, lại đuổi theo giết không muộn. Viêm Thiên Long thần cẩn thận nói. Có thể Tuyền Cơ lớn tiếng nói, ta coi như bị thương, cũng có ngập trời thần lực, không phải vậy hai con kiến hôi phế vật có thể ngăn cản. Tuyền Cơ đại nhân, không phải, ta luôn cảm giác, sự việc rất nguy hiểm. Viêm Thiên Long thần lộ ra cười khổ, hiện ra sâu đậm kiêng kỵ. Những ngày qua, hắn Thiên Đạo Cung và cái đó thần bí thanh niên Diệp Thần từng có vô số lần giao thủ, nhưng mỗi một lần, Diệp Thần cũng có thể giết phá hết thảy. Trên người của đối phương, tựa như mang theo thiên đại khí vận. Vô luận như thế nào nghiền ép, cũng giết không chết hắn. Thời khắc này Viêm Thiên Long thần, coi là thật sợ. Hắn sợ Tuyền Cơ đuổi giết đi lên, không chỉ có không giết chết đối phương, còn khả năng sẽ bị giết ngược. Cho nên, hắn muốn Tuyền Cơ về trước Thiên Đạo Cung hoặc là thượng giới, khôi phục thương thế sẽ ra tay. Khỏe hẳn thời điểm Tuyền Cơ, thần uy đủ để nghiền ép hết thảy, đến lúc đó, Diệp Thần coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng sống sót. Đừng nói nhảm, mau nói cho ta bọn họ ở nơi nào. Tuyền Cơ mắt lạnh nhìn Viêm Thiên Long thần, người phụ nữ kia, lập tức phải luyện hóa luân hồi tinh diễm, nếu như bị nàng luyện hóa thành công, ngang hàng khinh nhờn nữ hoàng, đây là thiên đại lỗi, ta không chịu nổi. Viêm Thiên Long thần nhìn Tuyền Cơ quyết định hình dáng, cũng biết trở không ngăn được, thở dài nói. Bọn họ trốn ra Cửu Thiên Thần Long Điện, người hiện đang đuổi theo, vẫn còn kịp. Lập tức đem vảy rồng phi thuyền cuối cùng xuất hiện tọa độ, nói cho Tuyền Cơ. Tuyền Cơ bấm ngón tay tính toán, nhất thời suy diễn đến vảy rồng phi thuyền vị trí. Chờ, ta sẽ đem một nam một nữ kia đầu người, mang về đưa cho các ngươi Thiên Đạo Cung. Tuyền Cơ thanh âm lạnh lùng, tiêm vung tay lên, biến dạng hư không, ngay tức thì đuổi giết đi. Nàng mục đích lớn nhất, là chém chết Hạ Nhược Tuyết. Bất quá, thằng nhóc kia nếu là Thiên Đạo Cung kẻ địch, nàng không ngại cắt lấy Diệp Thần đầu người, đưa cho Thiên Đạo Cung một cái ân huệ. Như vậy tốt nhất. Viêm Thiên Long thần cười khổ, năm lần bảy lượt sa sút, thật sâu thất bại hắn nhuệ khí. Hiện tại vừa nghĩ tới Diệp Thần bóng người, hắn liền cả người sợ hãi. Chỉ hy vọng thằng nhóc kia khí vận, ngày hôm nay có thể chấm dứt. Viêm Thiên Long thần lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể đung đưa, lắc mình đi Thiên Đạo Cung phương hướng lao đi. Mà lúc này Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, đang ngồi ở vảy rồng trên phi thuyền, không ngừng qua lại hư không, xa xa thoát đi. Bỗng, bốn phía hư không, kịch liệt chấn động đứng lên. Một cổ hào hùng uy nghiêm, từ trong hư không tràn ngập ra. Ngân Hà Nhật Nguyệt, ở nơi này uy nghiêm chấn nhiếp, tựa hồ đều đang đung đưa. Diệp Thần con người đông lại một cái, nhìn hư không, tay cầm sát kiếm, một loại nguy hiểm cảm giác lan tràn toàn thân. Một giây kế tiếp, một cái lưng đeo kiếm to cô gái, xé hư không, cướp bước phi thân ra, hạ xuống đến vảy rồng trên phi thuyền không. Người phụ nữ kia tới. Tinh linh phát ra kêu lên. Trên bầu trời đeo kiếm cô gái, chính là Tuyền Cơ. Giờ phút này, Tuyền Cơ trên y phục, mang tan vỡ dấu vết. Lộ ra một tấc tấc da thịt trắng như tuyết, mà da thịt bên trên, nhưng là mang theo máu tươi vết thương. Nàng thậm chí còn chưa kịp thay quần áo. Hiển nhiên, nàng trạng thái cũng không tốt. Nhưng là, nàng hơi thở, vẫn vô cùng khoáng đạt, vô cùng mênh mông. Cả người, giống như một vòng nắng gắt, trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao. Ngươi chính là Tuyền Cơ. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, nhất thời đề phòng. Hắn bây giờ, linh lực đã hoàn toàn khôi phục, nhưng đối mặt Tuyền Cơ, vẫn có loại nhỏ bé cảm giác. Cái này Tuyền Cơ, thực lực tất nhiên khủng bố. Chí ít thiên thần cảnh trung kỳ. Coi như chịu trọng thương, vẫn là cao như trời tháng, lớn như trời, làm người ta vô cùng kiêng kỵ. Đáng chết, nữ nhân này thật là âm hồn không tiêu tan. Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, thấy Tuyền Cơ bóng người, hàm răng cắn thật chặt môi dưới. Trên gương mặt tươi cười cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Bây giờ nàng, đã mau phải hoàn toàn luyện hóa luân hồi tinh diễm, nhưng không nghĩ tới, ở giây phút sau cùng, lại là Tuyền Cơ xuất hiện ngăn trở. Thằng nhóc, ngươi kêu gì? Tuyền Cơ đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần,
thân thể kịch liệt chấn động đứng lên, trong mắt lộ ra sâu đậm khiếp sợ. Nàng phát hiện, Diệp Thần gương mặt, vô cùng quen thuộc. Ở nữ hoàng trong cung điện, Tuyền Cơ xem qua luân hồi đứng đầu thanh niên thời kỳ bức họa. Giờ phút này, nàng kinh ngạc phát hiện, Diệp Thần tướng mạo, lại có thể và luân hồi đứng đầu đặc biệt tương tự. Giữa hai lông mày hơi thở, cũng là gần như nhau. Cái này không thể nào. Tuyền Cơ trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Luân hồi đứng đầu, sớm liền đã chết, hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất, không thể nào lại sống lại. Tuyền Cơ ánh mắt không ngừng lóe lên, nàng tin chắc luân hồi đứng đầu đã chết, sẽ không có sống lại cơ hội. Nhưng hiện tại, Diệp Thần tướng mạo hơi thở, lại cùng luân hồi đứng đầu đặc biệt tương tự, để cho nàng hoàn toàn chấn động ngạc. Nàng vốn là còn muốn, vừa thấy được Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, liền mãnh hạ tử thủ, một kiếm chém chết. Nhưng hiện tại, mắt thấy Diệp Thần mặt mũi, nàng nhưng là chần chờ. Người này, và luân hồi đứng đầu có quan hệ thế nào? Tuyền Cơ đầu ngón tay rút lại tay áo bảo bên trong, âm thầm bấm ngón tay suy tính, nhất thời suy diễn đến đặc biệt phức tạp thiên cơ số mạng, đơn giản là dây dưa không rõ, chém không ngừng, lý còn loạn. Hừ, ngươi sững sờ ở chỗ này làm gì? Diệp Thần nhìn Tuyền Cơ trợn mắt hốc mồm hình dáng, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn chiến, liền cứ việc chiến, ta Diệp Thần sợ gì? Diệp Thần tầng 7 huyết quang bùng nổ, xích trần thần mạch ngưng tụ, sát kiếm phát ra ngút trời sát ý, ngưng thần mà đợi. Mặc dù Tuyền Cơ thực lực rất cường đại, nhưng vì bảo vệ Hạ Nhược Tuyết, hắn sẽ không có chút nào lui bước. Huống chi, Tuyền Cơ hiện tại trạng thái cũng không tốt, nếu quả thật chiến đấu, mượn luân hồi mộ địa, hắn không phải là không có lật bàn cơ hội. Ngươi, ngươi! Tuyền Cơ gần đây quả quyết sát phạt, nhưng bây giờ thấy Diệp Thần hình dáng, nhưng là lộ vẻ được có chút bất an cùng hỗn loạn. Ngươi đi thôi, ta tạm thời không giết ngươi, ta chỉ giết vậy khinh nhờn nữ hoàng tội nữ. Hít sâu một hơi, Tuyền Cơ thoáng khôi phục trấn định, chậm rãi mở miệng. Suy nghĩ kỹ một chút, trước hay là để qua một bên, trước chém chết Hạ Nhược Tuyết nói sau. Còn như Diệp Thần sự việc, nàng cần xin phép nữ hoàng, không dám tùy tiện định đoạt. Dẫu sao, Diệp Thần tướng mạo hơi thở, và luân hồi đứng đầu chân thực quá tương tự, sau lưng không biết dính líu tới nhiều ít nhân quả số mạng, không phải nàng có thể tùy tiện đụng chạm. À, bất quá muốn ta đi, ta không đáp ứng. Ngươi muốn động phụ nữ của ta, hỏi trước một chút ta trong tay sát kiếm có đáp ứng hay không. Diệp Thần nắm chặt chuôi kiếm, cười lạnh. Trong lòng nhưng âm thầm nghi ngờ, không biết Tuyền Cơ ở tính toán gì, lại có thể chịu để cho chạy hắn. Tuyền Cơ ánh mắt ngưng luyện, nhưng là bất kể Diệp Thần, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết đang ngồi xếp bằng ở trên bong, không ngừng chóc trước luân hồi tinh diễm năng lượng, rất nhanh thì phải luyện hóa xong tất. Nữ hoàng lửa, há cho ngươi ô nhục, cho ta chết. Tuyền Cơ tròng mắt run lên, bỗng nắm chặt cự kiếm, thân thể một cái thoáng hiện, tới sát Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Giết trong chớp mắt hoàng đạo kiếm. Tuyền Cơ quát lên một tiếng lớn, cự kiếm nổ lên ngập trời hoàng đạo uy nghiêm, cuồn cuộn thiên uy mãnh liệt, kiếm phong sát khí dâng trào, chém thẳng Hạ Nhược Tuyết đầu. Thật là nhanh. Diệp Thần thần sắc chợt biến, không nghĩ tới Tuyền Cơ kiếm pháp lại có thể sắp tới tình cảnh này, ngay tức thì liền xé hư không, để cho người căn bản không phản ứng kịp. Thật may, Diệp Thần tất cả tâm thần đều ở đây Hạ Nhược Tuyết trên mình. Hắn vừa nhìn thấy Tuyền Cơ bóng người biến mất, cũng biết việc lớn không ổn. Lúc này nắm chặt sát kiếm, phá thiên lực phóng thích đến mức tận cùng, chỉ nghe gặp một đạo vang lớn. Hắn lại chặn lại Tuyền Cơ kiếm đánh. Nhưng trong cơ thể nhưng là cảm thấy huyết khí dâng trào. Chợt lực lượng quá mức bá đạo. Hạ một sát, Diệp Thần vọt tới Hạ Nhược Tuyết trước mặt, cho đòi kiếm vào tay, mắt lạnh nhìn chằm chằm Tuyền Cơ. Ta nói, muốn động phụ nữ của ta, trước hết giết ta nói sau. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp chớp động, không hề cam, không hề nhẫn. Nàng đoạn thời gian này rời đi Thần Cực Tông, liền là muốn cho mình thay đổi mạnh hơn. Nàng hy vọng có một ngày, mình không cần Diệp Thần bảo vệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng không muốn trở thành là Diệp Thần phiền toái à? À, giỏi một cái si tình nam tử. Tuyền Cơ lạnh giọng cười lên,
nhìn Diệp Thần dùng tình rất sâu hình dáng, trong lòng ngược lại có quyết định. Tên này, hẳn không phải là Luân Hồi đứng đầu. Năm đó, Luân Hồi đứng đầu và Nữ Hoàng Tôn Thượng, có vô số dây dưa dễ má. Hắn nếu như là Luân Hồi đứng đầu, sẽ không đối với phụ nữ khác động tâm. Tuyền Cơ tâm tư không ngừng lóe lên, linh đài một phiến trong sạch. Cho ngươi cơ hội ngươi không đi, rất tốt, ta sẽ để cho các ngươi làm đối với khổ mệnh uyên ương. Tuyền Cơ thu liếm tâm thần, mới vừa nàng còn rất hỗn loạn, không biết Diệp Thần và Luân Hồi đứng đầu có cái gì sâu xa. Nhưng hiện tại, thấy Diệp Thần như vậy bảo vệ Hạ Nhược Tuyết, nàng nhưng là quyết định. Coi như Diệp Thần là Luân Hồi đứng đầu, đối với phụ nữ khác như thế động tình, đây đối với nữ hoàng mà nói, đều là thiên đại phản bội, tội không cho thứ cho. Đại hoang phá nguyệt kiếm. Tuyền Cơ khoác kiếm phá giết, như hoang cổ sao rơi, giết phá tàn tháng. Từng tia xanh lơ mưa lất phất ánh sáng, từ nàng trên thân kiếm nổ tung ra, cuồn cuộn thiên hoang khí tức cổ xưa, lạnh lẽo nhân tâm tỳ. Vô cùng hoang vu, vô cùng ác liệt một kiếm, chính là chém thẳng Diệp Thần. Cái này một tí, Tuyền Cơ không có chút nào quấn quýt, ra tay đặc biệt ác liệt, không chút sông dài. Kiếm khí mạnh, so với mới vừa một kiếm, không biết lợi hại nhiều ít lần. Thật là bá đạo kiếm khí. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, Tuyền Cơ một kích toàn lực, quả nhiên là khủng bố. Coi như Tuyền Cơ trạng thái không có đỉnh cấp, nhưng một kiếm này, vẫn có nghịch thiên uy lực. Khắp nơi bắn tung tóe kiếm quang, ở trong hư không kích động, tựa như xé trời tên, trong tinh không, vô số viên tinh cầu bị kiếm quang xuyên thủng, thành lưu lạc ở chư thiên giữa vẫn thạch tinh trần. Một chiêu này đại hoang phá nguyệt kiếm, là thật chảm phá tinh nguyệt, hiện ra vô cùng vô tận thần uy. Xích Trần thần mạch, mở. Lăng Phong thần mạch, mở. Hủy Diệt Mộ đạo, mở. Đối mặt kinh khủng như vậy kiếm chiêu, Diệp Thần cũng không dám khinh thường chút nào. Ngửa mặt lên trời chợt quát, trong cơ thể hai đại thần mạch năng lượng, toàn bộ nổ tung. Ông! Nhất thời, Diệp Thần trên thân thể, toát ra vô cùng kim quang sáng chói, giống như mặc vào màu vàng kim khôi giáp. Trong tay hắn, cũng là nắm chặt sát kiếm, Hủy Diệt Mộ đạo hơi thở hòa lẫn Lăng Tiêu võ ý, cuồng như vậy tự nhiên ra. Đinh đinh đinh! Diệp Thần khua kiếm giết ra, và Tuyền Cơ cự kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Ở trong điện quang hỏa thạch, hai người kiếm phong, không biết va chạm bao nhiêu lần, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Chung quanh không gian, ở nơi này kiếm phong va chạm gian, không ngừng sụp đổ nghiền. Từng ngọn đỉnh núi ở kiếm khí dư âm cuộn sạch hạ, điên cuồng nổ tung chôn vùi, trở thành bụi bặm. Hai người va chạm, đơn giản là long trời lở đất, quỷ thần khóc tỉ tê. Mà mỗi một lần, Diệp Thần trên mình chính là tuôn ra một đạo xương máu. Mỗi một đánh, đối với Diệp Thần đều là bị thương nặng. Nhưng là Diệp Thần kiên trì nổi, hắn biết, mình muốn là Hạ Như Tuyết tranh thủ thời gian. Diệp Thần cắn răng, chỉ cảm thấy từng cơn lực lượng mạnh mẽ, xen lẫn thiên thần oai, không ngừng đánh thẳng vào hắn thân thể. Hắn xích Trần thần mạch, không ngừng thừa nhận Tuyền Cơ kiếm lực đánh vào. Mà Lăng Phong thần mạch, vậy phát huy đến trình độ cao nhất, điên cuồng hấp thu Tuyền Cơ công kích năng lượng. Nhưng lập tức liền như thế nào, Diệp Thần cũng cảm nhận được ngập trời áp lực. Cả người xương cốt, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng, tựa hồ tùy thời có thể vết nứt. Gan bàn tay chỗ, cũng là trực tiếp băng liệt, chảy ra máu tươi. Diệp Thần cắn răng chống đỡ, gắt gao ngăn trở Tuyền Cơ tấn công, không để cho nàng tổn thương Hạ Nhược Tuyết. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được, chênh lệch như trời tiệm. Hắn phải trở nên mạnh. Thượng giới rốt cuộc là địa phương nào, Tuyền Cơ coi như là bị thương, vậy vẫn có thể bùng nổ ngập trời thần uy, kiếm chém tinh nguyệt, khí động hoàn vũ, đơn giản là coi trời bằng vung. Không biết lúc nào, ta cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này. Ở khổ chiến giây phút, Diệp Thần tâm tư nhưng bừng tỉnh sáng ngời, tựa như thời đại viễn cổ ngửa mặt trông lên tinh không trước dân. Suy nghĩ xa thiên thần uy nghiêm. Phá! Bỗng, Tuyền Cơ một tiếng quát lạnh, đột nhiên gia tăng lực đạo. Cuồng bạo kiếm uy, hung hăng hướng Diệp Thần đánh tới. Phốc xích! Diệp Thần há mồm phun ra máu tươi, trên người kim quang khôi giáp, ngay tức thì vỡ nát ly tán. Huyết mạch trong cơ thể, cũng là kịch liệt chấn động đứng lên, tựa hồ muốn biến dạng.
hắn cả người, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đánh mất ở phi thuyền trên bong, chật vật không chịu nổi. Ha ha, chính là con kiến hôi, chỉ biết là chót miệng xính uy phong. Tuyền Cơ lạnh lùng cười lên, nhìn Diệp Thần hết hy vọng bảo vệ Hạ Nhược Tuyết hình dáng, nàng trong lòng vô cùng không thoải mái, chỉ muốn lập tức giết chết Diệp Thần. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết thấy Diệp Thần bị thương, vội vàng đứng lên, bảo vệ ở Diệp Thần trước người. Gắt gao bảo vệ. Nàng quanh thân luân hồi tinh diễm chẳng biết tại sao lại hội tụ đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì, hắn phát hiện luân hồi tinh diễm xuất hiện, lại để cho hắn cảm nhận được quật lá chi địa vậy hơi thở. Ý vị này hắn có thể vận dụng 33 thiên hồng mông cổ pháp. Đây là hắn cơ hội à? Hạ giới tội nữ, cho ta chết. Tuyền Cơ ánh mắt rơi vào Hạ Nhược Tuyết trên mình, hừ một tiếng, nắm chặt chuôi kiếm, lăng không nhất kiếm đánh ra, chém thẳng Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp co rúm một cái, nhất thời cảm thấy vô cùng kiếm uy, như trời lôi thần phạt vậy đáp xuống, căn bản không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Úm, đi, đâu, bá, be be, ỏ, ô, ba, bóng, từng đạo cổ xưa thê lương âm tiết, chấn động ở giữa trời đất. Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, cổ họng dương ra, ngâm sướng ra vô cùng cổ xưa song âm. Hắn trên mình, lại lần nữa nổ lên kim quang. Tầng tầng kim quang, hóa thành 8 cái thiên long, hiển lộ ra vô cùng tàn bạo, vô cùng cuồng bạo khí thế. Cái gì, thiên long bát thần âm? 33 thiên hồng mông cổ pháp? Không thể nào, ngươi làm sao sẽ nắm giữ cái này thần thông? Tuyền Cơ cả kinh thất sắc. 33 thiên hồng mông cổ pháp, hàm chứa hồng mông sơ khai năng lượng, uy lực không có thể tưởng tượng. Coi như là ở thượng giới, loại thần thông này, cũng không yếu. Dõi mắt chư thiên vạn giới, hồng mông cổ pháp chỉ có 33 chồng, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu thưa thớt. Mỗi một loại hồng mông cổ pháp, cũng có thể chấn động thiên địa, xuyên qua hoàn vũ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ở thần quốc, lại có thể cũng có người nắm giữ hồng mông cổ pháp. Từ thiên ma hạo kiếp sau đó, hồng mông cổ pháp toàn bộ thất truyền, nhưng bây giờ Diệp Thần, nhưng nắm giữ cái này loại thất truyền không biết nhiều ít năm tháng thần thông. Ngày này Long Bát Thần Âm vừa thi triển ra, nhất thời liền xuyên qua hư không, rung động thật sâu Tuyền Cơ tâm thần. Tuyền Cơ chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhói, linh hồn lay động, vội vàng coi giữ tâm thần, lui về phía sau 3 bước. Không có sao chứ. Diệp Thần đi tới Hạ Nhược Tuyết bên người, ân cần nhìn nàng. Không có sao. Hạ Nhược Tuyết trong mắt kiên định, dù là mới vừa rồi bị Tuyền Cơ uy áp đánh vào, cũng không có biểu lộ một chút khó chịu. Nhược Tuyết, nhanh lên một chút luyện hóa luân hồi tinh diễm. Nơi này, có ta. Diệp Thần khá là an tâm nói. Đương thời giây phút, chỉ có Hạ Nhược Tuyết thành công luyện hóa luân hồi tinh diễm, hai người liên thủ hợp kích, mới có đảo xuất sinh thiên có thể. Còn như đánh bại Tuyền Cơ, Diệp Thần cũng không có khủng như vậy ngông. Dẫu sao, người sau là siêu cấp cao thủ, coi như hắn và Hạ Nhược Tuyết thời kỳ toàn thịnh liên thủ, vậy cơ hồ không thể nào chiến thắng. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là trước còn sống rời đi. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, cắn chặt hàm răng, tiếp tục luyện hóa luân hồi tinh diễm. Mộng tưởng hảo huyền, cũng cho ta chết. Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, nàng tự nhiên biết hai người kế hoạch. Nàng cũng không sẽ ngồi nhìn bỏ mặc, lúc này múa cự kiếm, ngang nhiên bạo chém tới. Diệp Thần duy nhất để cho nàng kiêng kỵ, chính là bữa trước Long Bát Thần Âm. Đây chính là đường đường hồng mông cổ pháp, coi như nàng là thiên thần, đều phải kinh hãi. Thật may, muốn thi triển hồng mông cổ pháp, cần phải hao phí đặc biệt to lớn khí lực. Thời khắc này Diệp Thần, hiển nhiên không có lần nữa thi triển năng lực. Diệp Thần cắn răng, nhìn cầm kiếm bay chém mà đến Tuyền Cơ, nhưng là ngang nhiên khua kiếm giết ra. Lăng tiêu võ ý, sấm hoang phách tinh kiếm. Diệp Thần quát to một tiếng, trong cơ thể linh lực chấn động, đem sát kiếm nội tình uy lực, điên cuồng thả ra ngoài. Nhất thời, đúng thanh kiếm, nổ lên sát khí ngập trời, dường như muốn chôn vùi toàn bộ vũ trụ. Hơi thở cuồng bạo, liền hư không đều vặn vẹo. Sấm hoang phách tinh kiếm sấm sét thiên uy, còn có một chút điểm tinh mang nhuệ khí, hòa lẫn cuồn cuộn sát khí, ngưng tụ thành một đạo vô cùng kiếm cương,
cuồng như vậy chém về phía Tuyền Cơ. Thật là hung dữ sát khí. Tuyền Cơ sắc mặt chợt biến, nàng còn lấy là Diệp Thần thi triển Thiên Long Bát Thần Âm, liền đã không có bất kỳ thủ đoạn. Không nghĩ tới, Diệp Thần binh khí trong tay, vậy là vô cùng lợi hại vật. Tuyệt đối không đơn thuần là cổ khí. Mấu chốt kiếm này lộ ra thần bí, nếu như khôi phục toàn lực, sợ rằng ở thượng giới đều là giá trị văn hoa. Một kiếm giết ra, cuồn cuộn sát khí kinh trời, làm người ta lộ vẻ xúc động. Đáng tiếc, người ta bây giờ, cảnh giới chênh lệch quá xa, phá cho ta. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Tuyền Cơ chính là khôi phục lãnh ngạo uy nghiêm hình dáng. Nếu như Diệp Thần cũng là thiên thần cảnh, dựa vào cái này cầm sát kiếm thiên uy, đủ để một kiếm đem nàng xương nghiền thanh cho rác. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại Diệp Thần thực lực, chỉ là chạm ách cảnh 9 tầng trời mà thôi, coi như chúa tể thiên uy sát khí, ở to lớn cảnh giới chênh lệch trước mặt, cũng không khả năng dung chuyển nàng. Chanh! Tuyền Cơ cầm kiếm chém điên cuồng, chỉ một kiếm, liền đánh bể Diệp Thần sát khí uy nghiêm, một kiếm đem hắn đánh bay. Diệp Thần! Hạ Nhược Tuyết muốn tĩnh tâm luyện hóa luân hồi tinh diễm, nhưng trong lòng bận tâm Diệp Thần, căn bản không thể chấn định tâm thần. Diệp Thần, người rời đi trước, không cần phải để ý đến ta. Hạ Nhược Tuyết là hoàn toàn tuyệt vọng, Tuyền Cơ chân thực quá mạnh mẽ, căn bản không có khả năng chiến thắng. Nàng hiện tại chỉ muốn Diệp Thần nhanh lên một chút rời đi, nàng chịu đựng tử cục. Nhà đầu ngốc, ta làm sao sẽ bỏ ngươi lại? Diệp Thần mỉm cười mở miệng, khóe miệng chảy xuống máu tươi, nhưng không có chút nào lùi bước sống trộm. Hôm nay chi cục, chỉ chết mà thôi. Có thể cùng mình chí yêu người phụ nữ cùng chết, cũng không coi là phụ lòng cuộc đời này. Diệp Thần chống kiếm, lảo đảo lắc lư đứng lên, ánh mắt vẫn kiên định, lạnh lùng nhìn chăm chú Tuyền Cơ. Tên này, thật là hồ đồ ngu xuẩn à. Tuyền Cơ cắn răng, nội tâm sâu đậm hận ý. Diệp Thần càng thương yêu Hạ Nhược Tuyết, nàng thì càng chán ghét. Tựa như mình tôn kính nhất nữ hoàng, lại có thể bị người phản bội. Cái này làm cho nàng vô cùng tức giận, thống hận. Thôi, đến lúc này, các ngươi lá bài tẩy vậy dùng hết chứ. Có thể nhận lấy cái chết. Tuyền Cơ khạc ra một hơi, đầu ngón tay căng thẳng, cầm chuôi kiếm, lăng không chém ra một đạo kiếm khí, muốn chu diệt hai người. Đừng mong tổn thương ta chủ. Bỗng, không gian biến dạng, một đạo nguy nga bóng người nổi lên. Lại là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên ánh mắt như điện, thân thể như nhạc, tay cầm vực sâu đoạn tội súng, khí thôn vạn dặm. Chanh! Hắn vừa hiện thân, liền huy động vực sâu đoạn tội súng, cản lại liền Tuyền Cơ kiếm khí. Thật là bá đạo uy lực. Kiếm thật lớn lực, hung hăng truyền tới. Diệp Lăng Thiên gan bàn tay tê dại, cơ hồ không cầm nổi thân thương, rung động thật sâu. Cái này Tuyền Cơ, thực lực vô cùng cường đại. Tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn tu vi, chỉ có hỗn độn cảnh mà thôi, hiển nhiên không phải Tuyền Cơ địch thủ. Lăng Thiên, ngươi làm sao tới? Không phải để cho ngươi xử lý Diệp gia sự việc sao? Diệp Thần thấy Diệp Lăng Thiên xuất hiện, nhướng mày một cái. Diệp Lăng Thiên trong mắt né tránh, nhưng vẫn là nói, Diệp Tuyết Tình sự việc, ta đã cho biết mấy vị kia, điện chủ không cần lo lắng. Ta bản muốn ở lại nơi đó, nhưng là ta biết điện chủ có thể gặp nguy hiểm, lúc này mới chống lại mệnh lệnh. Xin điện chủ trách phạt. Diệp Thần thở dài một tiếng, hắn cũng biết Diệp Lăng Thiên là ý tốt. Thôi, mặc dù Diệp Lăng Thiên tới, nhưng hiển nhiên cũng không thể chiến thắng Tuyền Cơ. Điện chủ, người và Như Tuyết cô nương mau rời đi, ta tới ngăn lại cái này nữ ma đầu. Diệp Lăng Thiên mi gian kiêu ngạo ngất trời, hắn một mình chạy tới. Thật ra thì đã ôm phải chết tín niệm. Chỉ cần có thể bảo vệ Diệp Thần rời đi, hắn ngay cả là chết, cũng ở đây không tiếc. Lăng Thiên, ngươi đang nói gì? Chuyện hôm nay, chỉ chết mà thôi, anh em chúng ta hai người, theo nàng đánh một trận đã ghiền. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Diệp Lăng Thiên, vung lên sát kiếm, thở mạnh rộng lớn. Điện chủ! Diệp Lăng Thiên rung động thật sâu, lại là một hồi kích động. Giết! Diệp Thần nhưng không có chút nào nói nhảm, khua kiếm chém thẳng Tuyền Cơ. Được, đánh một trận đã ghiền. Diệp Lăng Thiên nắm chặt đoạn tội súng, theo sát ở Diệp Thần sau lưng, cuồng như vậy đánh ra. Hai người như rồng như hổ,
ngang nhiên hướng Tuyển Cơ lướt đi. Tuyển Cơ tâm thần rung động, lại có điểm căm ghét ê ẩm. Nàng ở căm ghét, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên tình nghĩa. Nếu như ta và nữ hoàng tôn thượng, vậy đụng phải nguy hiểm, nàng sẽ cùng ta sóng vai tác chiến sao? Tuyển Cơ trong phảng phất có chút thất lạc. Mà ở nàng tâm thần phảng phất thời điểm, Diệp Thần một kiếm, Diệp Lăng Thiên một thương, cuồng như vậy giết tới nàng trước mặt, dựa vào động trời khí thế, lại có thể đem nàng đẩy lui hai bước. Đáng chết! Tuyển Cơ cắn răng, hiện tại cũng không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Nàng lật đật chấn định tâm thần, từ bỏ tạp niệm của nội tâm, cầm kiếm vũ chém ra. Đạo đạo hoang cổ kiếm quang, xen lẫn ác liệt hơi thở, hung hăng chém về phía Diệp Thần hai người. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên, nhất thời cảm thấy to lớn áp lực. Bọn họ và Tuyển Cơ cảnh giới chênh lệch, chân thực quá khổng lồ. Trận chiến này, phần thắng chỉ sợ là đặc biệt mong manh. Thằng nhóc, ta tới giúp ngươi. Bỗng, một đạo bén thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên. Chính là Lăng Thiên mũi tên thần. Hắn thấy Diệp Thần cùng Diệp Lăng Thiên, cộng tay phó địch đoạn tuyệt hình dáng, cũng là sâu đậm rung động cùng cảm động, rốt cuộc quyết định ra tay. Rào! Lăng Thiên mũi tên thần thần niệm lực, không giữ lại chút nào đầu bắn tới Diệp Thần trên mình. Cuồn cuộn vô cùng hơi thở, cuồn cuộn nổ lên. Diệp Thần trên thân thể, toát ra vô cùng ác liệt, vô cùng bén ánh sáng, cả người tựa như hóa thân mũi tên nhọn, muốn đánh xuyên nhật nguyệt càn khôn. Đây là cái gì hơi thở? Tuyền Cơ sắc mặt chợt biến. Nàng nhất thời cảm thấy, Diệp Thần trong cơ thể có một cổ vô cùng mạnh mẽ hơi thở, hung hăng thức tỉnh. Thời khắc này Diệp Thần, đơn giản là lột xác, tựa như cá nhảy long môn, một bước nghịch thiên lột xác. Điện chủ, Diệp Lăng Thiên cũng là thật sâu kinh hãi, trên khuôn mặt lộ ra vui mừng. Hắn cũng biết, Diệp Thần cho tới bây giờ sẽ không để cho hắn thất vọng. Oanh! Hơi thở cuồng bạo, từ Diệp Thần trên thân thể tràn ra tới. Vô số ánh sáng sáng chói, không ngừng lóe lên. Diệp Thần bàn tay một khoác, trên tay liền nổi lên một tấm cự cung. Từng đạo cổ xưa quy luật phù văn, ở cự cung trên không ngừng lưu chuyển, vô cùng kịch liệt mũi nhọn, hung hăng lóng lánh. Diệp Thần kéo cự cung, tựa như hóa thân thành trong truyền thuyết đánh rơi thiên khung thần linh. Ta thiếu một mũi tên, vực sâu đoạn tội súng cho ta. Diệp Thần nhìn Diệp Lăng Thiên, trong tròng mắt như có màu vàng lửa cháy mạnh cháy, lộ ra cuồn cuộn uy nghiêm. Diệp Lăng Thiên không chút do dự nào, đem cái này cầm giá trị ngập trời vực sâu đoạn tội súng, trực tiếp ném về phía liền Diệp Thần. Ca! Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp tiếp lấy, cảm thụ vực sâu đoạn tội súng truyền ra mạnh mẽ hơi thở, không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn tay phải kéo ra cự cung chi huyền. Không khí chung quanh tựa như vào giờ khắc này văng tung tóe. Vực sâu đoạn tội súng áp đảo cự cung bên trên. Một cung, một thương, lại thả ra cực kỳ kinh khủng sóng khí. Hắn rất rõ ràng, nếu như là phổ thông mũi tên, căn bản không tổn thương được nàng. Chỉ có vực sâu đoạn tội súng, cái này loại cao nhất binh khí, mới có đầy đủ kinh khủng lực sát thương, có thể đánh bại Tuyền Cơ. Không tốt. Tuyền Cơ sắc mặt chợt biến, nhất thời cảm giác được mình khí cơ, đã bị Diệp Thần phong tỏa. Nàng cả người lông măng, cũng ngay tức thì dựng ngược, lạnh siêu siêu. Thời khắc này Diệp Thần, bóng người nguy nga như núi. Một khung một thương, khí thôn hoàn vũ. Trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch, điên cuồng thiêu đốt. Từng tia máu tươi thần uy, không ngừng bơm vào đến đoạn tội súng trên. Nháy mắt tức thì, vực sâu đoạn tội súng, bộc phát ra từng đạo sáng chói màu máu phủ văn, còn không có bắn đánh ra, liền vang lên nhọn gào thét, dường như muốn xuyên qua cả thế giới. Hạ Nhược Tuyết mắt thấy Diệp Thần bóng người, cũng là thật sâu cảm động. Nàng tin tưởng, cái này bất khuất nam tử, tuyệt đối có thể bảo vệ nàng an toàn. Nàng hoàn toàn an tâm, tâm thần trầm tĩnh, nhắm mắt luyện hóa luân hồi tinh diễm. Cho ta chết! Tuyền Cơ quát to một tiếng, nàng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Diệp Thần trên mình, tựa hồ có viễn cổ đại năng hơi thở, để cho nàng đặc biệt bất an. Mà đây một khung một thương, còn không có phát ra, khí thế liền dung chuyển thiên địa, để cho nàng kiêng kỵ sâu đậm. Nàng quyết không thể ngồi chờ chết, lúc này múa kiếm chém điên cuồng, đánh đòn phủ đầu,
muốn chém giết Diệp Thần, không cho hắn xuất thủ cơ hội. Hừ, Diệp Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, tay không, chắn Tuyền Cơ trước mặt, là Diệp Thần tranh thủ thời gian. Cút, Tuyền Cơ tay trong tay một kiếm, chém thẳng ra. Chanh, Diệp Lăng Thiên hai cánh tay đường chéo, ngăn cản nàng công kích. Tuyền Cơ kiếm phong rơi xuống, cùng cánh tay hắn va chạm, nhất thời phát ra tư thế hào hùng vậy tiếng vang. Phốc xích, Diệp Lăng Thiên cảm thấy một hồi ra sức truyền tới, há mồm phun ra máu tươi. Cả người, bị Tuyền Cơ kiếm uy, rất miễn cưỡng đè được quỳ xuống đất. Nhưng là, hắn vẫn duy trì hai cánh tay đan chéo tư thái, không có lùi bước. Lăng Thiên mũi tên, Chu Diệt vạn tà, ta là trời tôn sư. Rốt cuộc, Diệp Thần xúc lực hoàn thành, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, tùng huyền bắn tên. Một mũi tên này, chính là vực sâu đoạn tội súng. Diệp Thần tích xúc toàn bộ lực lượng, đoạn tội mũi thương mang lộ ra, đầu thương nổ lên vô cùng kinh khủng nhuệ khí, mang ngang qua thiên địa, đánh xuyên nhật nguyệt, đâm rách toàn bộ hoàn vũ khí thế, gào thét vội vã đi. Đúng chiếc vảy rồng phi thuyền, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ở một mũi tên này uy lực còn lại hạ, vảy rồng phi thuyền tựa hồ cũng muốn giải thể. Chu vi không biết nhiều ít vạn dặm hư không, ở trong nháy mắt sụp đổ, đoạn tội súng rear cướp mà qua, xé kéo ra từng đạo vết nứt không gian, khí thế lớn, đơn giản là long trời lở đất. Đây là Diệp Thần chí cường nhất kích, dung hợp Lăng Thiên mũi tên thần toàn bộ năng lượng, thế muốn nhất kích bắn chết Tuyền Cơ. Đại Hoang Phá Nguyệt Kiếm. Tuyền Cơ trong mắt rung động, nhìn Diệp Thần như vậy đáng sợ thế công, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào, hung hăng khua kiếm chém ra. Nàng thân kiếm, chấm thanh mang nổ tung. Hoang cổ tàn tháng, tinh không cổ xưa. Vô số điểm thanh mang, ngưng tụ thành một tầng mơ hồ kiếm mang, bao trùm ở lưỡi kiếm bên trên. Một kiếm, một thương, hung hăng va chạm. Động trời gợn sóng. Ngay tức thì nổ ra. Đúng chiếc vảy rồng phi thuyền, trực tiếp bị xé nát, hóa thành vô số tàn phiến, tiêu trừ ở vũ trụ trong hư không. Tinh linh sớm có phòng bị, bảo vệ Hạ Nhược Tuyết, tựa như thành một khối đá bản, chở nàng bay lên không, bảo vệ nàng tiếp tục luyện hóa luân hồi tinh diễm. Mà Diệp Lăng Thiên, bị hoàn toàn chấn động bay ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, sừng sững lơ lửng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyền Cơ. Mà Tuyền Cơ, cũng là không nhúc nhích tí nào, như cổ xưa pho tượng, nắm chặt chuôi kiếm, ngăn cản đoạn tội súng đánh giết. Một kiếm một thương, lại rằng co chung một chỗ. Vô số quy luật phù văn, không ngừng dây dưa đụng chạm. Từng đạo ác liệt nhuệ khí, điên cuồng xen lẫn qua lại. Chung quanh hư không, xem cái sàng vậy bị đánh được bể tan tành, xuất hiện từng cái không gian lỗ thủng, trực tiếp thành một mảnh phế tích. Diệp Thần và Tuyền Cơ va chạm, tựa như vỡ nát hư không đại đạo, để cho quy luật cũng thất thủ. Khủng bố, vô cùng kinh khủng hơi thở chập chờn, cuộn sạch không biết nhiều ít vạn dặm. Thật may cái này phiến hư không, không có sinh linh tồn tại, nếu không, ở kịch liệt như vậy va chạm hạ, nơi có sinh linh đều phải đổ thán, không có bất kỳ sống sót có thể. Thậm chí Diệp Thần biết, Lăng Thiên mũi tên thần lần này xuất thủ giúp hắn, tự thân vô cùng có thể tiêu tán. Trước ra tay sau bóng người đã mở đi rất nhiều. Lão thương và lão cuồng không có tiêu tán, rất lớn một phần chia nguyên nhân ở chỗ bọn họ còn sót lại lực lượng vẫn không có sử dụng. Nhưng là giờ phút này đã là trong lúc nguy cấp, đối mặt cái này chồng lên giới trí cường, hắn không có biện pháp khác. Dù sao không lâu sau hắn cũng sẽ đem Lăng Thiên mũi tên thần bản thể giải cứu ra, khi đó vẫn có thể gặp mặt. Phốc xích, làm đụng đụng phải đỉnh cấp. Diệp Thần và Tuyền Cơ hai người, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Bóng người đôi đôi thụt lùi. Rắc rắc. Không thể tưởng tượng nổi một màn, Tuyền Cơ trong tay cự kiếm, lại xuất hiện một đạo liệt ngân. Ông! Vực sâu đoạn tội súng, vậy bại cỏ vậy đổ bay mà quay về, rơi vào Diệp Thần trong tay. Cái này một tí va chạm, hai bên lực lượng tương đương. Diệp Thần dựa vào Lăng Thiên mũi tên thần thần uy. Rất miễn cưỡng và Tuyền Cơ chiến thành ngang tay. Động trời va chạm sau đó, Diệp Thần và Tuyền Cơ hai người, đều là bị thương. Bên này, Diệp Thần cảm thấy cả người xương cốt sắp nứt, khí huyết sôi trào. Mà Tuyền Cơ, nguyên bản liền bị Già Thiên Ma Đế đả thương, hiện tại,
thương thế đã đổi được càng nghiêm trọng hơn, mặt đẹp một phiến trắng bệch, thực lực 10 không tích chữ 1. Có cơ hội. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhìn như không thể chiến thắng Tuyển Cơ, hiện tại rốt cuộc bị hắn dung chuyển. Xem ra, cái này thượng giới người cũng không phải là như vậy vô địch à. Chỉ cần lại cùng mấy phút, cùng Hạ Nhược Tuyết luyện hóa hết luân hồi tinh diễm, chính là bọn họ giết ngược thời điểm. Không thể kéo dài được nữa. Tuyền Cơ cắn môi dưới, phẫn hận ánh mắt nhìn Diệp Thần, cảm thấy sâu đậm nguy cơ. Thằng nhóc này chân thực quá khó đối phó, nếu như Hạ Nhược Tuyết luyện hóa luân hồi tinh diễm, đến lúc đó, sẽ cùng Diệp Thần liên thủ, vậy nguy cơ của nàng đem không ngừng lên cao. Dẫu sao, nàng thương thế trên người quá nghiêm trọng. Mà Diệp Thần, ở Lăng Thiên mũi tên thần phụ thể hạ, thực lực cuồng bạo tăng vọt. Này Tiêu người dài, chiến đấu cây cân đã nghịch chuyển. Táng ta thiên đồ, nhiễm ta máu tươi, nghịch chuyển sống chết. Thượng giới táng thiên đại pháp, mở. Tuyền Cơ ngửa mặt lên trời ngâm khiếu, phát ra réo rắt tiếng hô. Rào. Thiên môn mở ra, từng luồng cuồn cuộn màu mè, điên cuồng bơm vào đến trên người nàng. Nàng thương thế trên người, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại. Nguyên bản suy đồi hơi thở, vậy nhanh chóng khôi phục viên mãn. Cả người, thần quang cuồn cuộn, hiện ra vô cùng mạnh mẽ thần uy. Thượng giới táng thiên đại pháp, nữ nhân này điên rồi. Lăng Thiên mũi tên thần kiêng kỵ sâu đậm thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên. Cái này táng thiên đại pháp, là lấy từ chém tiền đồ làm giá, đổi lấy trong chỗ u minh quy luật lực lượng, khôi phục tự thân thương thế. Đây là thượng giới vô cùng lợi hại thần thông, vô luận thương thế nặng bao nhiêu đều có thể chữa. Nhưng giá phải trả cũng là to lớn, tự thân tu luyện tiền đồ, bị hoàn toàn chặt đứt, sau này tu vi sẽ không lại chút nào tiến bộ. Nàng vì giết ngươi, thật là không tiếc bất cứ giá nào à. May là Lăng Thiên mũi tên thần kiến thức rộng, nhưng thấy Tuyền Cơ từ chém tiền trình đoạn tuyệt hình dáng, cũng là rung động thật sâu. Đối với người tu luyện mà nói, cảnh giới tiền đồ so sinh mạng còn trọng yếu. Người sở hữu, cũng muốn du ngoạn cao nhất đại đạo. Nghiền ép chúng sanh, thoát khỏi thiên đạo vận mạng trói buộc. Vì chu diệt Diệp Thần, Tuyền Cơ đơn giản là điên rồi, lại có thể dùng cái này loại có thể nói cấm kỵ bí pháp, liền tu luyện tiền đồ cũng không cần. Khoảnh khắc bây giờ, Tuyền Cơ thương thế, hoàn toàn khôi phục. Nàng hơi thở, cũng đạt tới đỉnh cấp viên mãn cảnh giới. Trong mắt lưu chuyển gian, không biết có nhiều ít quy luật phù văn chôn vùi, từng luồng thần quang thành tựu xuất sắc. Hóa thành thiên điều thủy khí, vạn nặng sáng mở, ở trên người nàng tràn ngập ra. Nàng tựa như thành chiếu sáng vũ trụ nhật nguyệt, thần uy minh mông vô biên, để cho người có loại phải quỳ xuống thần phục xung động. Diệp Thần hoàn toàn kinh ngạc. Thời khắc này Tuyền Cơ, thực lực đã hoàn toàn khôi phục, hơi thở cùng giả thiên ma đế so sánh, cũng là không kịp làm. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Cao như trời nói, lớn như quy luật, không thể dung chuyển. Chư thiên vạn giới, càn khôn hoàn vũ, tựa như không có bất kỳ thủ đoạn, có thể dung chuyển Tuyền Cơ bóng người. Thật sự là quá mạnh mẽ, Diệp Thần nhìn một cái, cũng biết mình không thể nào chiến thắng. Coi như mượn Lăng Thiên mũi tên thần lực lượng, đều không cách nào chiến thắng. Hơn nữa, nàng vẫn là thượng giới người, nắm giữ không biết nhiều ít thượng giới bí pháp. Nàng thực lực, chỉ sẽ càng kinh khủng hơn. Có thể cầm ta ép đến loại này. Ngươi cho dù chết, vậy đủ để tự hào. Tuyền Cơ lộ ra quyết tuyệt thần sắc, một mặt bi thương. Vì chém chết Diệp Thần, nàng là trả giá máu giá phải trả. Hiện tại nàng tu luyện tiền đồ, đã hoàn toàn hủy diệt, sau này trở lại thượng giới, sẽ không lại có bất kỳ tiến bộ nào có thể. Một cái mất đi giá trị bồi dưỡng người, ở nữ hoàng trong mắt, theo phế vật kém không nhiều, chắc là phải bị heo chó vậy vứt bỏ. Bất quá. Nàng không sao. Chỉ phải hoàn thành nữ hoàng phân phó nhiệm vụ, cho dù kết cục là bi thương lạnh, vậy coi là không uổng công cuộc đời này. Nàng khi còn sống chính là nữ hoàng mà sống, cho nên cho dù chết, chỉ cần còn có thể là nữ hoàng làm chút cống hiến, đó cũng coi là chết có giá trị. Đại hoàng phá nguyệt kiếm. Tuyền Cơ quát to một tiếng, rất kiếm bạo chém tới. Cuồng bạo thần lực, cuồn cuộn bơm vào ở trên thân kiếm. Đúng thanh kiếm, thần quang nổ tung, khí thế ngút trời.
mới vừa bị đánh rách dấu vết, ở đây trời thần quang bơm vào hạ, cũng ngay tức thì thu bổ hoàn bích, nổ lên từng đạo quy luật phù văn, lưu chuyển vô cùng ánh sáng sáng chói. Đây là chí cường một kiếm. Tuyền Cơ khôi phục toàn bộ thực lực, một kiếm này, liền giả thiên ma đế đều phải kiêng kỵ ba phần. Kiếm phong chưa tới, Diệp Thần cũng cảm giác được, thiên địa vũ trụ tựa như đều bị chém ra, tựa hồ trên trời dưới đất, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản một kiếm này. Đáng chết, chẳng lẽ ta liền nếu như vậy chết đi? Diệp Thần cắn chặt hàm răng, trên mặt là sâu đậm không cam lòng. Trong mắt chỗ sâu, còn dấy lên lửa giận. Đối với thực lực mình chưa đủ tức giận. Và Tuyền Cơ so sánh, hắn chân thực quá nhỏ bé. Vậy không có đầy đủ lực lượng, đi bảo vệ người mình yêu. Hắn nội tâm chỉ có một ý niệm, trở nên mạnh mẽ. Đổi được cường đại hơn. Nếu như lần này có thể trốn bay lên trời, Diệp Thần tuyệt đối sẽ điên cuồng tu luyện, điên cuồng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng rất đáng tiếc, trước mắt tử cục, tựa hồ đã không có bất kỳ biện pháp nghịch chuyển. Ở Tuyền Cơ chí cường một kiếm nghiền ép hạ, Diệp Thần cả người khí cơ bị khóa, thậm chí ngay cả tay chân đều không cách nào nhúc nhích, căn bản không thể phản kháng. Diệp Thần, chú ý! Bỗng nhiên, một đạo thanh hát tiếng vang lên. Chỉ gặp một đạo xinh xắn bóng người, ngang trời bay vút tới, chắn Tuyền Cơ kiếm phong dưới. Chính là Hạ Nhược Tuyết. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết, tóc xanh phiêu bay, quần áo phiêu vũ, cả người hơi thở tinh thuần hùng hậu, vô cùng cường đại. Nàng thân thể mềm mại bên trên, quanh quẩn từng luồng sáng chói ngọn lửa, thấm ra tí ti lũ lũ tối tăm luân hồi hơi thở. Luân hồi tinh diễm. Ở giây phút sau cùng, nàng lại có thể thành công luyện hóa, nắm giữ luân hồi tinh diễm năng lượng. Luân hồi tinh diễm, là hạng cường hãn ngọn lửa. Một tí luyện hóa, ngay tức thì nghịch thiên. Hạ Nhược Tuyết khí tức trên người, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng vô tận lửa cháy mạnh, ở trên người nàng thiêu đốt, tựa hồ muốn phần thiên liệt địa, xông phá chư thiên vũ trụ. Không thể nào. Tuyền Cơ thấy Hạ Nhược Tuyết bóng người, thật sâu kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết lại có thể luyện hóa thành công. Ở to lớn rung động hạ, nàng cả người phát run, kiếm khí ngay tức thì đồi. Nhược Tuyết, ngươi. Diệp Thần cũng là chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ tới sống chết trước mắt, Hạ Nhược Tuyết lại luyện hóa luân hồi tinh diễm. Không, cẩn thận xem, Hạ Nhược Tuyết trên đỉnh đầu, còn có từng luồng minh mông tinh diễm năng lượng, không ngừng đi bên ngoài khơi thông đi ra ngoài. Nàng cũng chưa hoàn toàn luyện hóa thành công. Chính xác mà nói, nàng luyện hóa cửu thành năng lượng. Còn dư lại liền thành năng lượng, nàng không cần. Ở thời khắc nguy hiểm nhất, Hạ Nhược Tuyết phúc tới tâm linh, nàng quyết định bỏ qua một phần chia luân hồi tinh diễm năng lượng, chỉ luyện hóa cửu thành. Như vậy thứ nhất, luyện hóa thì trở nên được đơn giản rất nhiều, rốt cuộc ở giây phút sau cùng, đại công cáo thành. Nguyệt mãn giao dịch thua thiệt. Có lúc quá mức theo đuổi hoàn mỹ cảnh giới, ngược lại là một loại liên lụy. Cái này một tí, Hạ Nhược Tuyết làm ra bỏ qua, ngược lại là phù hợp thiên đạo, công đức viên mãn. Tội này nữ, lại có thể bỏ được buông tha luân hồi tinh diễm bộ phận năng lượng. Tuyền Cơ cắn răng, liền thấy từng luồng tinh diễm khí tức, không ngừng từ Hạ Nhược Tuyết đỉnh đầu khơi thông ra, lưu tán đến trong hư không mờ mịt, trở thành bọt nước. Luân hồi tinh diễm. Đây chính là giữa trời đất đứng đầu thần hỏa, coi như là một chút năng lượng, đều có kinh thiên oai. Nhưng hiện tại, Hạ Nhược Tuyết lại có thể như vậy quyết định, bỏ qua bộ phận năng lượng không cần, cũng phải trước thời hạn đạt thành luyện hóa. Rất tốt, Nhược Tuyết, người rốt cuộc công đức viên mãn. Diệp Thần vuốt ve một tí Hạ Nhược Tuyết gương mặt, nhìn khơi thông đi ra tinh diễm năng lượng, thiên địa này vật, cũng không thể lãng phí. Diệp Thần trong cơ thể. Ngọn lửa hơi thở bùng nổ. Một khối cổ xưa bia đá, ngay tức thì xông phá ra. Trên tấm bia đá, khắc một đạo chữ viết cổ xưa. Viêm. Đây là thập đại luân hồi huyền bi ở giữa viêm bia. Vô cùng ngọn lửa hơi thở, từ viêm bia trên bộc phát ra, lửa cháy bừng bừng sôi trào gian, hóa thành từng cái ngọn lửa xiềng xích, quanh quẩn viêm bia không ngừng lưu chuyển. Xuy xuy xuy. Một hồi hào hùng hấp lực. Từ viêm bia trên tràn ra tới. Bị Hạ Nhược Tuyết bỏ vứt bỏ tinh diễm năng lượng, giống như bách xuyên về biển, điên cuồng rót ngược nhập viêm bia bên trong. Cái gì?
Tuyền Cơ thấy một màn này, thật sâu kinh hãi. Luân hồi viêm bia, là luân hồi đứng đầu đồ. Mà hiện tại, viêm bia lại có thể xuất hiện ở Diệp Thần trên mình. Hắn là thật luân hồi đứng đầu. Tuyền Cơ trợn to hai mắt. Thời khắc này Diệp Thần, chúa tể viêm bia, phảng phất là trưởng ngự lửa trời đại đạo thần đế, uy nghiêm không thể bốc lên độc. Trong sâu thẳm, Tuyền Cơ thấy được luân hồi đứng đầu bóng dáng. Không sai, Diệp Thần chính là luân hồi đứng đầu. Hơi thở này, cái này phong tư, thân ảnh này, và luân hồi đứng đầu giống nhau như đúc. Viêm bia quy luật lực, vô cùng mạnh mẽ, những cái kia bị bỏ qua tinh diễm năng lượng, vốn là muốn hóa thành bọt nước, về lại hư không, nhưng hiện tại, lại có thể toàn bộ bị viêm bia hấp thu. Oanh! Luân hồi tinh diễm, lợi hại bực nào? Coi như là liền thành năng lượng, cũng có ngang ngược vô cùng uy lực. Viêm bia hấp thu tinh diễm hơi thở, nhất thời nổ lên ngút trời ánh lửa, bên trong hàm chứa lực lượng, hung mãnh bị kích thích ra. Kiếm tới! Diệp Thần ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, viêm bia hơi thở nổ tung, vô số ánh lửa hừng hực cháy, hóa thành một chuôi ngập trời ngọn lửa trọng kiếm. Trọng kiếm bên trên, chiếm cứ một đầu uy mãnh hỏa long, tư thái ngạo thiên, khí thôn vạn dặm. Cho ta chết! Tuyền Cơ trong mắt ác liệt, chấn định tâm thần, một kiếm chém xuống. Diệp Thần không sợ hãi chút nào, khua kiếm nghênh kích lên. Cái này viêm bia, năng lượng ẩn chứa đặc biệt khủng bố, ngày thường hắn rất khó điều động. Nhưng hiện tại, hấp thu tinh diễm hơi thở, mượn luân hồi tinh diễm oai, liền đem viêm bia lực lượng, điên cuồng bộc phát ra. Một kiếm này, hàm chứa luân hồi viêm bia quy luật khí thế, bén không thể đỡ. Diệp Thần, ta tới giúp ngươi. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp nghiêm nghị, giơ lên bội kiếm, nhất thời, ngập trời luân hồi diễm quang, ở trên thân kiếm nổ lên, hóa thành một đầu phượng hoàng lửa. Lệ! Một tiếng phượng hót, kinh động chín tầng trời. Hạ Nhược Tuyết khua kiếm chém ra, phượng hoàng kiếm khí gào thét mà qua, nghiền nát vô tận hư không. Mà Diệp Thần, cũng là cuồng như vậy khua kiếm. Cự đại hỏa diễm trọng kiếm, bão tố bắn ra một đạo kiếm rồng lửa khí, hung hăng chém chết. Một rồng một con phượng, kiếm khí xen lẫn, chiếu rọi nhật nguyệt. Hai đạo kiếm khí, và Tuyền Cơ kiếm phong, hung hăng va chạm. Đạp đạp đạp, Tuyền Cơ thân thể, trực tiếp bị đẩy lui ba bước. Điện chủ, lại có thể dung chuyển thượng giới thiên thần. Bên cạnh Diệp Lăng Thiên, thấy một màn này, rung động thật sâu. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết Linh tê thuộc về tim, song kiếm hợp bích, mượn luân hồi tinh diễm năng lượng, lại có thể đẩy lui Tuyền Cơ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Tuyền Cơ cũng không phải là giống vậy thiên thần cảnh cao thủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thiên địa hoàn vũ, cơ hồ không có thể dung chuyển nàng đồ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết làm được. Tuyền Cơ sắc mặt hơi trắng bệch, bị to lớn đánh bại, trong lòng một hồi sỉ nhục. Nàng đường đường thượng giới cường giả, lại có thể bị hai cái con kiến hôi nhân vật đánh lui, cái này là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Thật ra thì, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết lực lượng, và Tuyền Cơ chênh lệch lớn vô cùng, cơ hồ không có dung chuyển có thể. Nhưng là, luân hồi tinh diễm và viêm bia, hai thứ đồ này, lực lượng chân thực cường hãn. Mới vừa có thể dung chuyển Tuyền Cơ, không phải dựa vào Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết thực lực, mà là dựa vào luân hồi tinh diễm và viêm bia quy luật năng lượng. Luân hồi tinh diễm, viêm bia, đều là giữa trời đất nhất tuyệt chí bảo, này hai vật nổ ra thiên uy, coi như là Tuyền Cơ, cũng không cách nào chống lại. Nhược Tuyết, Lăng Thiên, chúng ta đi. Diệp Thần thu hồi viêm bia, hô quát một tiếng, liền muốn mang hai người rời đi. Dẫu sao, Tuyền Cơ thực lực, chân thực quá mạnh mẽ. Mới vừa có thể đem nàng đẩy lui, hoàn toàn là vận khí mà thôi. Nếu như đánh tiếp nữa, ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, tạm lánh mũi nhọn là tốt nhất biện pháp. Muốn chạy, Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, vung hai tay lên, đánh ra từng đạo pháp quyết, lại có thể trực tiếp phong tỏa chung quanh hư không. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần sắc mặt nhất thời thay đổi. Số bà nương, chẳng lẽ người muốn ngọc đá cùng vỡ? Diệp Thần thanh âm lạnh lùng. Hiện tại viêm bia năng lượng, hắn đã có thể điều động không thiếu, mà Hạ Nhược Tuyết, cũng được công luyện hóa luân hồi tinh diễm.
Nếu quả thật liều đứng lên, Hạ Nhược Tuyết tự bạo tinh diễm, Diệp Thần tự bạo viêm bia, hoàn toàn có thể chu diệt Tuyển Cơ, không thể nào bị tùy tiện nghiền ép, tối đa lưỡng bại câu thương. Ha ha ha, ngọc đá cùng vỡ thì như thế nào? Tuyển Cơ ngửa mặt lên trời cười lớn, giống như phong ma. Luân hồi đứng đầu, người ngày hôm nay hẳn phải chết. Ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Tuyển Cơ rất rõ ràng, nữ hoàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy luân hồi đứng đầu sống lại. Nàng không tiếc tánh mạng, cũng phải chu diệt luân hồi đứng đầu, là nữ hoàng phân ưu. Ngươi biết ta thân phận. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nhìn Tuyển Cơ quyết tuyệt hình dáng, hiển nhiên biết mình là luân hồi đứng đầu người thừa kế thân phận. Ta và thượng giới nữ hoàng, có cái gì ân oán? Vì sao ngươi như vậy hận ta? Diệp Thần ngưng tiếng đặt câu hỏi, hắn trong sâu thẳm, tổng cảm thấy mình kiếp trước, và thượng giới nữ hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng thiên cơ mong manh, hắn vậy đẩy không tính ra cái gì nhân quả. Ha ha ha, ngươi muốn biết, xuống địa ngục hỏi đi đi. Tuyển Cơ ánh mắt tàn bạo, nâng kiếm bay tới giữa không trung, cả người giấy lên hừng hực ánh lửa. Đốt ta thân thể không lành lặn, đốt ta chân huyết, thánh hỏa không ngừng, tẫn diệt chư thiên. Tuyển Cơ hai tay kết ấn, liền liền ngâm sướng, lại có thể sử xuất thiên đạo cung bí pháp. Nhiên huyết đại pháp. Cái này nhiên huyết đại pháp, lấy cháy mình toàn bộ máu tươi làm giá, ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu, thực chiến hiệu quả đặc biệt khủng bố. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt chợt biến. Liền gặp Tuyển Cơ khí huyết trên người, điên cuồng thiêu đốt. Không có chút nào cất giữ. Nàng lại có thể đem tất cả máu tươi và tu vi, toàn bộ thiêu đốt. Vì chu diệt Diệp Thần, ngay cả mạng đều không muốn. Luân hồi đứng đầu, ta ngày hôm nay liều mạng cái mạng này, cũng phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Tuyển Cơ thanh âm vang vang, chữ chữ như sấm, chấn động thiên địa hoàn vũ. Nàng đầu đầy tóc xanh, ngay tức thì hóa thành tuyết trắng. Toàn thân máu tươi tuổi thọ, kịch liệt thiêu đốt. Nàng lại một cái chớp mắt bạc đầu, lộ ra vô cùng khí tức tang thương. Sắc sắc, Tuyển Cơ nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân khí huyết tu vi cháy dưới, thân kiếm nổ lên ngập trời hung mang, kiếm mang sôi trào gian, diễn hóa thành A-tu-la, Minh Vương, Khô Lâu, Phi Thiên Dạ Xoa, Thập Điện Diêm Vương vân. Vân khí tượng, nàng không tiếc hết thảy, phảng phất là rơi nhập ma đạo, vậy muốn giết chết Diệp Thần. Đây là vô cùng kinh khủng quyết tâm. Không có bất kỳ người có thể ngăn trở. Rốt cuộc, Tuyển Cơ toàn thân khí huyết tu vi, toàn bộ cháy hết, nguyên bản xinh đẹp phong lệ thân thể, đổi được khô đét gầy yếu, đầu đầy tóc xanh thành tuyết trắng. Nhưng nàng kiếm, nhưng nổ lên sáng chói hung quang. Giết! Cuồn cuộn hung quang ngưng tụ, hắc khí ngút trời, hóa thành một đạo vô cùng kiếm quang, chém thẳng Diệp Thần. Diệp Thần con người có giúp một cái, cả người lông tơ đảo thụ. Tuyển Cơ một kiếm này, uy lực thật là lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nàng chọn đời tu vi, toàn thân khí huyết, mãi mãi tuổi thọ, toàn bộ bơm vào đến một kiếm này trên. Kiếm khí oai, đơn giản là muốn nghiền nát chư thiên giới vực. Coi như là thiên thần cảnh đỉnh cấp cao thủ, ở nàng một kiếm này hạ, đều phải ngay tức thì chết, không có bất kỳ sống sót có thể. Một kiếm kinh khủng như vậy, cây bản không có người có thể dung chuyển. Nhất thời, Diệp Thần tim như cho tàn, hoàn toàn tuyệt vọng. Mà Hạ Nhược Tuyết và Diệp Lăng Thiên, cũng là tuyệt vọng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tuyển Cơ như thế đoạn tuyệt, liều mạng ngọc đá cùng vỡ, vậy muốn giết chết bọn họ. Kiếm khí còn không có giết tới, thiên địa hư không, liền điên cuồng sụp đổ nghiền. Bốn phía hư không, trở thành vô tận phế tích. Vô số không gian chảy loạn. Điên cuồng tràn ngập ra, hô hô vang dội. Giữa trời đất, không có một chút tức giận, chỉ có vô tận tử khí. Tất cả quy luật, tất cả tồn tại, ở Tuyển Cơ một kiếm này hạ, đều phải tan thành mây khói, không có bất kỳ tồn lưu có thể. Tuyển Cơ khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, mặc dù trả giá tánh mạng giá phải trả, nhưng cuối cùng hoàn thành nữ hoàng ủy thác, nàng không có phụ lòng nữ hoàng tín nhiệm. Mà Diệp Thần, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Nhưng bỗng, Diệp Thần cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong, một cây cổ xưa cột đá chấn động. Một đạo mơ hồ hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Cái này đạo hư ảnh,
hơi thở mây khói mờ mịt, mang thiên đạo mong manh hơi thở. Hắn hai tròng mắt, lộ ra nhìn thấu tang thương, xuyên qua thiên đạo hơi thở, cả người áo khoác trôi dạt, vô cùng vô tận quy luật phù văn, ở hắn quanh người không ngừng lưu động, hắn mỗi một sợi tóc, tựa như đều mang vô thượng thiên cơ, làm người ta rung động. Người bất kỳ nhìn hắn một mắt, cũng sẽ sinh ra một loại thần phục xung động. Chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, bộc phát ra hơi thở, cũng đủ để dung chuyển thiên đạo, nếu như là thân phận thật sự hạ xuống, không biết sẽ có bao nhiêu cường hãn, khủng phố dường nào. Nhâm tiền bối, là ngươi. Diệp thần nhìn cái này đạo hư ảnh, nhất thời phát ra kinh ngạc vui mừng kêu lên. Người này, chính là thần bí Nhâm Phi Phàm. Ở Diệp thần nhất tuyệt vọng thời khắc, Nhâm Phi Phàm hiện thân. Suy, Nhâm Phi Phàm đưa ra chỉ một cái, lướt qua hư không, kẹp lấy Tuyền Cơ kiếm phong. Tuyền Cơ một kiếm này, đủ để chảm phá hoàn vũ, nghiền ép chư thiên, uy lực lớn, thiên thần cảnh đỉnh cấp cao thủ đều phải tiêu diệt. Nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm tiện tay chỉ một cái, lại có thể kẹp lấy nàng binh khí. Tựa như được đi trên đường lữ nhân, tùy tùy tiện tiện kẹp lấy một phiến bay xuống lá cây. Cái này cử trọng nhược khinh thủ pháp, nhất thời trương hiện ra tuyệt đối thực lực sai biệt. Tuyền Cơ mạnh mẽ, vô cùng cường đại. Nhưng Nhâm Phi Phàm thực lực, so nàng mạnh hơn không biết nhiều ít. À, Tuyền Cơ kiếm khí tiêu trừ, chí cường nhất kích chỉ như vậy bị hóa giải. Nàng cả người, ngay tức thì mất đi tất cả tinh thần. Nguyên bản trong suốt trong mắt, hoàn toàn mở đi. Ở trong một cái chớp mắt này, nàng thật giống như đã chết, trong cổ họng phát ra tối tăm khó khăn minh thanh âm, phảng phất là kêu rên, phảng phất là kêu gào. Người bất kỳ nghe được, cũng có thể nghe ra nàng oán niệm, nàng tức giận, nàng đau khổ, nàng không cam lòng. Nàng thiêu đốt sinh mệnh phát ra một kiếm, giống như trò đùa vậy, bị Nhâm Phi Phàm hóa giải. Nàng tim hoàn toàn chết, không có lớn gào kêu to, chỉ là mờ mịt quỳ xuống trong hư không, ngước nhìn cao cao tại thượng thương khung, không biết đang suy nghĩ gì. Tuyền Cơ, đại kiếp chưa tới, ngươi không nên trước thời hạn hạ xuống. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt nhìn nàng. Mà Tuyền Cơ, mờ mịt thất thần, không có bất kỳ đáp lại. Ta Nhâm Phi Phàm người, cho dù là ngươi chủ nhân, cũng không có tư cách chu diệt. Nhâm Phi Phàm một chỉ điểm ra, một đạo tinh mang bão tố bắn, như xuyên qua hư không, thiên địa thất sắc, hung hăng hướng Tuyền Cơ lướt đi. Tuyền Cơ trong mờ mịt, cảm thụ cái này chỉ một cái khí thế, hoàn toàn thức tỉnh. Nàng chật vật tránh ra, Nhâm Phi Phàm chỉ mang, xuyên qua không biết nhiều ít vạn dặm hư không, đem xa ở thiên ngoại một cái tinh cầu, chỉ một cái nghiền nát. Khủng bố! Người này thực lực, đặc biệt kinh khủng. Tuyền Cơ thật sâu kinh hãi, nàng biết mình và Nhâm Phi Phàm thực lực, chênh lệch quá xa, không có bất kỳ phản kháng có thể. Ngươi là ai, vì sao phải bảo vệ một cái chảm ách cảnh con kiến hôi? Tuyền Cơ cắn răng, vốn đang lấy là có thể nhất kích giết chết Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, lại có thể bị Nhâm Phi Phàm ngăn cản. Diệp Thần chính là một cái chảm ách cảnh người tu luyện, trong cơ thể lại có thể cất giấu như vậy cự đầu. Đây là Tuyền Cơ không ngờ tới. Nàng biết mình ngày hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ muốn ở trước khi chết, thám thính được Nhâm Phi Phàm tin tức, báo lên nữ hoàng. Ta tục danh, ngươi không tư cách thám thính. Sau lưng ngươi người, cũng không có tư cách biết. Nhâm Phi Phàm vẻ mặt lãnh ngạo, lại lần nữa cong ngón tay bắn ra một đạo vô cùng kinh khủng tinh mang, trực kích Tuyền Cơ ấn đường. Lần này, hắn trực tiếp nhắm Tuyền Cơ khí cơ. Tuyền Cơ hai tròng mắt trợn to, thật sâu tuyệt vọng. Phốc xích. Chỉ một cái xuyên qua, óc vỡ toang. Tuyền Cơ hai tròng mắt trợn to, cả người run rẩy, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, phát ra một đạo tàn niệm thanh âm. Luân hồi đứng đầu, trước nhất thế, nữ hoàng bệ hạ có thể giết chết ngươi. Cái này nhất thế, ngươi hẳn cũng phải chết. Dứt lời, Tuyền Cơ thân thể rơi xuống ở vô tận hư không. Ngay tức thì không một tiếng động. Ở Nhâm Phi Phàm chỉ mang uy lực còn lại nghiền ép hạ, nàng thi thể vậy hóa thành bụi bặm, hoàn toàn tiêu trừ ở giữa trời đất, không có lại lưu lại một tia dấu vết. Nghe được Tuyền Cơ trước khi chết lời nói, Diệp Thần tinh thần chấn động kịch liệt. Ta kiếp trước, thật sự là bị thượng giới nữ hoàng giết chết. Hắn trong sâu thẳm, bắt được một chút thiên cơ số mạng, tựa hồ dòm ngó thấy kiếp trước bí mật.
Thằng nhóc, người bị Huyền Cơ Nguyệt theo dõi, sau này cẩn thận một chút. Chàng này bàn cờ, đã hỗn loạn. Nhâm Phi Phàm lãnh đạm nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói. Huyền. Diệp Thần đang muốn hỏi, Huyền Cơ Nguyệt là ai, nhưng danh tự này còn chưa nói lối ra, hắn liền cảm thấy mãnh liệt thiên cơ uy áp. Danh tự này, lại là không thể nói rõ tồn tại. Huyền Cơ Nguyệt chính là thượng giới nữ hoàng. Nhâm Phi Phàm con ngươi đông lại một cái, cũng biết Diệp Thần muốn hỏi chút gì. Các ngươi kiếp trước, chính là sống chết địch. Cái này nhất thế, chỉ sợ cũng muốn dây dưa không rõ. Thằng nhóc, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Đúng rồi, có cơ hội, đem ta giáng trần hàng long kiếm khôi phục nguyên vẹn, ở trong đó có lẽ có một phần chia câu trả lời. Nhâm Phi Phàm bóng người, dần dần nhạt đi biến mất. Huyền Cơ Nguyệt tên chữ, liền Diệp Thần đều không có thể nói rõ, nhưng hắn nhưng tùy tiện kêu gọi, không có chút nào áp lực. Thiên mệnh uy áp, tựa hồ đối với hắn không có chút nào tác dụng. Nhâm tiền bối. Diệp Thần kêu một tiếng, nhưng Nhâm Phi Phàm đã biến mất, chẳng biết lúc nào mới sẽ xuất hiện lần nữa. Diệp Thần. Điện chủ. Hạ Nhược Tuyết và Diệp Lăng Thiên đi tới Diệp Thần bên người. Cái đó đảm nhiệm họ nam tử vô cùng mờ ảo, hảo như thiên uyên bóng người, cũng là rung động thật sâu tâm linh của bọn họ. Thật may có người này xuất hiện, cuối cùng là chém giết Tuyền Cơ. Chúng ta trở về đi thôi. Diệp Thần thư ra một hơi, và Tuyền Cơ trận chiến này, hắn cuối cùng cảm nhận được, thượng giới mạnh mẽ. Huyền Cơ Nguyệt nữ hoàng bên người một cái gần thị, liền có kinh khủng như vậy sức chiến đấu, thượng giới rốt cuộc có nhiều ít cao thủ, có thể tưởng tượng được. Ta kiếp trước, và Huyền Cơ Nguyệt có nhiều ít ân oán. Diệp Thần trong lòng lặng yên suy nghĩ, đáng tiếc thiên cơ mê mang, hắn vậy không cảm ứng được cái gì. Diệp Lăng Thiên đi tới, ngưng trọng nói, điện chủ, chúng ta tiếp theo nên như thế nào? Diệp Thần con ngươi híp lại, vốn là muốn đi trước tòa kia vực sâu gặp một thấy huyết long, nhưng huyết long nếu có thể thoát khốn, hẳn sẽ đến tìm ta. Diệp gia sự việc còn không có giải quyết, không ngại trước đi một chuyến sùng quang chi địa đi. Mà cùng thời khắc đó, cửu thiên thần long điện tòa kia vực sâu bên trong. Huyết long trong mắt mở ra, cắn nuốt cuối cùng một khối trước đây còn dư lại vực ngoại ma long thân thể, ngấc đầu lên lô, nhìn về phía bầu trời cấm chế, che trời, chúng ta cũng nên rời đi. Già thiên ma đế ánh mắt nhìn lướt qua vậy vực ngoại ma long hài cốt. Mở miệng nói, lấy ngươi thực lực chiếm đoạt đầu này ở thời đại viễn cổ liền bị khốn ở chỗ này vực ngoại ma long, ngược lại có chút không tưởng tượng nổi. Ngươi rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Huyết long cả người tia máu hơi chớp động, trả lời, hiện tại ta cắn nuốt đầu kia vực ngoại ma long, lấy được một phần trí nhớ, ta cũng không phân rõ mình là dạng gì tồn tại. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu chính là, ta muốn đem hết toàn lực bảo vệ cái đó đến từ Ninh Ba thiếu niên. Già thiên ma đế gật đầu một cái, mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn vậy u ám lạnh như băng con ngươi hơi co lại, bước nhanh đi tới vậy bàn nằm trên mặt đất vô số xiềng xích. Đó là nhốt đầu kia ma long xiềng xích. Vực ngoại ma long chỉ còn lại hài cốt, vậy xiềng xích tự nhiên ở trong vực sâu chất ở một nơi. Giống như một ngọn núi loan. Thế nào, huyết long cảm giác được không đúng, hỏi. Già thiên ma đế không trả lời. Mà là tay phải nắm chặt, một cổ cuồng bạo ma khí hội tụ, biến ảo thành một đôi tay khổng lồ. Tay khổng lồ rất miễn cưỡng đem xiềng xích đặt ở một bên kia. Lộ ra một phiến tràn đầy bích họa và vô số phủ văn vách núi. Già thiên ma đế hai tay chắp sau lưng, khẽ nhíu mày, đối với huyết long nói, chỗ này ngươi trước thấy qua sao? Huyết long ngưng mắt nhìn vách núi lắc đầu một cái, trước đây nơi này chính là bị xiềng xích cùng với vực ngoại ma long thân thể che đậy, ta vẫn không có phát hiện. Phía trên này bích họa nội dung có vấn đề. Già thiên ma đế con ngươi híp lại, hai tay chắp sau lưng, không phải cái này bích họa vấn đề, mà là những phù văn này, rất quen thuộc, ta ở vực ngoại ở một trận, những phù văn này là vực ngoại chữ viết, hơn nữa hàm chứa không gian chi lực. Nếu như ta không đoán sai, cái này một mặt vách núi sau lưng, còn có đồ. Thậm chí, cất giấu cái thời đại kia bí mật. Huyết long tựa hồ rõ ràng liền cái gì, vậy nếu những phù văn này có nào đó loại không gian chi lực, chẳng lẽ là vậy vực ngoại ma long bố trí? Hắn tại sao không cho mượn này rời đi?
Già Thiên Ma Đế đi mấy bước, đưa tay ra, chạm được vậy tràn đầy phù văn vách núi, từng cơn không gian chi sóng ở dạo rực. Ước chừng mấy giây, hắn mới mở miệng, nếu như ta không đoán sai, cái này ma long ban đầu hạ xuống nơi này, chính là bởi vì vật này. Chỉ tiếc, hắn muốn vượt qua nơi này thời điểm, bị thần quốc cường giả vĩnh cửu trấn áp. Xiềng xích trói buộc, cấm chế uy áp, để cho nó vĩnh viễn ở lại chỗ này. Còn muốn vượt qua nơi đây, căn bản không có thể. Còn như cái này sau lưng có cái gì, chúng ta đi vào xem thì biết. Nói tới chỗ này, ma đế sử dụng một cái hạt châu. Hạt châu hiện lên cuồn cuộn ma khí, tiếp theo một cái chớp mắt, lại đang tường thể bên trong sinh ra một đạo cửa hư không. Không có ai biết cửa hư không sau lưng là cái gì. Ma đế bước ra một bước đi, nói không chừng, chúng ta còn có thể phát hiện cái gì chuyện thú vị. Ta dự cảm đến tiếp theo sẽ rất có ý tứ. Huyết Long nhìn một cái thương khung, cuối cùng không chút do dự nào, chui vào trong đó. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mang Diệp Lăng Thiên và Hạ Nhược Tuyết, trở lại Sùng Quang nơi chôn cất. Trận chiến này, Diệp Thần thu hoạch to lớn. Và Tuyền Cơ loại cao thủ này chiến đấu, hắn thể chất huyết mạch, lấy được to lớn rèn luyện, luân hồi huyết mạch lực lượng, bộc phát chân thật mạnh mẽ. Mà Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch, đang kịch liệt chiến đấu sau đó, cũng lớn tăng cường. Còn có Viêm Bia, hấp thu bộ phận luân hồi tinh diễm năng lượng, đổi được cường đại hơn. Phỏng đoán muốn không được bao lâu, là có thể là hắn nơi chiến. Thậm chí có thể hoàn toàn thức tỉnh Viêm Bia thần mạch. Hạ Nhược Tuyết thu hoạch, giống vậy phong phú. Bây giờ nàng, hoàn toàn luyện hóa luân hồi tinh diễm, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, mượn luân hồi tinh diễm lực lượng, nàng tổng hợp sức chiến đấu, tuyệt đối không thể khinh thường. Không gian phun trào, đến buổi tối, ba người rốt cuộc trở lại Sùng Quang nơi chôn cất. Diệp Thần, nơi này là địa phương nào? Hạ Nhược Tuyết nhìn trước mắt liên miên dãy núi, vô cùng thụy khí, nhất thời một hồi kinh ngạc. Nàng cảm nhận được, ở chỗ này, tựa hồ cất giấu cái gì đáng sợ hơi thở, so Tuyền Cơ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỗ này, mai táng một vị thần đế, tối nay ta từ từ cùng ngươi nói. Diệp Thần sờ một cái Hạ Nhược Tuyết tóc, mỉm cười cười nói. Điện chủ, ta lui xuống trước đi. Diệp Lăng Thiên vậy rất thức thời, ôm quyền được rồi một cái lễ, chợt xoay người rời đi. Diệp Thần khẽ gật đầu, lúc này kéo Hạ Nhược Tuyết tay, trở lại chỗ ở. Không gian yên tĩnh. Hạ Nhược Tuyết tựa vào Diệp Thần trên bả vai, hưởng thụ đoạn thời gian này chưa từng hưởng thụ yên lặng. Diệp Thần, ta có chút thời điểm đang suy nghĩ, nếu như ban đầu ta không làm nghịch gia tộc, đi Ninh Ba gây dựng sự nghiệp, có phải hay không cũng sẽ không gặp phải ngươi. Diệp Thần hơi ngẩn ra, nhìn một cái bên cạnh Hạ Nhược Tuyết. Vậy long lanh trong suốt tuyết cơ ngọc phu, hơn nữa câu hồn nhiếp phách trong mắt, da như tuyết trắng, đôi môi một chút. Trước mắt cô gái, cùng mấy năm trước so sánh, đẹp hơn. Thậm chí đẹp kinh tâm động phách. Ngốc, coi như người không đi Ninh Ba, chúng ta vẫn là sẽ gặp mặt. Vận mệnh là thứ rất kỳ diệu, để cho chúng ta gặp nhau, để cho chúng ta hiểu nhau. Coi như vận mệnh cũng hoặc là ngày qua ngăn trở chúng ta cũng sẽ đạp bể thương khung, đi tới người trước mặt. Nghe được lời này, Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại ngẩn ra, ngẩng đầu lên. Vậy như tinh thần trong mắt đối mặt. Một khắc sau, một cái xoay người, chính là ngồi ở Diệp Thần trên mình. Tay trắng lại là nhẹ nhàng đem Diệp Thần đẩy tới bên bờ, nằm xuống. Môi đỏ mọng hôn một cái. Linh hoạt thêm ướt át cảm giác bọc. Diệp Thần, ta muốn đi Hoa Hạ xem. Diệp Thần hô hấp nặng nề, hắn nhớ lại Hoa Hạ khối kia luân hồi huyền bi. Vĩnh lão phân thân còn không có điều tra rõ. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy chính là cái đó Vân Hồ Sơn Trang đạo hỏa tuyến bé gái. Nếu như qua ít ngày nữa, còn không có tin tức, vậy hắn liền tự mình đi một chuyến. Nhược Tuyết, thứ nhất thần quốc thiên ma chuyện không biết như thế nào, cùng Diệp ra sự việc xử lý xong, ta liền đi một chuyến, kết thúc bữa trước ma, ngươi và ta đi một chuyến Hoa Hạ có được hay không? Đây là Diệp Thần dự định. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp lưu tô, được. Sau đó... Hạ Nhược Tuyết tay trắng ở Diệp Thần trên mình lưu động, lại là dần dần rút đi Diệp Thần áo khoác. Vậy tràn đầy mị lực và mê người thanh âm ở Diệp Thần bên tai lởn vởn, Diệp Thần,
ta muốn. Một khắc sau, Diệp Thần thân thể một chuyển, hai người thân phận đối với điều, nặng nề thanh âm chậm rãi vang lên. Hòa vào nhau, tràn ngập. Vô hạn tốt đẹp. Hai người cũng không có chú ý tới, ở hòa vào nhau để gặp, Hạ Nhược Tuyết luân hồi tinh diễm toát ra sáng chói quang. Tựa như đem cả thế giới chiếu sáng. Mà Hạ Nhược Tuyết tu vi lại đang leo lên. Mấy tiếng sau, Diệp Thần mở mắt ra, nhìn bên người vậy đẹp như tranh vẽ ngọc thân thể, Hạ Nhược Tuyết khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào. Đều là thỏa mãn. Diệp Thần rất rõ ràng, khả năng này là đoạn thời gian này Hạ Nhược Tuyết ngủ say một lần lâu nhất. Hắn đứng lên, mặc vào quần áo, trong mắt ôn tình hóa là kiên nghị. Vực ngoại thiên ma, thiên đạo cung, thiên viên mặc tà. Minh điện, mạc huyết minh. Thượng giới nữ hoàng, huyền cơ nguyệt. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, cũng không có chìm đắm trong ôn nhu hương lý. Hắn rất rõ ràng, mình thực lực còn chưa đủ, chỉ không hề ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện, mới có thể chiến thắng cường địch, nghịch thiên cải mệnh. Hắn tìm một khối tĩnh lặng núi rừng, đón ánh ban mai ánh mặt trời, yên lặng ngồi xếp bằng. Sau đó, Diệp Thần móc ra một viên trái cây, từng tia xanh lơ sâu kín linh khí, như nước thủy triều tràn ra tới, còn có cuồng bạo đế uy hơi thở, từ trái cây trên chậm rãi phát ra. Viên này trái cây, chính là thần đế quả ô liu. Trước đây, hắn xông vào Sùng Quang mộ phủ, lấy đến nơi này viên trái cây, còn không có luyện hóa, liền cảm giác được huyết long xảy ra chuyện. Hiện ở đại chiến kết thúc, thiên đạo cung hung hăng đánh bại, Tuyền Cơ bị giết, rốt cuộc có chốc lát yên lặng, có thể luyện hóa thần đế quả ô liu. Diệp Thần chấn định tâm thần, lúc này từng miếng ăn thần đế quả ô liu. Cái này thần đế quả ô liu không có hột, hoàn toàn là thần đế linh lực bồi bổ đi ra ngoài linh vật, đầy hừng hực đều là linh khí. Diệp Thần một ăn tiếp, nhất thời cũng cảm giác được, toàn thân một phiến thoải mái, xanh lơ mưa lất phất linh lực, không ngừng ở hắn trong kinh mạch lưu chuyển. Hắn lúc này hơi nhắm mắt lại, vận chuyển nội công, luyện hóa linh lực trong cơ thể. Hào hùng linh lực, dưới vào hắn đan điền. Nhất thời, Diệp Thần cả người, cũng toát ra cuồn cuộn thanh mang. Tất cả thủy thú, thiên long phượng hoàng, bạch hổ tiên hồ, thọ lộc chim vân. Vân, quanh quẩn hắn lao nhanh không ngừng. Mênh mông khí tượng, chiếu sáng thiên thu vạn cổ. Hắn thậm chí phát hiện từ cảnh giới của mình ở hướng hỗn độn cảnh đánh vào. Hắn bây giờ cơ hồ coi như là một cái chân bước chân vào hỗn độn cảnh. Chỉ tiếc, ở sắp đột phá hỗn độn cảnh lúc đó, vậy chung quanh linh lực hoàn toàn biến mất. Diệp Thần ánh mắt có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ đột phá hỗn độn cảnh xảy ra chuyện? Ngay tại lúc này, Lăng Thiên mũi tên thần vô cùng yếu ớt thanh âm vang lên, người hỗn độn cảnh có chút đặc thù, phảng phất có nào đó loại hạn chế. Nếu như là người bình thường, cái này thần đế quả ô liu đủ để cho hắn vượt qua đến hỗn độn ba tầng thiên, còn đối với ngươi mà nói, tựa hồ trong sâu thẳm có nào đó loại cực kỳ quỷ dị hạn chế. Diệp Thần vui mừng, Lăng Thiên tiền bối, ngài còn không có tiêu tán. Lăng Thiên mũi tên thần nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Thần, mặc dù còn chưa tiêu tán, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, ta không thể ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Diệp Thần trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu không phải Lăng Thiên mũi tên thần giúp mình, hắn có thể sớm đã chết ở Tuyền Cơ dưới kiếm. Lăng Thiên mũi tên giống ư nhìn thấu Diệp Thần ý tưởng, khẽ mỉm cười, không ngại, nói không chừng, người ta có thể ở Thiên Đạo Cung gặp mặt. Ta bản thể bị kẹt ở Thiên Đạo Cung, không riêng gì ta, còn có nhiều hơn người. Chúng ta cuối cùng là sẽ gặp nhau. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng. Diệp Thần lúc này mới dễ chịu mấy phần, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, Lăng Thiên tiền bối, vậy ta hỗn độn cảnh nên như thế nào đột phá? Lăng Thiên mũi tên thần khẽ nhíu mày lắc đầu một cái, ta cảm giác ngươi cần muốn mượn nào đó loại ngoại vật, còn như là cái gì, ta cũng không cách nào xác định. Cảnh giới của ngươi hệ thống và thần quốc cảnh giới hệ thống thật ra thì có chút khác biệt, đây cũng là ngươi vì sao có thể vượt cấp mà chiến nguyên nhân. Một phen rõ ràng, Diệp Thần vẫn là không có đạt được câu trả lời mong muốn, chỉ có thể tạm thời trở về thực tế. Hắn trong mắt mở ra, mặc dù không có đột phá hỗn độn. Nhưng thần đế quả ô liu vẫn là cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Thần đế quả ô liu, không hổ là hàm chứa thần đế linh lực thần vật. Diệp Thần thở dài nói. Thời khắc này Diệp Thần,
triệt triệt để lột xác. Một viên trái cây, sẽ để cho ta lột xác, vậy Sùng Quang Mộ trong phủ mặt, rốt cuộc cất giấu nhiều ít bảo bối. Diệp Thần liếm môi một cái, trong lòng có chút mong đợi. Cứu ta! Luân hồi đứng đầu, cứu ta đi ra ngoài. Ngay tại lúc này, quen thuộc tiếng kêu, lần nữa từ phương xa thác nước truyền tới. Là Sùng Quang Đại Đế. Đừng hoảng hốt, ta lập tức đến. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lần trước không có hoàn toàn tiến vào, lần này cũng nên tiến vào. Hắn ánh mắt không ngừng lóe lên tinh mang. Trước kia hắn nghe được Sùng Quang Đại Đế kêu gọi, trong lòng còn có chút do dự. Nhưng hiện tại, nếm được thần đế quả ô liu ngon ngọt, hắn nhưng là không chần chờ chút nào, lập tức lên đường đi thác nước chạy tới. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới thác nước trước mặt, đang muốn một bước nhảy vào. Đứng lại! Ngay tại lúc này, một đạo tức giận hò hét, ở Diệp Thần đầu óc bên trong nổ vang. Diệp Thiếu Thu thần niệm, trực tiếp xuyên thấu hư không, đến Diệp Thần bên tai. Thằng nhóc thúi, người muốn làm gì? Diệp Thiếu Thu tức giận gầm hét lên. Lão tổ! Diệp Thần ngẩn người, không nghĩ tới lại có thể bị Diệp Thiếu Thu phát hiện. Hắn hơi thở, thu liếm được đặc biệt khiêm tốn, lại còn là bị phát hiện. Chẳng lẽ, Diệp Thiếu Thu đã khôi phục thực lực? Mau trở lại cho ta, chỗ này ngươi không thể đi. Diệp Thiếu Thu lớn tiếng gầm thét. Lão Tổ Tông bớt giận, ta đi một chút liền hồi. Ngươi vẫn là muốn biện pháp giải quyết một tí Diệp Tuyết Tình đi. Lúc trở lại, Diệp Thần phát hiện Diệp Tuyết Tình cũng không có biến mất, rất hiển nhiên, Diệp Thiếu Thu cũng không cách nào xác định trừ Diệp Tuyết Tình trở ra, Diệp gia có còn hay không thiên đạo cung người. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần trực tiếp cắt đứt Diệp Thiếu Thu thần niệm, dứt khoát xuyên qua thác nước, bước vào Sùng Quang Mộ phủ. Cái này Sùng Quang Mộ trong phủ mặt, không biết có nhiều ít bảo bối, Diệp Thần có thể không muốn bỏ qua. Đáng chết, thằng nhóc, ngươi ở tự tìm cái chết. Mộ bên ngoài phủ mặt, một tòa trong sân, Diệp Thiếu Thu con ngươi ngưng trọng, mặt đầy tức giận. Hắn lúc này, cả người ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn, huy hoàng như trời tháng, trên gương mặt nếp nhăn, lại có thể toàn bộ biến mất, phơi bày tóc bạc mặt hồng hào hình dáng. Ào ào khí tức uy nghiêm, từ trên người hắn tản mát ra. Ngày xưa hắn, gặp phải mộ phủ cấm chế gây thương tích, tu vi rơi xuống. Nhưng hiện tại đi qua nghỉ ngơi, đã khôi phục rất nhiều. Lão phu cảnh giới cũng không dám lại đặt chân Sùng Quang Mộ phủ, thằng nhóc này, còn chưa hỗn độn liền đuổi đi chịu chết. Diệp Thiếu Thu thất khiếu bốc khói, bạo lôi như giận, thôi thôi, dù sao ta tuổi thọ vậy mau đã tiêu hao hết, liều chết vậy muốn cứu ngươi đi ra. Dứt lời, Diệp Thiếu Thu sử dụng một chuôi phi kiếm, gào thét hướng thác nước lao đi. Tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này, tuổi thọ là không có cuối, phàm là chuyện luôn có ngoại lệ. Nếu như xuất hiện thiên nhân ngũ suy, tuổi thọ liền sẽ khô kiệt. Thiên nhân ngũ suy, là thiên thần một kiếp khó khăn. Nếu như trên mình nhân quả quá nhiều, nghiệt đếm quá lớn, sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy, cả người suy kiệt, nguyên bản vô tận tuổi thọ, vậy lại đột nhiên chung kết, sống sờ sờ chết già. Thời đại thượng cổ, Diệp gia ra một tên phản đồ. Tên phản đồ này, đưa đến thượng cổ hạo kiếp bùng nổ. Sinh linh đồ thán. Xương trắng hàng tỷ bên trong. Diệp gia, vậy vì vậy dính vào to lớn nhân quả. Diệp Thiếu Thu, thành tựu Diệp gia lão tổ tông, nhân quả triền thân, bộc phát thiên nhân ngũ suy. Hắn tự biết hẳn phải chết, cho nên liều chết xông vào Sùng Quang Mộ phủ, muốn tìm kiếm kỳ ngộ, nghịch thiên cải mệnh. Đáng tiếc, thiên nhân ngũ suy, không phải tốt như vậy nghịch chuyển. Bây giờ Diệp Thiếu Thu, đã đi mau đến sinh mạng cuối. Mạc Huyết Minh, ngươi tên phản đồ này, nếu như cho ta thấy ngươi, lão phu nhất định phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Diệp Thiếu Thu trong lòng, sâu đậm căm hận. Diệp gia ra cái này loại phản đồ, dính lớn như vậy nhân quả, nội tâm hắn căm hận, có thể tưởng tượng được. Hiện tại, hắn tuổi thọ sẽ hết, đã không thể nào chém chết Mạc Huyết Minh. Duy nhất trông cậy vào, là Diệp Thần. Đứa nhỏ, dù sao cũng không nên chết à. Ta Diệp gia thoát khỏi nhân quả, còn có ta cửu hận, toàn dựa vào ngươi. Diệp Thiếu Thu hai tròng mắt tang thương. Lão Tổ Tông phải đi nơi nào? Trời ạ, đây là cái gì hơi thở?
Nguyên lai lão tổ tông thực lực, lại có thể như vậy mạnh mẽ. Trên mặt đất, từng cái người Diệp gia, thấy phá vỡ chân trời phi kiếm lưu quang, tất cả mọi người đều rung động. Trước đây không lâu, Diệp Thiếu Thu vẫn là một cái lão già khằng. Nhưng hiện tại, hắn khôi phục bộ phận thực lực, liền bộc phát ra thiên thần uy nghi. Cuồn cuộn bác đại, chiếu sáng thiên trụ. Từng cái người Diệp gia không nhịn được quỳ xuống lại. Đợi một chút, lão tổ tông hơi thở, thật giống như không đúng. Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh hai cái Diệp gia lão tổ, đang đứng ở một cây đại thụ hạ, ngắm nhìn Diệp Thiếu Thu thân ảnh đi xa. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, Diệp Thiếu Thu trên mình, có một cổ suy đồi hơi thở. Đây là tuổi thọ sẽ hết, thân thể con người phát ra họa khí. Thiên nhân ngũ suy, lão tổ lại có thể xuất hiện thiên nhân ngũ suy. Diệp Tử Canh phát ra rên rỉ một tiếng, coi như là bọn họ, tuổi thọ cũng đạt tới vô tận, không cần sợ hãi chết già. Nhưng hiện tại, Diệp Thiếu Thu lại có thể mau chết già. Bởi vì, trên người hắn xuất hiện thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy, đó là phạm vào đặc biệt to lớn nhân quả tội nghiệt, mới phải xuất hiện họa voi, lão tổ tông làm sao sẽ bùng nổ thiên nhân ngũ suy. Diệp Tử Minh vậy kinh hãi, nếu như Diệp Thiếu Thu chết già, Diệp gia mất đi người tâm phúc, sau này muốn quật khởi, chỉ sợ là khó hơn lên trời. Mấy người bọn hắn, cũng không biết thượng cổ sự việc. Bởi vì thời đại thượng cổ, chân thực quá xa vời, tất cả câu chuyện, đều được truyền thuyết. Bất quá Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh cảm khái hơn, con người ở bên cạnh một mực không nói chuyện Diệp Tuyết Tình trên mình lưu ý. Thời khắc này Diệp Tuyết Tình khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Sợ rằng đối phương hy vọng như vậy. Nếu như Diệp Thiếu Thu thật xảy ra chuyện, bọn họ coi như căn cơ hao tổn, vậy sẽ đem Diệp Tuyết Tình tên phản đồ này hoàn toàn giải quyết. Lúc này Diệp Thần, xuyên qua thác nước, đến hang. Hang trên treo con rơi, vừa nhìn thấy hắn bóng người, lại kinh hoàng kêu 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 lên, bay vào xa xa. Lần trước Diệp Thần chém chết toàn trường, cho chúng để lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái, rút ra sát kiếm, cẩn thận đi hang chỗ sâu. Rốt cuộc, hắn đi tới hang cuối. Trước mắt, là một miếng đồng xanh cự môn. Nguy nga phong cách cổ xưa, rung chuyển tâm thần. Cứu, cứu ta! Một tiếng như có như không kêu gọi, từ cự môn sau lưng truyền tới. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, Sùng Quang Đại Đế lại đang kêu gọi hắn. Hiển nhiên, Sùng Quang mộ phủ chân chính chỗ, ở nơi này phiến đồng xanh đổ sộ phía sau cửa. Diệp Thần toàn bộ tinh thần đề phòng, đưa tay đẩy ra đồng xanh cự môn. Ung ung, nặng nề tiếng đẩy cửa, ở mộ trong phủ chấn động. Đồng xanh cửa lớn sau lưng, là một cái mê cung vậy mộ phủ thế giới, đen nhánh thâm thúy, không thấy được cuối. Diệp Thần phòng bị tâm thần, chú ý bước vào mộ phủ bên trong. Bót sát. Mà ở hắn bước vào mộ phủ sau đó, đồng xanh cự môn lại có thể tự động đóng lại. Thế giới trước mắt, ngay tức thì một phiến đen nhánh. Một cổ như có như không cổ quái hơi thở, ở quanh thân quanh quẩn không tiêu tan. Nhất thời, Diệp Thần liền phát hiện, mình và luân hồi mộ địa liên lạc, đổi được đặc biệt yếu ớt. Nếu như vào lúc này, kêu gọi mộ trong đất đại năng, hắn có thể mượn đến sức chiến đấu, tối đa chỉ có bình thời một nửa. Ha ha, có chút ý tứ. Diệp Thần ánh mắt run lên, cái này Sùng Quang mộ phủ, quả nhiên có chút cổ quái. Nếu như hắn và luân hồi mộ địa liên lạc, bị hoàn toàn cắt đứt, hắn sẽ không chút do dự thoát đi ra ngoài. Dẫu sao, tạo hóa kỳ ngộ trọng yếu đi nữa, cũng không có mình mạng nhỏ trọng yếu. Diệp Thần không phải lỗ mãng người. Nhưng hiện tại, còn có thể phát huy một nửa sức chiến đấu, đủ rồi. Diệp Thần chấn định tâm thần, nhẹ bước dọc theo mộ phủ đường lót gạch tiến về trước. Mặc dù bốn phía một phiến đen nhánh, nhưng lấy Diệp Thần tu vi, nhìn ban đêm không thành vấn đề. Hắn thấy rõ, ở mộ phủ trên vách tường, chạm trổ từng đạo cấm chế phù văn, bất quá những cấm chế này phù văn, phần lớn cũng hư hại. Hiển nhiên, trước kia Diệp Thiếu Thu xông vào mộ phủ thời điểm, và nơi này cấm chế cái này lực, bùng nổ qua chiến đấu. Đây cũng là dễ dàng Diệp Thần, không có cấm chế sát phạt, hắn sẽ ung dung rất nhiều. Ông! Bỗng nhiên,
trước Phương Lượng nổi lên từng đạo tinh mang. Từng cái cấm chế phủ văn, toát ra ánh sáng sáng chói. Nơi này cấm chế, hiển nhiên là hoàn hảo, cũng không có hư hại. Vèo vèo vèo. Từng đạo cấm chế tinh mang, ngưng tụ thành từng phát tên, mang mênh mông hủy diệt mộ đạo, điên cuồng giết hướng Diệp Thần. Nhìn như đơn giản cấm chế phủ văn, nguyên lai lại mang cường đại hủy diệt mộ đạo. Lăng Tiêu võ ý, đồ thần phá thiên, sấm hoang phách tinh kiếm, chém. Diệp Thần không có khinh thường, sát kiếm vung ra, hùng hậu chân võ ý, toàn bộ thi triển ra. Sáng chói tinh mang, từ hắn trên thân kiếm nổ đi ra, đi đôi với cuồn cuộn sấm sét, chấn động hư không, chung quanh không gian, tựa như đều phải sụp đổ. Diệp Thần khua kiếm như hắt mực, kiếm quang ánh sao, kiếm khí sấm sét, ngang nhiên cùng tên tinh mang đụng vào nhau, lại có thể phát ra đao kiếm va chạm vậy thanh âm. Hu hu hu, từng đạo tên tinh mang bị phách bể, hóa thành lưu quang tiêu tán. Mà Diệp Thần, cũng bị cấm chế lực, miễn cưỡng bước lui ba bước. Hiu hiu hiu, hạ một sát, không cùng hắn thở dốc tới đây, từng đạo cấm chế phủ văn, ngưng quang hóa kiếm. Lại có thể diễn hóa thành trăm ngàn đạo phi kiếm vậy chém qua tới. Cùng lúc đó, hang vùng lân cận một nơi hắc ám chi địa. Nơi đó lưu động cực kỳ khí tức quỷ dị. Từng đạo ma hi phù văn, từng tiếng quỷ dị ngâm sướng, từ cái hắc động này bên trong tản mát ra. Toàn bộ hang, tất cả huyết biên bức cũng chớ có lên tiếng, run lẩy bẩy. Ở vô tận ma khí làm nổi bật dưới, hai cái áo bào đen bóng người. Từ hắc động bên trong chậm rãi đi ra. Bọn họ trên tay, cũng xách một chuôi kinh khủng cương xoa. Vô cùng vô tận ma khí, không ngừng từ bọn họ trên mình tản mát ra. Hắc khí thấp thoáng gian, là một tấm vô cùng mặt dữ tợn bàng, mặt đen răng nanh, giống như trong truyền thuyết ma quỷ. Bọn họ ra, cũng là cứng rắn cốt chất, trải rộng từng cục miếng vảy, sống lưng dài một hàng gai xương, đâm rách áo bào đen. Bại lộ ở trên không khí trên, hiện ra khí tức quỷ dị. Khặc khặc, không nghĩ tới ta Yên Hư Thiên Ma, còn sẽ lại về tới đây. Không biết nhiều ít năm tháng, chúng ta bị lưu đày tới thất lạc thời không, ở vô cùng trong vũ trụ bồng bềnh, thiếu chút nữa tự mình đi lạc. Cái này thần quốc chi địa, ngược lại là có ngoài ra một nơi thiên ma hơi thở. Có ý tứ, một cái người áo bào đen thổn thức, trong mắt tràn đầy tang thương. Thật may, Mạc Huyết Minh để lại một đạo ám ký, thay chúng ta chỉ rõ tọa độ. Một hắc bào nhân khác cười lên. Nơi này là địa phương nào? Ta tựa hồ cảm nhận được sùng quang khí tức của Đại Đế. Để cho ta suy diễn một tí. Ừ, sùng quang mộ phủ, nguyên lai nơi này là sùng quang mộ phủ. Ha ha ha, trời phù hộ tộc ta, cái này sùng quang mộ trong phủ mặt, có thể là có không thiếu cơ duyên. Hi hi. Còn có vậy đạo ám ký, dường như ở một tên tiểu tử trong tay, chúng ta cùng nhau chu diệt. Hai cái người áo bào đen trò chuyện với nhau, sải bước hướng Diệp Thần đi về phía. Phía sau bọn họ hắc động, dần dần nhạt đi biến mất. Tan vỡ không gian, vậy rất nhanh khôi phục vốn là hình dáng. Nhưng trên đất lưu lại từng cục thật nhỏ màu đen không gian tinh thể mảnh vỡ, chứng minh bọn họ đã tới. Nếu như Diệp Thiếu Thu ở chỗ này, hắn khẳng định có thể nhận ra, cái này hai cái người áo bào đen, chính là trong truyền thuyết Yên Hư Thiên Ma. Hình ảnh quay về. Diệp Thần nhìn trước mắt đạo đạo nguy cơ, con người lạnh lẽo, liên tiếp lui về phía sau, giơ tay khua kiếm đón đỡ, nhưng là không có cứng rắn đụng. Đi đôi với liên tiếp dày đặc tiếng va chạm, Diệp Thần đẩy ra liền rất nhiều phi kiếm, nhưng vẫn có không thiếu cấm chế phi kiếm, hung hăng chém ở trên người hắn. Kéo ra khỏi từng đạo dữ tợn vết thương. Cấm chế này, khó đối phó. Diệp Thần cắn răng, cái này là đơn giản cấm chế mà thôi, cứ như vậy phiền toái, nếu như vào sâu hơn đi xuống, sợ rằng mình phải bị bầm thây vạn đoạn. Khó trách năm đó Diệp Thiếu Thu, cũng phải bị cấm chế đả thương. Cái này mộ trong phủ cấm chế, quả nhiên là lợi hại. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, suy nghĩ cần phải sách. Luân hồi đứng đầu. Đoạn này thần chú, có thể phá giải cấm chế. Quen thuộc tiếng kêu, lại lần nữa bên tai bạn vang lên, một đoạn tối tăm huyền ảo thần chú, truyền đạt đến Diệp Thần trong lỗ tai. Ngươi là Sùng Quang Đại Đế. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hỏi. Là ta, cứu ta.
Sùng Quang Đại Đế thanh âm rất yếu ớt. Ngươi làm sao sẽ biết ta? Diệp Thần có chút tò mò, Sùng Quang Đại Đế cũng biết hắn là luân hồi đứng đầu thân phận. Cơ Huyền Tháng. Sùng Quang Đại Đế nhẹ nhàng phun ra ba chữ, cho dù thanh âm rất yếu ớt, nhưng vậy mang to lớn kính sợ và chấn động phố. Cái này Cơ Huyền Tháng, tựa hồ mang theo động trời thần uy. Sùng Quang Đại Đế loại cấp bậc này cao thủ, nhắc tới Cơ Huyền Tháng tên chữ, đều phải rung động. Cơ Huyền Tháng là ai? Diệp Thần tim giật mình, khó hiểu có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ mình và cái này Cơ Huyền Tháng, có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng hắn cũng không nhớ ra được. Sùng Quang Đại Đế trầm mặc, tựa hồ rất yếu ớt, lại cũng không nói ra được một câu. Ngươi nhẫn nại một tí, ta lập tức đi cứu ngươi. Diệp Thần sải bước tiến lên trước. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt bụng, đi cứu vãn Sùng Quang Đại Đế, chỉ là vì ích lợi to lớn. Dẫu sao, Sùng Quang Đại Đế là năm xưa thất đại thần đế một trong, nếu như có thể cướp được hắn bí tàng, Diệp Thần có bữa nhiều chỗ tốt. Đây cũng là hắn đối kháng Minh Điện và Thiên Đạo Cung mấu chốt. Tiêu tai hóa di, chôn vùi hết thảy, vạn vật chi thủy, mở. Diệp Thần trong miệng nói lẩm bẩm, phía trước cấm chế phù văn, nhất thời ngay tức thì ngưng công kích. Đây là Sùng Quang Đại Đế, mới vừa truyền thụ cho hắn thần chú. Giờ phút này thi triển ra, quả nhiên nhận được kỳ hiệu. Tên này, bày như thế nhiều cấm chế làm gì? Diệp Thần oán thầm một câu, sải bước hướng ngôi mộ chính phương hướng đạp đi. Hèn mọn sinh linh, mau thối lui. Bỗng nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng gào, từ sâu trong lòng đất truyền ra. Soát! Diệp Thần lập tức dừng lại ở bước chân, nắm chặt kiếm súng, toàn bộ tinh thần phòng bị. Cái này tiếng gào, đặc biệt chi quen thuộc. Mới vừa tiến vào hang, hắn đẩy lui con rơi thời điểm, liền nghe được qua thanh âm này. Tràn đầy hồng hoang vậy dã man. Ngươi thức tỉnh bổn tọa niệm tình ngươi tu vi không dễ, tha ngươi một mạng, mau thối lui đi. Tiếng trầm thấp, ở ngôi mộ gian cổn đáng trước, chấn động tâm hồn người. Ha ha, giả thần giả quỷ quái vật, có loại hiện thân đánh một trận. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vậy lười được nói nhảm, trực tiếp sải bước đi tới trước. Hồ đồ ngu xuẩn, thanh âm kia nhất thời giận dữ. Một tiếng hò hét, ngôi mộ hai bên vách tường, nhất thời nứt ra, một cái cầm mang theo vô tận chân võ y phi đao, điên cuồng chém chết đi ra, phải đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn. Muốn giết ta? Diệp Thần sớm có phòng bị, tay phải cầm sát kiếm, tay trái kình dậy Chu Thiên Thần Ma Thương, kiếm súng giao kích, ngăn cản phi đao chém chết. Đinh đinh đinh! Một cái cầm phi đao, đều bị Diệp Thần đánh rơi xuống đất. Ồ, có chút con đường. Thanh âm kia hơi phát ra kinh ngạc. Xem ra ngôi mộ bên trong cơ quan, không tổn thương được ngươi. Nếu như thế, bổn tọa không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Có thể chết ở bổn tọa thủ hạ, ngươi cũng có thể tự hào. Hư không nổ ầm, mặt đất nứt nẻ. Kinh khủng chấn động, tại dưới lòng đất phát sinh, tựa hồ có một đầu đồ vật khổng lồ, từ trong ngủ mê tỉnh lại, muốn phá giết ra. Răng rác. Một cái vô cùng to lớn, vô cùng dữ tợn, vô cùng móng vuốt sắc bén, hung hăng từ lòng đất phá ra tới, phía trên còn chảy xuôi máu rầm rề máu tươi. Suy, móng to phá vỡ hư không, ngang nhiên chụp vào Diệp Thần đầu, muốn nhất kích đầu bể. Thật là khủng khiếp hơi thở. Diệp Thần ánh mắt hơi co rúm một cái móng to lớn này trên phụ thêm hơi thở, sợ rằng đã đạt đến và Viêm Thiên Long Thần một cái cấp bậc. Bất quá! Diệp Thần cũng không có sợ, mà là hung hăng một kiếm bổ ra, tầng 7 huyết quang bùng nổ, vô tận sát khí bọc, trong tay sát kiếm hung hãn bổ vào móng vuốt phía trên. Chanh! Kiếm quang nổ tung. Vậy con thú móng, bị Diệp Thần đánh ra một đạo sâu đậm vết thương, miếng vảy máu tươi văng khắp nơi. Coi như là ở lúc trước, Diệp Thần đụng phải loại cảnh giới này cao thủ, đều có sức đánh một trận. Mà hiện tại, hắn đã đến gần hỗn độn cảnh. Một bước xa, thực lực tăng lên, lại đối mặt loại địch nhân này, tự nhiên không có sợ. Ừ, làm sao có thể? Người rõ ràng còn chưa bước vào hỗn độn, vì sao mới có thể có chiến lực như vậy? Tiếng thú gào vang lên, mang to lớn chấn động phố. Một đầu cả người đỏ tươi, thân thể cao lớn hình người hung thú, cuồng như vậy chọc thủng sàn nhà,
xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đầu này hình người hung thú, chừng 7 đến 8 mét cao, ngôi mộ cũng không tha cho nó chỉ có thể khom người cúi đầu, trên trán chiều dài một cây một sừng, cả người da đỏ tươi, che lấp từng cục miếng vảy, mang theo kịch liệt mùi tanh. Nó hai cánh tay, như vượn khỉ vậy thùy dài, cơ hồ thùy rơi xuống đất, ánh mắt cũng là đỏ rực một phiến, răng như kiếm kích, khuôn mặt đặc biệt dữ tợn. Đây là cái gì hung thú? Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua kỳ quái như vậy hung thú, lại là hình người, hơn nữa trên mình mơ hồ mang theo vực ngoại ma khí. Hắn bấm ngón tay liền coi là, muốn suy tính ra người này hình hung thú lai lịch, nhưng thiên cơ quá mức rất xưa, hắn cái gì vậy coi là không tới. Cẩn thận một chút, đây là thượng cổ thập hung một trong, một sừng hạn bạt. Thượng cổ y thần thanh âm, truyền tới Diệp Thần đầu óc bên trong. Thượng cổ thập hung, một sừng hạn bạt. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái. Cái này thượng cổ thập hung, là thời đại thượng cổ, vực ngoại thiên ma hung thú một trong, mỗi một đầu đều có nghịch thiên thần uy, thực lực đủ để sánh bằng thiên thần cảnh đỉnh cấp thần đế. Đủ để sánh bằng thần đế. Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Cái này thượng cổ thập hung, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này, thực lực có thể cùng thần đế sánh bằng. Nhưng hiện tại, hắn xem một sừng hạn bạt hơi thở, chỉ có thiên thần cảnh tầng 1 tầng 2 thiên mà thôi, và bị thương viêm thiên long thần một cái cấp bậc, hoàn toàn không có thần đế uy nghiêm. Thượng cổ đại chiến sau đó, thập đại hung thú cơ hồ đều bị trấn áp, trải qua vô số năm tang thương, bọn chúng thực lực đã thật to suy yếu, nhưng dẫu sao là lớn hung, người ngàn vạn lần không nên khinh thường. Thượng cổ y thần cẩn thận nói. Nguyên lai, đầu này một sừng hạn bạt, là bị trấn áp tại sùng quang táng trong đất hung thú. Thần quốc thất đại nơi chôn cất, mỗi người trấn áp một đầu đại hung. Còn có ba đầu hung thú, ở chiến bại sau đó, không biết trốn đi nơi nào. Suy, ở thương cổ y thần nói chuyện bây giờ, một sừng hạn bạt ra tay, ngang trời một móng vuốt, mang thượng cổ ma uy, hung hăng đánh về phía Diệp Thần tim. Quản ngươi cái gì thượng cổ thập hung, hiện tại chính là con kiến hôi. Diệp Thần hừ một tiếng, nhưng là không sợ chút nào, khua kiếm mãnh chém ra. Đi qua năm tháng vô tận trấn áp, thượng cổ đại hung uy nghiêm, đã hoàn toàn thất thủ. Hiện tại đầu này một sừng hạn bạt, chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi. Lấy Diệp Thần sức chiến đấu, hoàn toàn không sợ hãi loại thú dữ này. Phốc xích, Diệp Thần chém xuống một kiếm đi, kiếm quang lóng lánh, nhất thời chặt đứt một sừng hạn bạt một phần chia. Suy suy suy, máu tươi tràn ra, tản mát ra vô cùng kịch liệt tai họa hơi thở, chung quanh hòn đá, ngay tức thì thành một phiến đất khô cằn, bất chấp ti ti lũ lũ khói đen. Một sừng hạn bạt, cái này loại đại hung thú, trên mình mang theo kinh khủng thiên tai. Ở thời đại thượng cổ, một sừng hạn bạt hiện thân chỗ, mặt đất hạn hán, cỏ cây không sinh, núi đá lửa đốt, khắp nơi đều là nạn hạn hán thiên tai, đặc biệt đáng sợ. Năm tháng tang thương, vĩnh hằng trấn áp, đến ngày hôm nay, một sừng hạn bạt đã mất đi thượng cổ uy nghiêm, chỉ là lưu lại một chút thiên tai họa khí. Điểm này họa khí, tự nhiên không ảnh hưởng tới Diệp Thần. Thằng nhóc, ngươi dám đả thương ta. Một sừng hạn bạt kêu thảm đứng lên, vết thương không ngừng chảy máu. Ở thời đại thượng cổ, nó là nghiền ép thần quốc tồn tại, hung uy ngang qua hoàn vũ, nhưng ngày hôm nay, lại bị một người còn chưa xong toàn bước vào hỗn độn cảnh tiểu tử chém bị thương, đây là thiên đại chiết nhục. Ha ha, giết một đầu thượng cổ đại hung, ta hẳn sẽ có thiên đại công đức chứ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng tung người bạo khởi. Mang vô tận sát ý một kiếm, hung hăng chém về phía một sừng hạn bạt đầu. Lệ! Đột nhiên, một sừng hạn bạt dương ra cổ họng, phát ra một hồi vô cùng nhọn, vang động núi sông thanh âm. Một tầng kinh khủng màu đen sóng âm, ngay tức thì bạo giết ra. Ngôi mộ chung quanh cấm chế, nháy mắt tức thì bị màu đen sóng âm phá hủy, cả tòa ngôi mộ ùng ùng vang dội, tựa hồ tùy thời cũng sẽ sụp đổ, mà chung quanh không gian, lại là không ngừng tan vỡ biến dạng. Cự tượng hạ xuống, chấn áp thiên địa, cự tượng chấn thiên sức lực, phá. Một sừng hạn bạt trong mắt đỏ bừng, cuồng bạo sóng âm, từng đợt tiếp theo từng đợt gào thét ra. Hống! Trong hư không, vang lên con voi to gầm thét. Một đầu vô cùng nguy nga, vô cùng khoáng đạt hồng mông cự tượng bóng người,
xuất hiện ở một sừng hạn bạt trên đỉnh đầu, phơi bày ra trấn áp thiên địa thần uy. Trong thoáng chốc, Diệp Thần màng nhĩ chấn động đau, tim phổi sắp nứt. Ở nơi này sóng âm chấn nhiếp, hắn đầu óc bên trong xuất hiện đao kiếm loạn vũ, thiên ma phân bay, tu la gầm thét, biển lửa luyện ngục vân. Vân ảo ảnh, cả người kinh mạch như có ma khí biến dạng, đặc biệt thống khổ. 33 thiên hồng mông cổ pháp, lại là 33 thiên hồng mông cổ pháp. Diệp Thần thật sâu kinh hãi. Một sừng hạn bạt đỉnh đầu cự tượng ảo ảnh, mang theo ngập trời hồng mông hơi thở. Diệp Thần cảm thấy hết sức quen thuộc, bởi vì hắn thi triển thiên long bát thần âm thời điểm, trên mình cũng có loại khí tức này. Hiển nhiên, một sừng hạn bạt thi triển cự tượng chấn thiên sức lực, là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ pháp. Thằng nhóc, cũng gọi ngươi cẩn thận một chút. Thương cổ y thần kinh hãi. Cái này một sừng hạn bạt, dẫu sao là thượng cổ đại hung, là thượng cổ thập đại thiên ma một trong, thống lĩnh triệu thiên ma đại quân tồn tại. Coi như nó gặp phải trấn áp, gặp phải năm tháng vô tận vết thương, nó cũng là thượng cổ đại hung, tuyệt đối không thể khinh thường. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, nhưng là không nghĩ tới, cái này một sừng hạn bạt lại có thể sẽ hồng mông cổ pháp. Nếu như nói hắn thiên long bát thần âm, là thiên Phật thánh hát, như vậy cự tượng chấn thiên sức lực, chính là địa ngục ma âm. Hai người bây giờ, là hoàn toàn đối lập tồn tại. Lại có thể cầm bổn tọa ép đến như vậy bước, người vậy đủ để kiêu ngạo. Một sừng hạn bạt ngưng thanh âm, nhưng cự tượng chấn thiên sức lực hồi âm, còn đang không ngừng chấn động, không có chỉ hơi thở dấu hiệu. Lau một cái bi thương nhàn nhạt, từ một sừng hạn bạt trong tròng mắt tản mát ra. Ở thời đại thượng cổ, nó hung hãn bực nào, thực lực đủ để sánh bằng thần đế, muốn chu diệt một người còn không bước vào hỗn độn cảnh tiểu tử, một cái ánh mắt là được rồi. Nhưng hiện tại, xưa không bằng nay, nó muốn vận dụng 33 thiên hồng mông cổ pháp, mới có thể dung chuyển Diệp Thần. Đại nhân, thời đại bất đồng. Một đạo như có như không thanh âm, truyền tới một sừng hạn bạt trong tai. Mạc Huyết Minh, là ngươi. Vừa nghe đến thanh âm này, một sừng hạn bạt nhất thời kinh ngạc. Mạc Huyết Minh, là thượng cổ Diệp gia phản đồ. Năm đó, chính là dựa vào Mạc Huyết Minh, vực ngoại thiên ma mới có thể đột phá vách ngăn không gian hạn chế, tiến vào thần quốc. Một sừng hạn bạt nhưng là không nghĩ tới, mình mới vừa tỉnh lại, liền nghe được Mạc Huyết Minh thanh âm. Mộ bên ngoài phủ mặt, trước thác nước. Một cái hồng bào nam tử đứng chắp tay, ngắm nhìn thác nước, chính là Mạc Huyết Minh. Hắn dựa vào luân hồi tinh thạch ám ký tọa độ, biết Diệp Thần người ở sùng quang nơi chôn cất, cho nên biến dạng hư không tới. Bất quá, sùng quang nơi chôn cất, đặc biệt chi bí mật. Coi như hắn biết tọa độ, vậy hao tốn không thiếu khổ công, đến hiện tại mới chạy tới. Đương kim thế gian, không phải các ngươi thiên ma thời đại, đại nhân, nếu như ngươi không muốn chết, nhanh lên một chút rời đi thôi. Mạc Huyết Minh dùng thần lực quét nhìn, cảm ứng được mộ trong phủ phát sinh đủ loại. Hắn thanh âm cách không truyền đưa qua, nhưng hắn người, vẫn đứng ở thác nước bên ngoài, không có bước vào đi, tựa hồ ở cố kỵ chút gì. Không cần ngươi nói nhảm. Bổn tọa hôm nay tỉnh lại, ngày khác tất có thể trở lại đỉnh cấp, lại dẫn triệu ma quân, nghiền ép thần quốc, sáng lập vạn cổ nghiệp bá. Ngươi, một giới phản đồ, hai thần tặc tử, chết không có gì đáng tiếc. Một sừng hạn bà thanh âm, vẫn mang thiên đại kiêu ngạo. Ha ha! Mạc Huyết Minh cười không nói, trong mắt mang một chút thương hại, tựa như đang nhìn một cái ngoan cố không thay đổi lão cổ đồng. Một sừng hạn bà thu liếm tâm thần, trong mắt toát ra hung quang, hung hăng giơ vuốt đảo hướng Diệp Thần tim. Nó cảm nhận được, Diệp Thần huyết mạch đặc biệt tinh khiết, hơi thở đặc biệt hùng hậu. Nếu như có thể chiếm đoạt Diệp Thần, hóa thành nuôi liệu, nó thực lực, nhất định có thể khôi phục nhanh chóng. Mà lúc này Diệp Thần, gặp phải cự tượng chấn thiên sức lực nghiền ép, thất khiếu cũng chảy ra máu tươi, kinh mạch tắc tắc bị thương, linh hồn rung, nguy ở một sớm một chiều. Huyết phách phong thần châu. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát to một tiếng, sử dụng huyết phách phong thần châu. Hạt châu này, hàm chứa cường đại sinh mạng quy luật, là Diệp gia cổ bảo. Ông, huyết phách phong thần châu vừa ra, nhất thời, cuồn cuộn huyết quang, liền cuồn cuộn tuôn ra ngoài, trốn vào Diệp Thần trong cơ thể. Trong thoáng chốc, Diệp Thần vết thương,
nhanh chóng khép lại. Liền liền bị dung chuyển tinh thần thức hải, vậy rất nhanh khôi phục an ninh. Cái này huyết phách phong thần châu, không chỉ là chữa trị vết thương như thế đơn giản, còn có an thần định lòng hiệu quả, đặc biệt chi kỳ diệu. Cái này một tí sử dụng tới, Diệp Thần nhất thời cảm thấy cả người thư thái, thể chất tinh thần cũng khôi phục như cũ. Phốc xích. Diệp Thần mở mắt ra, liền thấy một sừng hạn bạt móng nhọn đánh tới, lúc này khua kiếm đâm ra, lại có thể xuyên qua một sừng hạn bạt bàn tay. Vô tận năm tháng tang thương, cái này ma đầu thân xác gân cốt, cũng thay đổi được yếu đuối rất nhiều. Diệp Thần một kiếm, liền đâm rách bàn tay to của nó, không phí nhiều sức. Vực ngoại thiên ma, cũng chỉ có thể ở trên cao cổ tàn phá bừa bãi, đương kim thế gian, đã không tới phiên các ngươi lớn lối. Diệp Thần rút về thân kiếm, cười lạnh một tiếng, nội tâm một phiến kiên định. Bây giờ thần quốc, đã không tới phiên thiên ma lớn lối, thời đại đã thay đổi. Đạp đạp đạp, một sừng hạn bạt hoảng sợ lui về phía sau ba bước, nội tâm dâng lên từng cơn thất lạc. Liền một cái cảnh giới như vậy tiểu tử, cũng có thể ung dung bị thương nặng nó, thời đại thật thay đổi. Cự tượng hạ xuống, chân áp. Một sừng hạn bạt dồn khí đan điền, muốn bật hơi mở rộng, thi triển cự tượng chấn thiên sức lực. Hiện tại nó duy nhất dựa vào, chính là cái này hồng mông cổ pháp. Nó phải lấy hồng mông thiên uy, nghiền giết Diệp Thần, tìm về mình tôn nghiêm. Lăng tiêu võ ý, đồ thần phá trời, sấm hoang phách tinh kiếm. Diệp Thần ăn qua một lần thua thiệt, biết cự tượng chấn thiên sức lực lợi hại, cũng sẽ không lại ngu xuẩn đến cho nó lần thứ hai thi triển cơ hội. Rất kiếm vung ra, Diệp Thần chém thẳng một sừng hạn bạt. Nếu như ăn nữa một bộ cự tượng chấn thiên sức lực, hắn khẳng định không chịu nổi, kinh mạch tinh thần mới vừa khôi phục, nếu như lại gặp đến tổn thương, huyết phách phong thần châu cũng vô ích. Một sừng hạn bạt trong mắt co rúm một cái, lật đật lui về phía sau. Đáng chết, thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Một sừng hạn bạt cắn răng, tràn đầy bi thương, khuất thân muốn chui vào lòng đất chạy trốn né tránh. Nó lấy là vô tận năm tháng trôi qua, ngoại giới khắp nơi đều là Diệp Thần như vậy cao thủ, nội tâm sâu đậm khủng hoảng. Nhưng nó nhưng không biết, Diệp Thần cái này loại yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường đo lường được. Nếu như là phổ thông hỗn độn cảnh người tu luyện, ở trước mặt nó, vẫn là con kiến hôi tồn tại. Dẫu sao thiên thần cường giả, thần uy ngút trời. Cũng chỉ có Diệp Thần loại quái vật này, mới có như thế thực lực kinh khủng, có thể kiếm chảm thiên thần. Muốn chạy. Diệp Thần ánh mắt run lên, tầng 7 huyết quang càng phát ra đậm đà, hủy diệt mộ đạo lực lượng gia trì, bơm vào ở trên thân kiếm. Suy. Kiếm hắn, ngay tức thì đột phá hư không, chém vào một sừng hạn bạt trên cổ. Phốc xích. Ở Diệp Thần kiếm phong hạ, một sừng hạn bạt thân thể, giòn được theo giấy phiến như nhau. Chém xuống một kiếm đi, nó đầu, liền rơi vào trên đất, cổ đoạn khẩu phún lên ngập trời máu tươi. Mà nó gương mặt, nhưng định cách kinh ngạc, thất lạc, căm hận, oán niệm, bất đắc dĩ thần sắc, tuyệt vọng chết đi. Nếu như là đường đường chết trận, một sừng hạn bạt có thể sẽ không có oán gì niệm. Nhưng hiện tại thời đại biến hóa, nó thực lực thật to suy yếu, bị một người còn không bước vào hỗn độn cảnh tiểu tử, tiện tay một kiếm giết chết, đây là thiên đại khuất nhục. Nếu như truyền tới vực ngoại, đủ để cho tất cả thiên ma, quỳ xuống đất gào khóc kêu thảm. Hô hô hô, Diệp Thần sử dụng một món ngọn lửa, đem một sừng hạn bạt thân thể, hoàn toàn đốt đốt thành cho tẫn. Ông, một món nóng rực huyết tương, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đây là một sừng hạn bạt toàn thân tinh khí chỗ, hàm chứa mãnh liệt ma khí cùng tinh hoa. Mặc dù gặp phải năm tháng vô tận trấn áp, nhưng một sừng hạn bạt, dẫu sao là thượng cổ đại hung, nó lưu lại máu tươi, có vô cùng hùng hồn hơi thở, là vật đại bổ. Vật này ngược lại không tệ, nhưng là không thích hợp ta, cũng không biết tiểu hoàng ở yêu tộc như thế nào. Hô! Diệp Thần thư ra một ngụm chọc khí, thu hồi sát kiếm, nhìn ngôi mộ con đường phía trước, chậm rãi đi tới trước. Này nhé! Lần này, lại vậy không có bất kỳ vật gì ngăn trở hắn. Mà Diệp Thần dậm chân thời điểm, dưới chân nhưng toát ra đóa đóa kim liên. Từng luồng mênh mông thụy thải, không ngừng từ trên người hắn tản mát ra. Đây là đại công đức, đại khí vận. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái,
nhất thời lộ ra động trời vui mừng. Công đức khí vận, quyết định một người gặp gỡ. Nếu như khí vận thâm hậu, rất dễ dàng liền có thể đụng tới kỳ ngộ. Thế tục vương triều phong thiện tế trời, cũng là khẩn cầu thượng thiên che chở, lấy được khí vận. Công đức khí vận nói đến, hư không mờ mịt, ai cũng không thấy rõ, không giống cảnh giới tu luyện như vậy có hành động khả tuần. Nhưng nếu như trên mình có công đức lớn, đại khí vận, sẽ hiển hóa ra đủ loại dị tượng, bệnh đậu mùa loạn rơi xuống, địa dũng kim liên vân. Vân. Mà hiện tại, Diệp Thần bộ bộ sinh liên, trên mình thụy khí thiên điều, đây là đại công đức, đại khí vận khí tượng. Muốn đến là ta chém chết một sừng hạn bạt, vô căn cứ lấy được vào tay thiên đại khí vận. Diệp Thần mặt đầy vui mừng, khí vận tăng vọt, hắn sau này đem sẽ có vô cùng vô tận kỳ ngộ. Người thằng nhóc này, vận khí vậy quá tốt đi. Một đạo quen thuộc thanh âm già nua truyền tới. Diệp Thiếu Thu bóng người, từ trong bóng tối đi ra. Tiền bối, ngươi làm sao cũng tới. Diệp Thần tằng hắng một cái. Xem Diệp Thiếu Thu hơi thở, hiển nhiên đã khôi phục rất nhiều thực lực. Ta tới đây cho ngươi nhặt xác. Diệp Thiếu Thu hừ một tiếng, hắn lo lắng Diệp Thần an nguy, đặc biệt chạy tới Sùng Quang mộ phủ. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần viễn siêu hắn dự liệu, lại có thể đột phá mộ phủ cấm chế, còn một thân một mình, chém giết một sừng hạn bạt, vô căn cứ lấy được đại khí vận tưởng thưởng. Cái này mộ phủ cấm chế, ngươi là làm sao đột phá? Diệp Thiếu Thu có chút tò mò, chung quanh mộ phủ cấm chế, lại có thể toàn bộ lắng xuống, không có dấu hiệu muốn phát tác. Phải biết, những cấm chế này đặc biệt khủng bố, coi như là ngày xưa hắn, đều phải bị trọng thương. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, chỉ là cười cười không nói lời nào. Hắn và Sùng Quang Đại Đế liên lạc, tự nhiên không thể nào nói cho Diệp Thiếu Thu. Thôi, ta cũng không quản ngươi, ngươi vô căn cứ lấy được đại khí vận tưởng thưởng, kém không nhiều vậy đủ rồi, mau cùng ta trở về. Diệp Thiếu Thu kéo Diệp Thần cánh tay, sẽ phải rời khỏi. Hiện tại Diệp Thần thu hoạch, đã là đặc biệt to lớn. Một đầu thượng cổ đại hung, tội nghiệt ân oán đặc biệt thâm hậu. Ai có thể chém chết, ai liền có thể lấy được thiên đại khí vận tưởng thưởng. Cái này một sừng hạn bạt, ở thời đại thượng cổ, liền thần đế đô chém không giết được, chỉ có thể trấn áp. Hiện tại đi qua vô tận 5 tháng trấn áp, một sừng hạn bạt từ ngập trời ma vương, thành một đầu như vậy tồn tại, thực lực biên độ lớn suy yếu, cũng chỉ hồng mông cổ pháp lợi hại một chút, lại bị Diệp Thần một kiếm làm thịt. Có thể nói, Diệp Thần lượm một cái tiện nghi lớn. Trên người hắn khí vận, ngay tức thì bạo tăng, toát ra thủy khí kim liên dị tượng, sau này hắn, đem sẽ có vô cùng vô tận kỳ ngộ, thậm chí có thể đột phá giới vách đá hạn chế, vọt tới vực ngoại và thượng giới đi. Như thế ung dung, có được lớn như vậy chỗ tốt, cũng hẳn thỏa mãn. Cho nên, Diệp Thiếu Thu chỉ muốn nhanh lên một chút mang đi Diệp Thần, miễn được chuyện gì xảy ra bất ngờ. Được, ta đi với ngươi. Diệp Thần cười khổ không thôi, hiện tại Diệp Thiếu Thu tự mình giết tới, hắn không đi cũng không được. Như tính bây giờ, chỉ có thể rời đi trước, chờ thêm mấy ngày, lại nghĩ biện pháp bước vào. Như vậy cũng tốt, coi như người thằng nhóc này thức thời. Diệp Thiếu Thu thở phào nhẹ nhõm, Sùng Quang mộ phủ khắp nơi đều là nguy hiểm, hắn không biết còn cất giấu cái gì điểm xấu, hắn cũng không muốn Diệp Thần xảy ra chuyện. Một người già một trẻ vai sóng vai, hướng mộ phủ đi ra bên ngoài. Còn muốn rời đi. Bỗng, một đạo tiếng quát, như hồng trung đại lữ, ở mộ trong phủ vang lên. Đạo thanh âm này, đặc biệt chi quen thuộc. Diệp Thần vừa nghe, cũng biết là Sùng Quang Đại Đế thanh âm. Nhưng không có chút nào suy yếu hơi thở. Đầy hừng hực bá đạo, cuồng ngạo, phách lối. Liền gặp một đạo người mặc hắc xăm rồng bào. Đầu đội quan miệt, chó sói mục mũi ưng nam tử, chợt biến dạng hư không, xuất hiện ở Diệp Thần và Diệp Thiếu Thu trước mặt. Vô cùng uy nghiêm, vô cùng thô bạo, từ long bào nam tử trên mình tản ra, từng đạo đen nhánh quy luật phù văn, không ngừng lượn lờ. Vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần vô hình, cũng nhớ tới Hoa Hạ Tần Thủy Hoàng. Cuồn cuộn đế uy, không cho xúc phạm. Ngươi chính là Sùng Quang Đại Đế. Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Không phải, hắn là Sùng Quang Đại Đế ác thi. Diệp Thiếu Thu cả kinh thất sắc, cơ hồ muốn nhảy cỡn lên.
Đi, đi mau, không đi chúng ta nhất định phải chết. Diệp Thiếu Thu đầy mắt hốt hoảng, hắn xưa nay là chững chạc tính tình, nhưng thấy được Long Bào chàng trai bóng người, nhưng là ngay tức thì hoảng hồn, trán cũng toát mồ hôi lạnh, lật đật kéo Diệp Thần cánh tay, nhanh chóng chạy ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, cái này Long Bào nam tử, hơi thở có lợi hại bực nào. Liên liên Diệp Thiếu Thu, cũng hoàn toàn luống cuống. Sùng Quang Đại Đế ác thi. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái. Cái gọi là ác thi, là một đời người nhân quả tội nghiệt, tham lam ác tự, hắc ám ý niệm vân. Vân mặt trái đồ, hỗn hợp mà thành tồn tại. Ác thi là người gánh nặng, chỉ có chém chết ác thi, mới có thể thoát khỏi gánh nặng, vào tới thượng giới đi, lấy được vĩnh hằng tự do tự tại. Dưới tình huống bình thường, ác thi ẩn sâu ở người trong tiềm thức, sẽ không đi ra làm loạn, là nhân tâm hắc ám một mặt phản ảnh. Nhưng hiện tại, Sùng Quang Đại Đế thân phận thật sự bị mai táng, hơi thở suy kiệt, hắn ác thi, chính là chạy trốn ra ngoài. Ác thi có nguyên chủ nhân bộ phận thực lực, cái này Sùng Quang ác thi, hơi thở đặc biệt khủng bố. Nguy hiểm to lớn. Diệp Thần cả người lông tơ đảo thụ, và Diệp Thiếu Thu nhanh chóng đi bên ngoài thoát đi. Thiên tử kiếm ra, Chu Diệt Sơn Hà. Sùng Quang Đại Đế trong mắt như điện, quát to một tiếng. Rút ra giữa eo đeo trường kiếm, như trời tử hạ xuống, thần uy ra khỏi vỏ. Suy, một đạo vô cùng minh mông kiếm quang, như vũ trụ tinh hà, chém thẳng Diệp Thần và Diệp Thiếu Thu. Cẩn thận, Diệp Thiếu Thu tóc tung bay, sử dụng phi kiếm, và Sùng Quang Đại Đế Thiên Tử kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Phịch, một đạo kịch liệt va chạm đợt khí, ngay tức thì nổ tung ra, vô số thiên thần quy luật phù văn tán loạn. Không gian văng tung tóe, đại đạo tựa hồ cũng sụp đổ. Hung mãnh kinh khí, hung hăng đụng vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần bước chân lay động, thiếu chút nữa thì muốn rơi xuống, vội vàng rút ra sát kiếm, khó khăn lắm ổn định thân hình. Nếu như là ở lúc trước, chỉ là kiếm khí này va chạm, liền có thể đem hắn bị thương nặng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là thân thể lay động mà thôi. Ở thực lực tăng lên sau đó. Hắn cả người hoàn toàn lột xác, thu được thiên đại lột xác. Đối mặt Diệp Thiếu Thu và Sùng Quang Đại Đế ác thi, hai đại thiên thần cảnh cao thủ đụng nhau, hắn cũng không có ngã xuống. Diệp Thiếu Thu, năm đó ngươi lẻn vào mộ phủ, trộm đi trời ạ Long Bát Thần Âm, thật là to gan à. Sùng Quang Đại Đế trong mắt rét lạnh, ngày hôm nay, bản đế thì phải đem ngươi chém chết. Suy, kiếm quang ngút trời. Sùng Quang Đại Đế lại lần nữa khua kiếm giết ra, mang theo kiếm khí bén nhọn. Kiếm pháp của hắn, không có chút nào xinh đẹp, thậm chí không có chiêu thức. Chính là đơn giản chém một cái, nhưng tràn ngập ngập trời đế uy, làm người ta nghẹt thở. Vân động thiên lôi, rơi. Này nhé! Nhìn Sùng Quang Đại Đế khua kiếm giết tới, Diệp Thiếu Thu sắc mặt cũng thay đổi, lập tức nâng tay trái lên. Lòng bàn tay ngưng tụ ra từng đạo kim màu trắng lôi quang. Ngay tức thì, lôi quang ngưng tụ xong tất, lại có thể hóa thành một đạo vô cùng chói mắt, vô cùng kinh khủng sấm sét chùm tia sáng, hung hăng gào thét ra, trực tiếp hướng Sùng Quang Đại Đế nổ đi. Diệp gia thượng cổ thần thông, vân động thiên lôi, có chút ý tứ. Sùng Quang Đại Đế khóe miệng vuốt một nụ cười châm biếm, thong thả, tay trái đánh ra từng đạo quy luật, hóa thành một tầng quy luật vách sắt. Vững vàng ngăn cản ở trước người. Oanh! Diệp Thiếu Thu vân động thiên lôi, hung hăng nổ ở quy luật vách sắt trên, lại không thể đem vách sắt oanh phá. Ho khan, hụ hụ hụ. Diệp Thiếu Thu thấy một màn này, kịch liệt thở hổn hển, gương mặt một phiến đỏ bừng, hiển nhiên là tiêu hao to lớn khí lực. Mà trên người hắn suy kiệt chi khí, vậy đi theo sôi trào, trên khuôn mặt lại lần nữa dài ra nếp nhăn. Ông! Diệp Thần màng nhĩ chấn động, một hồi choáng váng đầu. Cái này vân động thiên lôi, là một môn vô cùng lợi hại thượng cổ thần thông, uy lực lớn vô cùng. Bất quá, thi triển môn thần thông này, hao phí linh lực cũng là to lớn. Xem Diệp Thiếu Thu cái này bộ dáng chật vật, hiển nhiên là thật không dễ chịu. Thậm chí, hắn suy kiệt chi chứng vậy phát tác. Hắn trên mình, đã sớm xuất hiện thiên nhân ngũ suy, tuổi thọ sắp tận. Hiện tại thiên nhân ngũ suy phát tác, hơi thở tiêu hao lợi hại hơn. Nhưng mà, hắn mạnh mẽ như vậy nhất kích, lại không thể dung chuyển Sùng Quang Đại Đế chút nào.
có thể tưởng tượng được, Sùng Quang Đại Đế ác thi thực lực, có khủng phố dường nào. Thiên nhân ngũ suy, trên mình ngươi còn có thiên nhân ngũ suy. Sùng Quang Đại Đế nhìn Diệp Thiếu Thu dần dần suy kiệt hơi thở, đáng thương lắc đầu một cái. Thôi, thà để cho ngươi tuổi thọ hao hết mà chết, ngược lại không như bản đế cho một mình ngươi thống khoái, lãnh cái chết đi. Sùng Quang Đại Đế một tiếng hò hét, bước chân bay đạp, thân thể như điện, nhanh chóng lướt qua hư không, khua kiếm chém thẳng Diệp Thiếu Thu và Diệp Thần. Thằng nhóc, mau cút. Diệp Thiếu Thu quát to một tiếng, vô tận đợt khí bỗng nhiên đẩy về phía Diệp Thần, hung hăng đem hắn đẩy ra. Tiền bối. Diệp Thần quát to một tiếng, lăng không xoay tròn rơi xuống đất, đã đến vòng chiến ra. Mà Diệp Thiếu Thu, một thân một mình, tự đối phó Sùng Quang Đại Đế kiếm khí chém chết. Đốt ta thân thể không lành lặn, đốt ta chân huyết, thánh hỏa không ngừng, tẫn diệt chư thiên. Sống chết trước mắt, Diệp Thiếu Thu ngửa mặt lên trời chợt quát, hai tay kết ấn, trên mình máu tươi điên cuồng bốc cháy. Nhiên huyết đại pháp. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, một mắt liền nhận ra, đây là nhiên huyết đại pháp, lấy bỏ ra máu tươi làm giá, ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu, đặc biệt chi hung hãn. Không nghĩ tới Diệp Thiếu Thu, vậy nắm giữ loại bí pháp này. Cái này đốt máu bí pháp vừa thi triển ra, Diệp Thiếu Thu thân thể, nhất thời đổi được vô cùng khô đét, máu tươi điên cuồng cháy đi ra ngoài, mặt hắn bàng, vậy che phủ thật dày nếp nhăn, đổi được vô cùng già nua. Còn có trên người hắn thiên nhân ngũ suy hơi thở, lại là trực tiếp bộc phát ra, ở hắn quanh thân tạo thành một tầng kinh khủng màu xám cho sương mù. Người bất kỳ tiếp xúc tới cái này hôi vụ, đều phải rơi vào suy kiệt, già nua mà chết. Người điên, người muốn làm cái gì? Sùng Quang Đại Đế nhìn Diệp Thiếu Thu hình dáng, nhất thời thật sâu kinh hãi. Một cái thiên thần cảnh cao thủ, dùng hết toàn thân khí huyết, bộc phát ra sức chiến đấu có kinh khủng dường nào, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Giống như ban đầu Tuyền Cơ, thi triển ra đốt máu bí pháp sau đó, thiên địa cũng thất sắc, nếu như không phải là Nhâm Phi Phàm ra tay, Diệp Thần không biết chết bao nhiêu lần. Mà hiện tại, Diệp Thiếu Thu cũng phải tự mình hy sinh, dùng hết máu tươi tánh mạng, phụ cầu chém chết Sùng Quang Đại Đế, là Diệp Thần tranh thủ sức sống. Tiền bối, tuyệt đối không thể. Diệp Thần quát to lên. Vân động thiên lôi. Diệp Thiếu Thu trong mắt lộ ra đoạn tuyệt, cũng không quay đầu, mà là giơ tay lên trường. Đùng đùng. Minh mông hư không, vô tận bát hoang, cửu thiên thập địa, vô cùng vô tận sấm sét hơi thở, điên cuồng đi hắn lòng bàn tay ngưng tụ đi. Minh mông lôi quang, chiếu rọi thiên địa. Diệp Thiếu Thu thân thể, hoàn toàn đắm chìm trong lôi quang bên trong. Đường đường tránh tránh, trương hiện ra uy mãnh thiên thần phong tư. Người điên, người điên. Sùng Quang Đại Đế hổn hển, lớn tiếng mắng, vội vàng xoay người thoát đi. Diệp Thiếu Thu phải liều mạng, hắn cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Hắn chỉ là một đạo ác thi, thật vất vả thoát khỏi Sùng Quang Đại Đế thân phận thật sự trói buộc, thoát ra, tự do của hắn, vô cùng chân quý, cũng không muốn hủy ở Diệp Thiếu Thu trên tay. Muốn chạy. Người ta cùng xuống hoàng tuyền đi. Giết. Diệp Thiếu Thu một tiếng giống giận, trong tay ngưng tụ lôi quang, ngay tức thì hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa chùm tia sáng, hung hăng giết hướng Sùng Quang Đại Đế. Hắn ánh mắt, vô cùng đoạn tuyệt. Dù sao, hắn đã trải qua thiên nhân ngũ suy, ngày giờ không nhiều. Hôm nay vừa chết, có thể cứu vãn Diệp Thần, vậy coi là không uổng công. Sùng Quang Đại Đế muốn chạy trốn, nhưng hắn tốc độ. Nhưng kém hơn sấm sét vạn quân. Cuồng bạo sấm sét quang pháo, hung hăng nổ ở hắn trên mình. À! Sùng Quang Đại Đế phát ra kêu thảm thiết, thân xác lập tức bị nổ tan. Vô cùng vô tận lôi quang, ở trên người hắn nổ tung xuyên qua, không ngừng biến dạng. Hắn cả người, cơ hồ phải bị xé nát. Thiên thần cảnh cháy toàn thân máu tươi, hy sinh toàn bộ thọ nguyên, điên cuồng liều mạng nhất kích. Coi như là Sùng Quang Đại Đế, cũng không khả năng chịu đựng. Cả tòa mộ phủ, cũng là kịch liệt chấn động đứng lên. Từng cục đá, không ngừng rớt xuống. Gần một nửa cấm chế phủ văn, rất miễn cưỡng bị phai mờ. Những cấm chế này phủ văn, cũng mang theo Sùng Quang Đại Đế thân phận thật sự bố trí đế uy, nhưng ở Diệp Thiếu Thu vân động thiên lôi nghiền ép hạ, cũng là trực tiếp chôn vùi. Có thể tưởng tượng được, thiên thần cảnh liều mạng.
có lợi hại bực nào, khủng phố dường nào. Thật may mộ phủ bên trong, cấm chế phủ văn đủ nhiều, đủ vững chắc, nếu không, cái mộ này phủ, ở sấm sét oanh tạc hạ, sợ rằng phải ngay tức thì sụp đổ. Hô! Bụi mù chỉ tức, lôi quang tản đi. Sùng Quang đại đế lảo đảo lắc lư đứng tại chỗ, hắn bây giờ, long bào đã hoàn toàn vỡ vụn, quan miện rơi xuống đất. Hắn thân thể, da thịt đều bị nổ bay, chỉ còn lại một bộ lảo đảo lắc lư bộ xương tử. Uy nghiêm gương mặt, máu thịt phai mờ, hai con người mất đi máu thịt chống đỡ, mềm từ từ treo rơi xuống, lộ vẻ được đặc biệt kinh khủng. Từng đạo bể tan tành thiên thần quy luật phù văn, ở hắn quanh thân không ngừng chuyển động. Hắn đan điền, cũng bị vỡ nát, vô cùng đế uy hơi thở, thiên thần năng lượng, không ngừng khơi thông đi ra. Ta còn sống, ta còn sống. Bản đế, còn không có chết. Sùng Quang đại đế thanh âm khàn khàn, trong mắt mang to lớn mừng như điên. Mặc dù thương thế hắn đặc biệt khủng bố, nhưng chỉ cần còn sống, lấy hắn thiên thần cảnh giới tu vi, bế quan điều dưỡng một đoạn thời gian, là được khôi phục. À, Hồng Mông cổ pháp, là lão phu đánh bại. Diệp Thiếu Thu nhìn Sùng Quang đại đế bóng người, phát ra một tiếng thổn thức than thở. Ở Sùng Quang đại đế trên mình, trừ đế uy hơi thở, thiên thần năng lượng, mộ đạo quy luật, còn mơ hồ ẩn giấu một món Hồng Mông cổ khí. Cái này một món Hồng Mông cổ khí, chống đỡ hắn tánh mạng, để cho hắn tránh chết. Này nhé! Thiên Long bát thần âm. Vòng chiến ra, Diệp Thần tâm thần kịch liệt chấn động. Không nghi ngờ chút nào, Sùng Quang đại đế nhất định là tu luyện Thiên Long bát thần âm, hơn nữa luyện đến cảnh giới đại viên mãn, trong cơ thể ngưng luyện ra Hồng Mông cổ khí, ở sống chết trước mắt phát huy tác dụng, cứu vãn tánh mạng. 33 Thiên Hồng Mông cổ pháp. Đặc biệt chi chân quý, là thần quốc biên giới tuyệt đỉnh bí pháp, không chỉ là giết người diệt địch như thế đơn giản, nếu như có thể luyện được Hồng Mông cổ khí, đối với gân cốt huyết mạch cũng có thiên đại bồi bổ tác dụng, lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Diệp Thiếu Thu liều cái mạng già, lấy là có thể chu diệt Sùng Quang đại đế. Không nghĩ tới, Sùng Quang đại đế dựa vào một miệng Hồng Mông cổ khí, rất miễn cưỡng rất tới. Thành Sơn chín nhận, thất bại trong gang tấc. Không cam lòng. Kịch liệt không cam lòng. Diệp Thiếu Thu hai tròng mắt trợn to, cả người phát run, hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn một mắt Diệp Thần, thần sắc đặc biệt phức tạp. Ô! Cuối cùng, cổ họng hắn bên trong, phát ra một tiếng trầm thấp ô minh, 10 ngón tay xòe ra, muốn phải bắt được chút gì, nhưng cuối cùng cái gì vậy không bắt được, chán nản đổ xuống đất. Chết không nhắm mắt. Tiền bối. Diệp Thần thất thanh kêu lên. Vành mắt hết sức nứt ra. Thằng nhóc, coi là ngươi may mắn. Sùng Quang đại đế thân thể ngẩn ra, xoay người thoát đi. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, hắn tự nhiên có thể chém chết Diệp Thần. Nhưng hiện tại, hắn bị Diệp Thiếu Thu liều mạng nhất kích bị thương nặng, bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng không nghĩ làm vô vị chiến đấu, chỉ muốn nhanh lên một chút bế quan điều dưỡng. Đứng lại cho ta. Diệp Thần ngửa mặt lên trời chợt quát. Ánh mắt cơ hồ muốn nhỏ máu. Suy. Hắn một kiếm vung ra, cả người linh lực, hủy diệt mộ đạo, còn có các loại quy luật, toàn bộ bơm vào đến trên thân kiếm, chém thẳng Sùng Quang đại đế. Hừ, bản đế coi như bị thương, cũng không phải ngươi có thể chống lại. Sùng Quang đại đế hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Thần khua kiếm giết tới, nhưng là thong thả, máu tươi kia đầm đìa thậm chí lộ liễu bàn tay, bỗng nâng lên. Chữa trị bể tan tành mộ đạo quy luật phù văn, một trường giết ra, hung hăng đánh ra. Một kiếm một trường, mãnh liệt va chạm. Nhất thời, Diệp Thần cảm giác được một hồi cự lực, còn có thiên thần uy nghiêm, hung hăng truyền tới, không khỏi lui về phía sau ba bước. Mà Sùng Quang đại đế, chỉ là hơi lui về phía sau một bước. Hắn dưới trọng thương, và Diệp Thần giao thủ, lại còn có thể miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Có thể tưởng tượng được, thiên thần cảnh cao thủ, có khủng phố dường nào. Lão tử muốn ngươi chôn theo, cho ta chết. Diệp Thần nhìn một cái Diệp Thiếu Thu thi thể, cắn răng nghiến lợi, cả người hơi thở nổ tung, lại lần nữa khua kiếm chém đánh ra. Cực võ, thần tránh. Diệp Thần thân thể hoành cướp hư không, người kiếm hợp nhất, ngay tức thì tới sát Sùng Quang đại đế trước mặt. Mượn cực võ thần tránh, một kiếm này uy lực tương đương to lớn. Có chút ý tứ. Sùng Quang đại đế cười một tiếng,
thần sắc rừng rưng, huy trưởng nâng lên, từng tầng một hùng hậu trưởng thế, như từng tầng một vách sắt, lại đem Diệp Thần kiếm thế tan rã. Hắn lúc này, binh khí đã bị nổ gãy, nhưng bằng hai tay, vẫn và Diệp Thần đánh được có tới có lui, có thể tưởng tượng được thực lực cường hãn. Lăng Tiêu võ ý, đồ thần phá thiên. Diệp Thần ngửa mặt lên trời kêu gào, trên mình cuồng bạo chiến ý, điên cuồng khơi thông ra. Hắn vậy biết rõ Sùng Quang Đại Đế lợi hại, cho nên cũng không có nương tay, Lăng Tiêu võ ý phát huy đến trình độ cao nhất, trong mắt mũi nhọn ngút trời, tóc từng cây một tung bay, còn có Diệp Thiếu Thu chết đi, hắn tức giận, vậy toàn bộ dung nhập vào Lăng Tiêu võ ý bên trong. Hô! Diệp Thần kiếm khí điên cuồng, như thần như ma, vô số quy luật phù văn, con bướm vậy ngay tức thì nổ tung phiêu bay, quanh quẩn kiếm hắn thân vũ động. Quỷ dị chính là, vào giờ khắc này, Diệp Thần tức giận, lại để cho Lăng Phong thần mạch lực lượng ngưng tụ tới cực điểm. Hoàn toàn phóng thích. Hắn một kiếm đâm ra, mang kinh thiên Lăng Tiêu võ ý kiếm thế, chính là ngang nhiên hướng Sùng Quang Đại Đế đâm tới. Cái gì? Sùng Quang Đại Đế sắc mặt chợt biến, nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần một cái chạm ách cảnh 9 tầng trời tu giả, lại có thể bộc phát ra hung ác như vậy võ đạo ý vận. Lui! Sùng Quang Đại Đế có chút luống cuống, hiện tại hắn trọng thương vô cùng nghiêm trọng, đối mặt toàn diện mở ra Lăng Tiêu võ ý Diệp Thần, hiển nhiên không phải địch thủ. Vèo vèo vèo! Hắn thân thể đổ cướp như gió, không ngừng lui về phía sau, tránh né Diệp Thần kiếm chiêu chém chết. Cố nhiên như vậy, vẫn là bị thương mấy phần. Diệp Thần sắc mặt vui mừng, sát kiếm nhất phung, trong cơ thể huyền diễm khí tức nổ tung, Lăng Phong thần mạch kích hoạt đến mức tận cùng. Đúng thanh kiếm quấn quanh lên tầng tầng ánh lửa, nổ lên ngọn lửa cuồng bạo hơi thở. Phốc xích. Diệp Thần một kiếm chém đánh ra, trực tiếp xuyên qua Sùng Quang Đại Đế thân thể. Một kiếm giết chết. Lăng Phong thần mạch cuồng bạo, vào giờ khắc này hiển lộ. Mà Diệp Thần hơi thở vậy suy thoái đến mức tận cùng. Tiền bối, người có thể nhắm mắt. Diệp Thần thu hồi sát kiếm, khạc ra một hơi, nhìn Diệp Thiếu Thu thi thể. Tay áo bảo hơi phất một cái, một hồi thanh gió lướt qua, thay Diệp Thiếu Thu nhắm mắt. Còn nữa, có một việc một mực che giấu ngươi, ta thật ra thì là luân hồi đứng đầu. Hy vọng lần này, ngài có thể bước vào luân hồi, lại lấy được cuộc đời mới. Sau đó, Diệp Thần cong ngón tay bắn ra một món ngọn lửa, đem Diệp Thiếu Thu hỏa táng, cẩn thận thu liễm tốt cho cốt. Diệp Thiếu Thu chết đi, đối với Diệp gia mà nói. Có thể nói là tổn thất trọng đại. Thật may, Diệp Lăng Thiên đã lên làm gia chủ, có Diệp Lăng Thiên chủ trì gia tộc công việc, Diệp Thần cũng có thể yên tâm. Cùng lúc đó, vậy hai cái áo bào đen tự nhiên cảm nhận được nơi này chập chờn. Áo bào đen dưới, lộ ra từng cơn ma khí và máu ý. Bọn họ bước chân đột nhiên dừng lại. Xem ra Sùng Quang Đại Đế vậy cái ác thì đã chết, thằng nhóc kia là như thế nào dung chuyển. Thôi, không trọng yếu, chúng ta vừa vặn bắt lại thằng nhóc kia. Ngay tại lúc này, một hắc bào nhân khác thần sắc ngưng trọng, đột nhiên mở miệng, đợi một chút, không tốt. Chúng ta đi, nhanh lên rời đi nơi này. Cái gì? Trước cái đó người áo bào đen bối rối. Lấy bọn họ thực lực đủ dung chuyển cái thằng nhóc đó. Tại sao phải rời đi? Bọn họ nhưng mà thiên ma nhất tộc, như vậy rời đi, há chẳng phải là buồn cười. Vậy ngưng trọng người áo bào đen nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra, đi mau, không đi nữa không còn kịp rồi. Ta cảm giác có một đạo cực kỳ khí tức cường đại đang hướng bên này chạy tới. Nếu là đúng chúng ta ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta kế hoạch liền toàn bộ tất cả thua. Lời này vừa nói ra, hắn bên cạnh người áo bào đen sắc mặt cũng thay đổi. Hắn biết lời nói của đối phương đại biểu cái gì. Đối phương tính cảnh giác lần lượt mang hắn thoát khỏi nguy hiểm. Nếu cảm giác được loại nguy hiểm này, tất nhiên nghiêm trọng. Được, lần này liền tạm thời thả qua cái thằng nhóc đó. Chúng ta đi trước và thần quốc vị kia sẽ cùng. Hắn ở thần quốc bố trí lâu như vậy, tất nhiên so chúng ta rõ ràng. Một khắc sau, hai đạo ma khí biến dạng hư không, hoàn toàn biến mất ở cái này một phiến thiên địa. Mà lúc này... Sùng Quang Đại Đế ác thi tiêu diệt sau đó, từng luồng màu đen ma khí, nhưng là phiêu đằng ra. Ma khí bên trong, hàm chứa vô cùng kinh khủng oán niệm, có vô cùng vô tận mặt trái tâm trạng,
tựa như một phiến luyện ngục. Nhưng trừ luyện ngục vậy oán niệm, còn có vô cùng khoáng đạt đế uy hơi thở, từng đạo đen nhánh thiên thần quy luật phù văn, không ngừng lóe lên, thậm chí chuỗi nối thành từng cái quy luật xiềng xích, ở trong hư không xen lẫn qua lại. Nếu như có thể luyện hóa cái này đoàn ma khí, Diệp Thần nhất định có thể lớn chúng mùa lớn. Hợp lại, Diệp Thần cắn răng, bàn tay một tấm, đem vậy đoàn ma khí nhiếp với tay cầm, trực tiếp cắn nuốt. Cái này ma khí bên trong, có hào hùng thiên thần đế uy hơi thở, còn có vô số thiên thần quy luật năng lượng, hắn có thể không muốn bỏ qua. Nhưng ma khí bên trong, ẩn chứa oán niệm tâm trạng, nhưng là đặc biệt kịch liệt. Diệp Thần một cắn nuốt, liền cảm thấy đầu nổ tung, tựa hồ có một ngọn núi lửa bộc phát. Hu hu hu, nhọn ma âm, ở hắn bên tai chấn động. Từng luồng ma khí, như quỷ quái con giòi vậy ở trong kinh mạch tán loạn, từng cơn mang khí tức mục nát đau đớn truyền tới. Cho ta trấn áp. Diệp Thần tâm thần nghiêm nghị, lập tức vận chuyển luân hồi huyết mạch. Hắn luân hồi huyết mạch, năng lượng đặc biệt cường đại, coi như là sùng quang đại đế ác thi ma khí, cũng không thể dung chuyển. Chính vì vậy, Diệp Thần mới có lớn như vậy dũng khí, dám trực tiếp chiếm đoạt sùng quang đại đế ma khí. Nếu như đổi thành người ngoài, ở mãnh liệt như vậy ma khí dưới sự kích thích, sợ rằng đã sớm hình thần câu diệt. Xuy xuy xuy. Ở luân hồi huyết mạch cọ rửa hạ, Diệp Thần trong cơ thể ma khí oán niệm, ngay tức thì rửa không còn một mống. Hắn kinh mạch, lần nữa khôi phục sáng bóng bền bỉ hình dáng. Sùng quang đại đế ác thi oán niệm, như dưới ánh mặt trời tuyết động, ngay tức thì tan rã. Ở lại Diệp Thần trong cơ thể, chỉ có tinh thuần thật lớn thiên thần hơi thở. Từng đạo quy luật năng lượng, không ngừng dung nhập vào Diệp Thần đan điền. Oanh! Nháy mắt tức thì, Diệp Thần liền có hiểu ra cảm giác. Tựa như một cái chớp mắt bây giờ, hiểu rõ. Ở sùng quang đại đế thiên thần hơi thở bơm vào hạ, Diệp Thần hủy diệt mộ đạo, nhất thời thu được lột xác. Hắn hủy diệt mộ đạo, uy lực chỉ ít tăng lên gấp đôi. Nếu như hắn bây giờ, lại đi đối mặt thiên thần cảnh sơ kỳ, chỉ ít sẽ không chật vật như vậy. Hủy diệt mộ đạo, ta hủy diệt mộ đạo lại có thể tăng lên. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, luyện hóa sùng quang đại đế ác thi năng lượng, hắn vậy thu được thiên đại chỗ tốt. Còn có một đạo đạo kim quang, vậy từ trong cơ thể hắn toát ra. Trong phảng phất, hóa thành tám cái dương nanh múa vuốt kim long. Đây là hồng mông cổ pháp, thiên long bát thần âm khí tượng. Ngày này long bát thần âm, bản thân chính là sùng quang đại đế thần thông, Diệp Thần luyện hóa hắn ác thi năng lượng, ngày này long bát thần âm các loại diệu pháp, cũng nhất nhất tràn vào hắn đầu óc bên trong. Được, rất tốt, sau này ta thi triển thiên long bát thần âm, hạn chế liền sẽ không như vậy mạnh. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, thiên long bát thần âm lực sát thương đặc biệt to lớn, nhưng thi triển có rất nhiều hạn chế, nếu như thoát khỏi quật lá chi địa, hắn rất khó sử dụng nữa. Nhưng hiện tại, hắn dựa vào sùng quang đại đế ác thi năng lượng, nhưng là thật sâu lĩnh ngộ cái này thần thông, sau này thi triển ra, sẽ dễ dàng rất nhiều. Dĩ nhiên cũng không phải tùy tùy tiện tiện thi triển. Đáng tiếc duy nhất chính là, sùng quang đại đế ác thi trên người hồng mông cổ khí, ở hắn tiêu diệt sau đó, vậy đi theo tiêu tán. Nếu không, lại dung hợp hồng mông cổ khí, Diệp Thần thu hoạch sẽ hơn nữa to lớn. Luyện hóa xong tất, Diệp Thần chính là bước dài trước, hướng ngôi mộ chính đi về phía. Mà cùng lúc đó, mộ phủ bên ngoài thác nước, Mạc Huyết Minh tròng mắt lóe lên, khóe miệng tránh ra nụ cười, lẩm bẩm nói, Diệp thiếu thu chết, ha ha ha, tới ta xuất thủ. Dứt lời, hắn thân thể chớp mắt, phi thân lướt vào thác nước bên trong, vậy tiến vào mộ phủ. Mới vừa, hắn một mực ở thác nước bên ngoài chờ đợi, chính là chờ Diệp thiếu thu và sùng quang đại đế ác thi chết đi. Dẫu sao, Diệp thiếu thu và sùng quang đại đế cũng còn sống, Mạc Huyết Minh không tốt động thủ. Xem sùng quang đại đế ác thi thảm trạng, cũng biết Diệp thiếu thu hợp lại dậy mạng già, uy lực có kinh khủng dường nào. Thằng nhóc, vốn là muốn cùng ngươi hợp tác, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Mạc Huyết Minh ánh mắt bất chấp nhọn sát ý, hắn muốn giết Diệp Thần, cướp đoạt luân hồi tinh thạch. Mà lúc này, Diệp Thần đã tới ngôi mộ chính. Ngôi mộ chính trang sức, đặc biệt xa hoa. Mái vòm bên trên, nạm không biết nhiều ít đá quý mỹ ngọc, bên trong phòng để từng cái giá gỗ,
phía trên bày đầy quý giá binh khí pháp bảo. Ngôi mộ trung ương là một tòa thật to quan tài kiếng. Sùng Quang đại đế thân phận thật sự, theo lý thuyết, là chôn ở quan tài kiếng này bên trong. Nhưng hiện tại, quan tài kiếng được mở ra. Nắp quan tài, nhưng là đánh mất ở một bên. Mà Sùng Quang đại đế thi thể, bị từng cái xiềng xích treo lên, liền treo ở ngôi mộ bên trong. Tay hắn tay chân, hoàn toàn bị xiềng xích khóa lại, mỗi một cái xiềng xích, cũng lóe lên quỷ dị phù văn, thật sâu phá vỡ hắn da thịt, thân như xương cốt bên trong. Sùng Quang đại đế, chỉ như vậy bị treo ở giữa không trung. Luân hồi đứng đầu, ngươi tới. Sùng Quang đại đế thân thể, hơi hí ra ánh mắt, thấy Diệp Thần tới, phát ra yếu ớt kêu gọi. Ừ, còn sống. Diệp Thần ra đầu tê dại, không nghi ngờ chút nào, Sùng Quang đại đế là chết, chỉ ít, Diệp Thần không có cảm nhận được một chút người sống hơi thở. Nhưng hiện tại, Sùng Quang đại đế lại có thể mở mắt, môi cổ họng còn động. Một cổ thi thể, lại có thể mở miệng nói chuyện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cứu ta đi ra ngoài. Sùng Quang đại đế bi thương kêu. Ta như thế nào cứu ngươi? Diệp Thần lui về phía sau một bước, có chút sợ hãi. Chặt đứt những thứ này xiềng xích. Sùng Quang đại đế cắn răng, những thứ này trên mặt ống khóa, không ngừng lóe lên quỷ dị phù văn, từng cơn tàn bạo nhọn hơi thở, không ngừng đánh thẳng vào hắn linh hồn, để cho hắn mỗi thời mỗi khắc, cũng chịu đủ núi đao luyện ngục khổ sở, có thể nói là đặc biệt khó chịu. Mà thống khổ này, từ thời đại thượng cổ, một mực kéo dài đến hiện tại, có thể tưởng tượng được hắn bị lớn giường nào hành hạ. Được, ta thử một chút. Diệp Thần rút ra sát kiếm, dồn khí đan điền, một kiếm vung ra. Chanh! Sát kiếm chém vào trên ống khóa, nổ lên liên tiếp tia lửa, lại không thể phá hoại xiềng xích chút nào. Thậm chí, Diệp Thần mình đều bị trên ống khóa quy luật phù văn, chấn động được lui về sau ba bước. Ổ khóa này, có cổ quái. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, những thứ này khóa chất liệu, đổ không có gì kỳ quái, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn một kiếm là có thể chặt đứt. Nhưng vấn đề là, trên ống khóa quy luật phù văn, nhưng là đặc biệt quỷ dị, có một loại không giống tầm thường hơi thở. Loại khí tức này, Diệp Thần tựa hồ ở Tuyền Cơ trên mình, cảm nhận được qua. Đây không phải là thần quốc quy luật, đây là thượng giới quy luật phù văn. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, ngay tức thì làm ra phán đoán. Trên ống khóa bao trùm quy luật, hiển nhiên xuất xứ từ thượng giới, đặc biệt phức tạp, không phải hắn có thể phá hư. Không được, phá hủy ta thi thể đi. Sùng Quang đại đế vậy phát giác Diệp Thần khó xử, chậm rãi mở miệng nói. Phá hủy ngươi thi thể. Diệp Thần sắc mặt chấn động phố. Ừ. Sùng Quang đại đế khẽ gật đầu. Được. Diệp Thần nắm chặt chuôi kiếm, cũng đại khái đoán được. Cái này thi thể, là một đạo những ràng buộc. Chất cốc Sùng Quang đại đế linh hồn. Chỉ có hủy diệt thi thể, mới có thể cầm Sùng Quang đại đế thả ra ngoài. Sáu kiếm hợp nhất, hủy diệt mộ đạo, phá. Diệp Thần hít sâu một hơi, đột nhiên khua kiếm chém chết. Sùng Quang đại đế, là một đời thần đế cao thủ, hắn thi thể, nhất định vô cùng mạnh mẽ, trời phạt lôi phạt đều không thể phá hoại. Cho nên, Diệp Thần dùng hết toàn lực. Ra ý liệu, Diệp Thần một kiếm chém chết mà qua, như sấm nổ tung, rất dễ dàng liền hủy diệt Sùng Quang đại đế thi thể, trực tiếp nghiền bể thành phấn vụn. Cái này, một màn này, nhưng là để cho Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Thần đế thi thể, tuyệt đối không có yếu ớt như vậy. Duy nhất giải thích, chính là xuất xứ từ thượng giới quy luật phù văn, đã tiêu diệt liền Sùng Quang đại đế thân thể linh khí, để cho đã từng đủ để dung chuyển thiên địa, uy chấn hoàn vũ thể chất, thành giấy vậy tồn tại, vừa đụng liền bể. Thượng giới, lại có thể khủng bố làm đến nước này. Thượng giới quy luật phù văn, có thể hủy diệt thần đế thân xác, đây quả thực là kinh người nghe. Rào. Một đạo lóa mắt sáng chói ánh sáng rực rỡ, từ Sùng Quang đại đế cho cốt trên bồng bềnh lên. Đó là một đạo thần thánh huy hoàng linh hồn thể, vừa xuất hiện, liền toát ra ngập trời màu mè, vô số phi long phượng hoàng, kỳ lân tiên hạc cùng khí tượng, quanh quẩn cái này linh hồn thể, không ngừng trôi dạt. Từng đạo thiên thần quy luật phù văn, điên cuồng lóng lánh huy hoàng thụy khí hào quang,
hư không cũng kịch liệt chấn động đứng lên, chư thiên hoàn vũ, tựa hồ cũng muốn thần phục ở nơi này cuồn cuộn uy nghiêm hạ. Sùng Quang Đại Đế, đây mới thật sự là Sùng Quang Đại Đế. Diệp Thần trong mắt trợn to, ngưng mắt nhìn trước mắt linh hồn thể. Cái này linh hồn thể, hình dáng và Sùng Quang Đại Đế ác thì giống nhau như đúc, cũng là một bộ hắc xăm rồng bào, đầu đội quan miện hình dáng. Nhưng là, linh hồn này thể trên mình, nhưng không có một chút ác niệm hơi thở. Chỉ có tinh khiết đế khí, tinh khiết đế uy, quang như trời tháng, mênh mông như vũ trụ tinh không. Không nghi ngờ chút nào, linh hồn này thể, chính là Sùng Quang Đại Đế thân phận thật sự đế hồn. Thiên Đạo Cung, chỗ sâu. Là hơi thở của lão kia, không thể nào. Hiên Viên Mặc Tà gương mặt chấn động, trong sâu thẳm, cảm nhận được một món để cho hắn đặc biệt kiêng kỵ hơi thở. Thần quốc biên giới, rất nhiều đứng đầu thế lực, từng cái cự đầu, cũng cảm nhận được trong thiên địa dị thường. Đế hồn xuất thế, có đế hồn xuất thế. Thượng cổ thần đế, ngày hôm nay thức tỉnh. Thần quốc, thời tiết muốn thay đổi. Thượng cổ thất đại thần đế, không biết là vị nào xuất thế. Rất nhiều cự đầu, tâm thần chấn động, không ngừng thôi diễn thiên cơ, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấu. Hình ảnh quay về. Luân hồi đứng đầu, đa tạ ngươi cứu ta. Mộ phủ bên trong, Sùng Quang Đại Đế đế hồn, đầy ắp tang thương nhìn Diệp Thần, thanh âm khá là yếu ớt. Trên người hắn uy nghiêm, mặc dù đặc biệt mênh mông, trực tiếp chấn động toàn bộ thần quốc, nhưng ở năm tháng vô tận bị hành hạ, hắn linh lực hơi thở đã vô cùng yếu ớt, nếu như chiến đấu, Diệp Thần cũng có thể chém chết hắn. Ngươi là, Sùng Quang Đại Đế, ngươi mai táng ở chỗ này, có nhiều dài năm tháng. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy thần đế cấp bậc cao thủ, quả nhiên là mênh mông kinh trời, coi như hơi thở đã suy yếu đến tuyệt cảnh, nhưng trên người uy nghiêm, nhưng là chiếu sáng vạn cổ, nghiền ép chư thiên, làm người ta không dám khinh thị. Hắn có quá nhiều nghi vấn, muốn Sùng Quang Đại Đế giải đáp. À, Sùng Quang Đại Đế than thở một tiếng, không có nói gì, chỉ là bắn ra một tia sáng trắng, chiếu vào Diệp Thần trên đầu. Ngay tức thì, vô cùng tin tức lưu, như trường giang biển khơi, tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Diệp Thần đầu óc bên trong, nổi lên một bức bức thượng cổ hình ảnh. Vực ngoại thiên ma xâm lược, Mạc Huyết Minh trốn tránh, Hiên Viên Mặc Tà giết sư phụ, thất đại thần đế chết. Từng bức họa, không ngừng xen lẫn mà qua. Ngươi là Hiên Viên Mặc Tà sư phụ. Diệp Thần cảm thụ đầu óc bên trong hình ảnh, nhất thời rung động. Hiên Viên Mặc Tà thành tựu cao nhất cung chủ, cả đời chỉ có ba vị sư phụ. Mà trọng yếu nhất một vị, chính là Sùng Quang Đại Đế. Năm đó, hắn và các vị thần đế cùng với cường giả liên thủ tạo thành giết ma liên minh, chống lại thiên ma xâm lược. Thần đế oai, trấn áp hoàn vũ, coi như là thiên ma đều khó dung chuyển. Nhưng ngay vào lúc này, Hiên Viên Mặc Tà đâm lưng giết sư phụ, đưa đến Sùng Quang Đại Đế trọng thương, bị thiên ma phản công. Hiên Viên Mặc Tà giết sư phụ nguyên nhân, vô cùng đơn giản, hắn muốn lấy giết chứng đạo. Hiên Viên Mặc Tà muốn hiệu pháp viễn cổ cự đầu, lấy giết chứng đạo, siêu thoát chư thiên. Hắn không có sát phạt thiên hạ năng lực, cho nên, hắn lựa chọn giết sư phụ, muốn chém đoạn nhân quả, tích lũy giết nghiệp, chứng đạo siêu thoát. Đáng tiếc, Sùng Quang Đại Đế thực lực vô cùng cường đại, coi như bị Hiên Viên Mặc Tà đâm lưng trọng thương, cũng không có chết đi. Giết sư phụ thất bại, Hiên Viên Mặc Tà biến mất, không người biết hắn trốn đi nơi nào. Ở trên cao cổ hạo kiếp sau khi kết thúc, hắn trở lại thần quốc, tiếp quản Thiên Đạo Cung. Không người biết hắn đi qua, không người biết hắn đã từng giết sư phụ, người sở hữu chỉ biết là, người này, đặc biệt cường đại, thực lực sâu không lường được, thân phận thần bí không rõ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần từ Sùng Quang Đại Đế trên mình, nhưng là biết được thượng cổ bí mật. Nguyên lai cái này Hiên Viên Mặc Tà, và Mạc Huyết Minh như nhau, cũng là một tên phản đồ. Mạc Huyết Minh phản bội Diệp gia, đầu dựa vào trời ma, gây thành đại họa ngút trời. Mà Hiên Viên Mặc Tà, chính là đâm lưng giết sư phụ, đưa đến Sùng Quang Đại Đế trọng thương, bị thiên ma giết ngược. Này hai người, đều là thượng cổ tội nhân, trên mình dính liền ngập trời nhân quả. Thứ nhất thần quốc, thần minh, to lớn đền bên trong. Hơn chức cao tầng vào ngồi. Chung quanh bàn dài,
ngồi từng cái cẩm y, hơi thở mờ ảo ông già. Duy chỉ có hai người đứng. Một người, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, mặc đen trắng bào phục, chính là thần minh minh chủ Qua Sán. Mà một người khác, khí tức cường đại, cả người đạo bào, chính là Vạn Pháp Tông Điển Phi Minh. Lần này, chính là hai người triệu khai hội nghị khẩn cấp. Một vị thứ hai thần quốc thân phận tôn quý ông già đột nhiên đối với Qua Sán mở miệng, mưu minh chủ, lần này hội nghị. Kết quả là cái gì chủ đề? Nghe tình hình tựa hồ rất nghiêm trọng. Qua Sán nhìn một cái Vạn Pháp Tông Điển Phi Minh, khẽ gật đầu, rồi sau đó con ngươi đông lại một cái bắn về phía câu hỏi người, nói, Khâu lão, ngươi cho rằng, dưới mắt, thất đại thần quốc nguy hiểm nhất là cái gì? Vậy kêu là Khâu già già người đáy lòng trầm xuống, hơi làm suy tính liền nói, dưới mắt, thần quốc hỗn loạn, nguy cơ theo nhau mà tới, ta cho rằng, nguy hiểm lớn nhất, hẳn là thiên ma. Qua Sán tán thưởng gật đầu một cái, quả thật. Thiên ma từ thượng cổ còn sót lại, hiện tại lại để cho chúng ta thất đại thần quốc sụp đổ. Nên giết. Mấu chốt chúng ta không được rõ thiên ma sau lưng nổi lên cái gì. Trước đây, trời xanh dị tượng, thiên đạo cung hạ lệnh, chu diệt diệp ra tàn dư, chúng ta bản nên phối hợp, tự nhiên không có dư lực đối kháng thiên ma. Nhưng ở trước đây không lâu, quật lá chi địa thất bại trong gang tấc, diệp ra tàn dư đã rời đi, không biết đi nơi nào. Chuyện này phải cùng chúng ta thất đại thần quốc không liên quan. Chúng ta dưới mắt, cần tập trung sự chú ý đối kháng thiên ma. Khâu lão ánh mắt có chút nghi ngờ, suy tư mấy phần, hỏi, minh chủ, thiên ma thực lực cường đại, hơn nữa ẩn núp cực kỳ sâu, chúng ta như thế nào đối kháng? Qua Sán khóe miệng lộ ra một đạo sát ý nụ cười, có một việc, vốn là chúng ta sớm nên làm. Bởi vì là thiên đạo cung chuyện, chậm trễ. Cố nhiên chúng ta không cách nào xác định thiên ma tung tích, nhưng thần minh và Vạn Pháp Tông phát hiện một cái bí mật lớn bằng trời. Thứ bảy thần quốc Diệp Thần và thiên ma cấu kết, ý đồ từng bước xâm chiếm toàn bộ thần quốc. Như vậy người, nên giết. Lời này vừa nói ra, một phiến xôn xao. Đối với Diệp Thần hai chữ, bọn họ quá quen thuộc. Đây là thần quốc quật khởi thanh niên một trong thiên tài à, cũng đã từng kinh giết ma đội ngũ lãnh tụ. Hôm nay thì như thế nào đứng ở thiên ma vậy một khối? Qua Sán biết mọi người do dự, vung tay lên, từng bức họa hiển lộ. Đây là thần minh lấy được chứng cớ. Bất kỳ một người nào chứng cớ đều là đối với Diệp Thần cực kỳ bất lợi. Một phen giải thích, Qua Sán trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, gần từng chữ, hiện tại, thần minh đề nghị, thất đại thần quốc liên hiệp chu diệt Diệp Thần, các ngươi có gì dị nghị không? Nếu như Diệp Thần không hiện thân, chúng ta liền đối với thứ bảy thần quốc thần cực tông ra tay. Diệp Thần không sạch sẽ, sau lưng hắn tông môn tất nhiên cũng không làm sạch sẽ. Đại điện lâm vào yên tĩnh nhất thời. Mấy giây sau đó, không biết là ai mở miệng, vang lên một đạo kêu gào, thay trời hành đạo, diệt trừ gian tà. Rồi sau đó, toàn bộ đại điện lâm vào tức giận kêu gào. Mà đây tức giận, nhắm thẳng vào Diệp Thần và thần cực tông. Sùng quang mộ phủ. Diệp Thần đối với thứ nhất thần quốc sự việc tự nhiên không cách nào biết được, hắn hiện tại càng quan tâm Sùng quang đại đế sự việc. Bởi vì một ít hạn chế, ta chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. Sùng quang đại đế chăm chú nhìn nhìn Diệp Thần, giọng mang vô tận thê lương. Ở thời đại thượng cổ, Sùng quang đại đế gặp phải hiên viên mặc tà phản bội ám sát, dưới trọng thương, rất nhiều liên minh bị thiên ma điên cuồng giết ngược, toàn bộ thần quốc mặt đất. Xương trắng dù sao cũng bên trong, không biết chết bao nhiêu người. Vì đuổi một phần chia thần quốc nội thiên ma, thất đại thần đế quyết định tự mình hy sinh, dùng mình thân xác linh hồn, trấn áp thần quốc trong biên giới thiên ma. Lấy cho thất đại thần quốc một khối an ninh. Trả giá giá lớn như vậy, thượng cổ thiên ma hạo kiếp, mới tính là lắng xuống. Mà Sùng quang đại đế, bởi vì tu luyện hồng mông cổ pháp, trong cơ thể có một chút hồng mông cổ khí. Coi như thân xác tráng liệt hy sinh, linh hồn cũng có thể vạn cổ bất diệt. Cái khác sáu vị thần đế, toàn bộ tan thành mây khói, nhưng chỉ có hắn, bởi vì luyện hồng mông cổ pháp, đế hồn tích chữ làm đến hiện tại. Nhưng cuộc sống của hắn, cũng không tốt qua. Nếu như hoàn toàn tan thành mây khói, cũng coi là một loại giải thoát. Nhưng linh hồn hắn bất diệt, đưa đến ác niệm tư dài, rốt cuộc gây thành liền ác thi.
Ác thi từ đầu hắn bên trong bò ra, cầm hắn thi thể treo lên, cũng thi triển thượng giới ăn mòn quy luật, không ngừng ăn mòn hắn thi thể linh hồn, để cho hắn chịu đủ vô tận khổ sở. Nếu thời gian dài, hắn đế hồn tiêu tán, ác thi là có thể thoát khỏi những ràng buộc, hoàn toàn siêu thoát. Không nghĩ tới Hiên Viên Mặc Tà như thế âm hiểm, lại có thể phản bội giết sư phụ. Diệp Thần biết tất cả ngọn nguồn, hơi có điểm rung động. Cái này phản đồ, chung có một ngày, bản đế muốn đích thân làm thịt hắn. Xung quang khí tức của đại đế, bỗng nhiên đổi được ác liệt, ánh mắt toát ra to lớn tức giận và oán hận, hai quả đấm nắm thật chặt. Hiển nhiên, hắn đối với Hiên Viên Mặc Tà, có thể nói là hận thấu xương. Nếu như không phải là Hiên Viên Mặc Tà, hắn cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh này. Tiền bối, người muốn đối phó Hiên Viên Mặc Tà, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, Thiên Đạo Cung là thần quốc trong biên giới cao nhất thế lực. Từ nơi này lần Cửu Thiên Thần Long Điện sự việc tới xem, Thiên Đạo Cung trưởng lão thật không đơn giản. Cơ hồ bước ngang qua hơn cảnh giới. Mà Hiên Viên Mặc Tà, tu vi lại là sâu không lường được, đã nhiều năm như vậy, hắn thực lực, sợ rằng đã vượt qua ngày xưa Sùng Quang Đại Đế, có tư cách giết tới thượng giới đi. Hắn không có đi thượng giới, chỉ là bởi vì trên mình nhân quả còn không có chặt đứt, cùng hắn phá vỡ Thiên Đạo Cung Đại Điện hạn chế, chính là hắn nắm giữ thần quốc, nghịch sông lên thượng giới thời điểm. Muốn đối phó Hiên Viên Mặc Tà, đừng nói hiện tại Sùng Quang Đại Đế chỉ còn lại đế hồn, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể trở lui toàn thân. Bởi vì, bây giờ Hiên Viên Mặc Tà, rốt cuộc thực lực gì, không có ai rõ ràng. Ta biết, cho nên, luân hồi đứng đầu, ta báo thù sự việc, sợ rằng phải nhờ ngươi ra tay. Sùng Quang Đại Đế khẽ cười khổ, cũng biết thời đại thay đổi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hôm nay đã không phải hắn thời đại, bây giờ là Hiên Viên Mặc Tà thời đại. Hắn muốn dựa vào mình trả thù, cơ hồ không có thể. Duy nhất dựa vào, chính là Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần là luân hồi đứng đầu người thừa kế. Chỉ có Diệp Thần, mới có đầy đủ tiềm lực, có thể giết tới Thiên Đạo Cung, nghiền nát hết thảy. Sùng Quang Đại Đế ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, nói, Hiên Viên Mặc Tà là ta lớn nhất cửu địch, ngươi là luân hồi đứng đầu người thừa kế, đến lúc đó, ngươi có gì phân phó, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Nghe Sùng Quang Đại Đế thỉnh cầu, Diệp Thần cũng không có lập tức mở miệng. Nếu như có thể chém chết Hiên Viên Mặc Tà, nắm trong tay Thiên Đạo Cung lực lượng, hắn sau này giết tới thượng giới đi, và Huyền Cơ Nguyệt Nữ Hoàng đánh nhau, cũng có thể hơn một lá bài tẩy. Xin lỗi, ta không thể tùy tiện đáp ứng ngươi. Diệp Thần suy tư một lát sau, nhưng là lắc đầu một cái. Hắn và Sùng Quang Đại Đế, chỉ là mới vừa quen mà thôi, chưa nói tới cái gì giao tình. Hắn cũng không phải là cái gì nát vụn người tốt, người khác tùy tùy tiện tiện nói mấy câu, hắn liền sẽ bán mạng, cái này là không thể nào. Nghe vậy, Sùng Quang Đại Đế một hồi trầm mặc. Đúng là, hắn và Diệp Thần mới vừa gặp mặt mà thôi, liền nói lên khổng lồ như vậy thỉnh cầu, quả thực có chút quá đáng. Mặc dù, Diệp Thần và Hiên Viên Mặc Tà cũng chết thù, hắn cuối cùng có một ngày, cũng phải giết tới Thiên Đạo Cung, đem Hiên Viên Mặc Tà nghiền nát. Nhưng hắn sát phạt, chỉ là vì mình, có thể không phải là vì thay Sùng Quang Đại Đế trả thù. Cuối cùng nhân quả chấm dứt, công đức viên mãn, Sùng Quang Đại Đế sẽ không lấy được chút nào chỗ tốt. Trừ phi, Diệp Thần ngưng mắt nhìn Sùng Quang Đại Đế, nói, để cho ta ở ngươi đế hồn bên trong, trồng một đạo dấu vết, nếu như ngươi dám làm trái lời hứa, ta nổ dấu vết, đủ để đem ngươi giết là. Diệp Thần cũng không phải là cái gì trẻ trâu. Sùng Quang Đại Đế loại cấp bậc này nhân vật, không biết có bao nhiêu tinh minh, vạn nhất hắn hỗ trợ báo thù sau đó, Sùng Quang Đại Đế trở mặt không nhận người, hắn thì phiền toái. Chỉ có cất giữ tuyệt đối nghiền ép thủ đoạn, Diệp Thần mới chịu đáp ứng. Loại lưu dấu vết. Sùng Quang Đại Đế trong lòng chấn động một cái, nếu như đáp ứng Diệp Thần mà nói, hắn tánh mạng, thì hoàn toàn bị Diệp Thần nắm được. Chỉ cần Diệp Thần động một cái niệm, hắn thì phải hồn phi phách tán. Người từ từ cân nhắc. Diệp Thần cũng không có cưỡng bách. Đây là giao dịch, tự nhiên phải có bảo đảm đường lui thủ đoạn, hắn yêu cầu cũng không quá phận. Sùng Quang Đại Đế ánh mắt lóe lên, không ngừng cân nhắc. Nếu như cự tuyệt Diệp Thần, dựa hết vào một mình hắn,
đừng nói báo thù, liền còn sống cũng khó khăn. Hắn đế uy hơi thở, đã khuếch tán đi ra ngoài, Hiên Viên Mặc Tà chắc chắn biết. Hắn nếu như dám rời đi Sùng Quang nơi chôn cất, lập tức phải gặp phải Thiên Đạo Cung chu diệt. Mà hắn, chỉ còn lại một món tàn hồn, hiển nhiên không phải Trời Đạo Cung địch thủ. Chỉ có đáp ứng Diệp Thần, mới có trả thù huyết cừu, thanh lý môn hộ, trở lại đỉnh cấp cơ hội. Được, ta đáp ứng ngươi. Sùng Quang Đại Đế cắn răng, ấn đường thả ra từng cơn hào quang, nhưng là trực tiếp mở ra mình thức hải, mặc cho Diệp Thần xử trí. Diệp Thần khẽ gật đầu, cái này Sùng Quang Đại Đế, không hổ là thần đế cao thủ, tâm tư quả nhiên đoạn tuyệt ác liệt, vì báo thù, liền giá lớn như vậy đều nguyện ý bỏ ra. Tiền bối, đắc tội. Diệp Thần chắp tay, sau đó thả ra một món linh hồn lực lượng, đồng thời thúc giục Viêm Bia, thả ra vậy cái quật lá chi địa lấy được luân hồi tinh thạch, dựa vào Viêm Bia và luân hồi tinh thạch năng lượng, tăng cường mình linh hồn lực. Cuối cùng, Diệp Thần đem mình linh hồn lực lượng, đánh vào Sùng Quang Đại Đế thức hải, gieo một đạo hồn ấn. Cái này hồn ấn, ẩn chứa Viêm Bia và luân hồi tinh thạch hơi thở, một khi nổ, Sùng Quang Đại Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có sao, ta biết ngươi khó xử. Sùng Quang Đại Đế khẽ cười khổ, không có chút nào kháng cự, hoàn toàn đón nhận Diệp Thần hồn ấn. Hiện tại hắn tánh mạng, coi như là hoàn toàn bị Diệp Thần nắm trong tay. Đa tạ tiền bối thông cảm. Diệp Thần lần nữa chắp tay, đang muốn cầm Viêm Bia và luân hồi tinh thạch thu. Chờ một chút. Bỗng, Sùng Quang Đại Đế ánh mắt co rúm một cái, nhìn chằm chằm Diệp Thần luân hồi tinh thạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 149.